Chương 61, sau khi xe úy phong rời đi, bầu không khí trong biệt thự vô cùng yên tĩnh đến bất thường. Sòng bài tản ra, không còn tiếng nói chuyện và âm thanh tách quả hạt nữa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía úy Minh Hải, không ai dám lên tiếng. Từ đầu đến cuối úy Minh Hải đều đứng bên cạnh cầu thang không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào không còn bóng người. Chính ở nơi này, ông đã lớn tiếng với con gái mình, tiếng quát lớn ấy, đã tạo ra một vết nước sâu không thấy đáy giữa mối quan hệ của ông và Đào Đào, đẩy cha con hai người về hai bên khe nước, không thể nào thấy được nhau. Trong lúc này chỉ mỗi quý lam dám bước lên nói chuyện, chú đừng lo lắng, cho em ấy một chút thời gian để bình tĩnh lại, rồi em ấy cũng hiểu được tấm lòng của chú thôi. Ánh mắt quý minh hải cứ nhìn về căn phòng trống rỗng tràn ngập bi thương ấy. Lát sau, ông mới nói, đều trở về cả đi. Lúc này mọi người trong nhà mới dám phát ra tiếng động, mặc áo khoác của mình và xách túi bước đi. Quý Minh Hải không cần ai an ủi, mà cũng không ai có thể an ủi được chính ông lúc này, ai cũng hiểu rõ con người úy Minh Hải, thời điểm ông im lặng cũng chính là lúc ông không muốn mọi người xung quanh nhiều lời với mình. Mẹ úy Lai không ngờ thời quan sẽ phản ứng kịch liệt với úy Minh Hải như vậy, chặt đứt mối quan hệ của hai người, biệt thự sang trọng không thèm ở, người ba này cũng không cần, chỉ gọi một tiếng chú, bà không biết úy Minh Hải đang suy nghĩ gì ngay lúc này, là ấy nấy với thời quan, hay con tim đã đóng băng rồi. Xin lỗi chú Út con đi bà liếc mắt nhìn quý lai một cái quý lai không nhúc nhích ánh mắt cự tuyệt cô không muốn đi bình thường cô chỉ dám làm nũng khi ông vui vẻ mà thôi bây giờ ánh mắt và thái độ của quý minh hải nhìn cô như vậy khiến cô vô cùng sợ hãi tê cả da đầu quý lam không đi dự định ở lại chăm sóc chú út cô lấy thẻ ra vào trong túi ra chắc em ấy còn chưa quen với hình thức ở chung của nhà chúng ta dù gì thì em ấy cũng ở thời gian đã lâu rất khó để thay đổi thói quen chú đừng ép em ấy quá lúc cần nhường nhịn thì nên cố gắng chiều theo em ấy, sau này khi tụi con tới sẽ nhờ bác quản gia mở cửa giúp. Quý Minh Hải chấn động, ông đã quên đưa thẻ ra vào cổng cho đào đào rồi, cũng không hề lưu dấu vân tay của cô. Quý Lam cầm tấm thẻ đưa cho Quý Minh Hải, thật ra cô cũng không biết Quý Minh Hải sẽ tỏ thái độ gì, sẽ lấy lại, hay tiếp tục để cô giữ thẻ. Mẹ Quý Lai liếc nhìn Quý Lam, à, chuyện tốt nào cũng bị cô ta giành lấy hết rồi. Quý Minh Hải không cầm lấy, chỉ nói bốn từ, đưa quản gia đi. Quý Lam sững lại, nhưng vẫn tỏ thái độ ôn hòa như cũ, được ạ. Cô không hề ngần ngại, gọi cho quản gia, đưa thẻ ngay trước mặt chú Úc. Quản gia không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi nhiều, nhận lấy thẻ ra vào trong tay Quý Lam vô cùng thoải mái, mẹ Quý Lai không tình nguyện, nhưng cũng ráng tỏ vẻ bình thường. Bà mỉm cười với quản gia nói, hôm nay Quý Lai để quên thẻ ở nhà rồi, để bữa nào con bé đem qua đưa cũng được. Quý Lai ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cô luôn mang theo bên người mà, thế nhưng cô không có ý định đưa lại thẻ, nên cũng không nói gì. Bữa nào là một thời gian không hề xác định, thế nên cô không cần phải vội vã. Quý Minh Hải thản nhiên nói, không cần đưa đâu. Quý Lam, mẹ Quý Lai, còn có những người còn lại trong nhà, đều ngỡ ngàng nhìn Quý Minh Hải. Sự bất công này có phải thể hiện hơi rõ ràng rồi không? Hai người cháu Quý Minh Hải thương nhất chính là Quý Lam và Quý Lai, thế nhưng đối với Quý Lai ông lại dành nhiều tình thương hơn cả, trong nhà ai cũng biết, nhưng bởi vì Úy Lai nhỏ nhất trong nhà, mà mối quan hệ giữa chú Sáu và Úy Minh Hải lại vô cùng tốt, thế nên cho dù có ý kiến gì cũng chỉ dám để trong lòng. Khóe miệng Úy Lai công công, liếc mắt nhìn Úy Lam vô cùng đắc ý. Chú Út đối xử với cô khác với mọi người trong nhà, cô với chú ấy đã ở chung nhiều năm như vậy, tình cảm sâu sắc ấy không ai có thể sánh bằng. Úy Minh Hải nói câu tiếp theo, dù gì thì tấm thẻ ra vào kia cũng sắp hết hiệu lực rồi, người khác có thể không hiểu. Thế nhưng quản gia lại hiểu ý nghĩa trong câu nói của Úy Minh Hải, không thể nào lấy được thẻ trong tay Úy Lai, Úy Lai là trẻ con, chỉ cần con bé không muốn đưa thì cho dù làm cách nào cũng không thể nào cầm về được. Quản gia liền tranh thủ câu nói của Úy Minh Hải mà tìm cớ, gần đây hệ thống an ninh của khu biệt thự này cũng cần nâng cấp rồi, nên sẽ thay đổi toàn bộ thẻ ra vào. Sắc mặt mẹ Úy Lai biến đổi, bây giờ nói lời nào cũng không có ý nghĩa nữa, điều cần nhất bây giờ chính là tranh thủ tình cảm của Úy Minh Hải. Vậy thì phải đổi liền rồi, để lát nữa chị đưa qua cho, Lai Lai đúng là không biết phân biệt tốt xấu, phòng của người khác mà cũng tùy tiện bước vào, bây giờ không chỉ là thẻ tra vào, mà sợ là toàn bộ hệ thống vân tay cũng sẽ thiết lập lại hết, Quý Minh Hải không muốn nói với bọn họ nữa, đi thẳng lên lầu, ông không có ý muốn chỉ trích bất kỳ một ai, mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ ông. Lúc thư ký Trần nhận được điện thoại của Quý Minh Hải, ông đang đi dạo siêu thị mua đồ Tết với vợ và con gái. Quý Minh Hải muốn ông tới biệt thự một chuyến, ông liền đồng ý, cúp máy, thư ký Trần rất ấy nấy mà nhìn hai mẹ con bà, con gái ông không che giấu được sự mất mát ở trong ánh mắt, đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ba đi siêu thị mua đồ Tết với hai mẹ con cô, trước đây mỗi năm Tết đến, ông đều bận rộn tới tận đêm 30, điện thoại vang lên không ngừng nghỉ, hai mẹ con ở đây được ăn Tết hạnh phúc, thì ở nửa bán cầu còn lại, ba lại vùi đầu trong đống công việc mãi mãi cũng không thể nào xử lý hết được, điện thoại cũng nghe không xuể. Thế nhưng cô trao cho ông một cái ông ấm áp, ba đi nhanh đi, nếu có đi xã giao thì uống ít rượu thôi nhé. Thư ký Trần ghi nhớ lời dặn của con gái, ông làm tới cấp bậc này rồi, chưa từng có ai dặn dò ông chuyện này. Vợ ông chỉ hỏi một câu, hôm nay không phải sinh nhật quý minh hải à, sao ông ấy không ở cùng với con gái đi? Thư ký Trần trầm ngâm một lát, lắc đầu, đào đào không ở đó nữa, trở về thời gian rồi vợ ông cũng không hỏi lý do chỉ nói rời đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi một cái gia đình như vậy ai có thể chịu nổi chứ về phương diện làm ăn ông ấy đúng là vô cùng hoàn hảo có thể cân bằng được lợi ích của các bên lại vừa chiếm được rất nhiều lợi ích cho bản thân thế nhưng trong ứng xử gia đình thì lại không như vậy nếu đào đào chỉ muốn tiền của ông ấy thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi nhưng hết lần đến lần khác thứ mà đứa trẻ ấy thiếu lại không phải là tiền không nói tới ông ấy nữa ông mau đi đi trên đường đi thư ký Trần đều suy nghĩ, ngoài trừ giỏi kiếm tiền ra thì Úy Minh Hải còn biết gì nữa chứ? Nghĩ cả nửa ngày cũng không thể tìm ra được, biệt thự lại khôi phục lại bầu không khí trước kia, vắng vẻ và quạng cu ẻ. Lúc thư ký Trần tới nơi, hai chân Úy Minh Hải đang buông thõng, thất thần dựa trên ghế salon, trên bàn trà để một ly cà phê đã sớm nguội lạnh, một ngụm cũng chưa hề uống. Xảy ra chuyện gì rồi? Thư ký Trần ngồi xuống đối diện ông, Úy Minh Hải, Tôi là một người ba vô cùng thất bại." Thư ký Trần ngẫm nghĩ, "Bây giờ ông mới biết à? Khi ở trên máy bay ông đã nhắc đến điều ấy rất nhiều lần, không phải ông can thiệp quá nhiều, chỉ là ông muốn Úy Minh Hải thật lòng quan tâm mà tìm hiểu con người Đào Đào, hiểu và tôn trọng cô. Đào Đào không gọi tôi là ba nữa, chỉ gọi tôi một tiếng chú Úy." Khi nghe được câu nói đó, tim ông như bị ai móc ra vậy. "Thư ký Trần sững sờ, "Nghiêm trọng vậy sao? Ông chỉ nghĩ là Đào Đào giận dỗi với Úy Lai, sau đó mới bỏ đi?" con bé như vậy là oán trách tôi đến mức nào chứ đời này tôi chỉ bội ước đúng một lần duy nhất nhưng lại là bội ước với chính con gái mình ông hứa hẹn với cô rất nhiều thứ nào là mặc kệ thời điểm nào ông sẽ luôn đứng về phía cô bên vực cô thế nhưng tất cả đều chỉ là lời nói suông thư ký trần nắm hai tay lại vô cùng bất đắc dĩ có nhiều người lớn cũng suy nghĩ như vậy cảm thấy đều là con cái của mình cho dù có khiến con bé thiệt thòi một chút cũng không sao dù sao cũng là ruột thịt nếu một đứa trẻ bị thiệt thòi như vậy, chắc chắn cũng sẽ bỏ qua và nhanh chóng quên đi, không còn bất mãn với ba mẹ mình nữa. Thế nhưng ông lại không giống với bọn họ, người ta vừa có công sinh lại có công dưỡng, nên con cái có tha thứ cho họ cũng là một điều dễ dàng, ông thì khác, chỉ có công sinh, lại không hề nuôi nấng con bé trưởng thành. Những lời nói sắc bén như vậy, nếu không nói thì sẽ không có cách nào khiến cho Úy Minh Hải hiểu ra vấn đề mình đang gặp phải được. Thư ký Trần dừng vài giây, vẫn nói thật lòng mình, nói cách khác ông không nuôi nấng cô bé từ nhỏ, thế nên sự quan tâm cũng như đau lòng của ông vô cùng nhỏ nhoi, không thấu đến tận tâm can. Câu nói này đã trực tiếp đâm vào vết thương trong lòng Úy Minh Hải. Ông không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể nào phản bác được. Thư ký Trần vẫn tiếp tục nói, nếu những chuyện này xảy ra với Úy Lai, lúc con bé khóc trống lên như vậy, trước mặt người lớn trong nhà, ông sao có thể lớn tiếng với con bé như vậy được, nhưng với Đào Đào, ông lại không có tình cảm sâu sắc như vậy, nên trong lúc vô tình ông lại thiên vị úy lai hơn không chỉ thiên vị úy lai mà còn cảm thấy đào đào sao có thể không hiểu chuyện như thế sao không hề hiểu cho người ba bất đắc dĩ này giống như trong nhà có hai đứa trẻ đứa lớn thì ở với ông bà nội lớn lên mà không có ba mẹ bên cạnh nên không hề thân thiết với gia đình một năm gặp nhau không được mấy lần đứa thứ hai lại được ba mẹ chăm sóc từ nhỏ tới lớn đến tuổi đi học đứa lớn mới quay trở về với gia đình hai vợ chồng cảm thấy có lỗi với con lớn muốn cố gắng để bù đắp lại điều đó lại làm cho đứa thứ hai không hài lòng cảm thấy thiệt thòi vô cùng nó sẽ cảm thấy đứa lớn kia là người lạ xâm nhập vào nhà chiếm hết những thứ vốn là của mình hai vợ chồng ngẫm lại trước đây đứa thứ hai đã được nuông chiều đến như vậy bây giờ lại chịu thiệt thòi như thế nên đều cố gắng nhường nhìn con nhỏ cho dù đứa nhỏ có làm loạn đến cỡ nào cũng chịu đựng cảm thấy là vì chuyện kia nên mới trở nên như vậy lúc hai đứa nhỏ xảy ra mâu thuẫn trong lòng không tự giác sẽ thiên vị đứa thứ hai hơn sẽ vô tình mà oán trách con lớn sao có thể không hiểu chuyện như vậy vậy là có yêu đứa lớn hay không đương nhiên là yêu đều là con cái do mình dứt ruột đẻ ra cả thế nhưng yêu bao nhiêu không thể nói chính xác được bởi vì không cần phải cố gắng chăm sóc thế nên không có bao nhiêu phần tình thân có nhiều khi chúng ta tha thứ cho người thân thật ra không phải là tha thứ cho chính họ mà chính là tha thứ cho những nỗ lực và tâm huyết mà mình đã hao tâm tổn sức Thư ký Trần lấy danh phận là bạn bè lâu năm, còn lấy thân phận là một người cha, mà nói ra những lời từ tận trong đáy lòng mình cho Úy Minh Hải nghe. Úy Minh Hải một mực trầm mặt không nói, sau đó cầm ly cà phê đã ngồi lạnh lên uống. Thư ký Trần nhắc tới con gái của mình, con gái tôi nhiều khi cũng rất bướng bỉnh, những lúc con bé làm sai, tôi sẽ không bao giờ la mắng mà chỉ ôm con bé một cái, cùng nhau phân tích những lỗi sai ấy. Như vậy sau này con bé sẽ không phạm phải những sai lầm cũ tôi cảm thấy một cái ông còn mạnh mẽ hơn bất kỳ đòn roi nào, cho nên con bé cũng không còn đối nghịch với tôi nữa. Nói xong, bỗng nhiên ông cười, rốt cuộc tôi cũng có cơ hội dạy cho ông một bài học. Trên công ty, ở phương diện kinh doanh, đều là Quý Minh Hải chỉ dạy cho ông, đương nhiên là ông được lợi không ít. Quý Minh Hải bưng lý cà phê trống không lên, bỗng nhiên nhìn về phía thư ký Trần, ngoại trừ biết kiếm tiền ra thì tôi còn biết gì chứ. Thư ký Trần, thật trùng hợp, trên đường đi tới đây tôi cũng nghĩ tới việc này, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được. Ngón tay Úy Minh Hải vuốt ve dọc theo ly cà phê, Đào Đào và mẹ con bé đều cảm thấy thất vọng về tôi rồi. Hai người đều cảm thấy ông không yêu thương bọn họ, sao có thể như vậy được? Thư ký Trần, vết trách giữa ông và Đào Đào không phải chỉ một hai câu là có thể hàn gắn được, lần trước con bé nguyện ý quay lại là đã cho ông một cơ hội rồi. Sao Úy Minh Hải có thể không biết được, cô sẽ không chừa mặt mũi cho ai bao giờ, một câu chú ý kia đã thể hiện lên quyết tâm của cô, không muốn nhận người ba này nữa. Ông không nói đến chuyện trong nhà nữa, hỏi thư ký Trần có mang tài liệu đến không. Thư ký Trần đưa vài tập hồ sơ cho Úy Minh Hải, bên trong là bản kế hoạch của vài hạng mục, còn có vài văn kiện cần Úy Minh Hải ký vào. Đáng lý sau mùa xuân mới cần giải quyết, lúc Úy Minh Hải gọi tới đã nói ông mang tới đây hết. Ông ra hiệu thư ký Trần, ông về nhà đi, không còn chuyện gì nữa đâu. Thư ký Trần há hốc miệng, lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống, có một số việc nói không cũng không đủ, phải tự mình trải qua mới có thể lĩnh ngộ được. Sau khi thư ký Trần rời đi, Quý Minh Hải đi tới thư phòng trên lầu. 15 phút trôi qua, ánh mắt ông từ đầu đến cuối đều nhìn vào dòng đầu tiên trong trang giấy. Ông xoa xoa mi tâm, không nào có được tinh thần như trước kia, tập trung hoàn toàn vô công việc. Trước khi có đào đào, không ai có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí của ông được. Quý Minh Hải cầm hộp thuốc, rút một điếu thuốc trang ngậm trong miệng, theo thói quen cầm lấy bật lửa nhựa ở trên bàn, lại nhớ tới món quà mà con gái đã tặng mình, cái bật lửa ấy còn ở trong túi áo khoác, ông xuống dưới lầu cầm lên, cái bật lửa rất xinh đẹp, màu xanh đậm, cả một sáng chỉ lo vui mừng, không để ý kỹ món quà, lúc này mới phát hiện trên bật lửa có một dòng chữ nhỏ, ba hút thuốc ít thôi nha, hóa ra mua bật lửa không phải để ông dễ dàng hút thuốc hơn, mà là để nhắc nhở ông hút ít lại, Quý Minh Hải rút điếu thuốc ra cầm trong lòng bàn tay, sau đó ném vào thùng rác, hôm nay không có tâm trạng ông không về thư phòng nữa mà đi qua phòng ngủ của thời quan căn phòng đã trở lại dáng vẻ như lúc chưa có người ở vết tích duy nhất của thời quan còn trong phòng chính là những quyển sách ở trên bàn trà là những quyển ông tìm cho cô cô không mang theo sắp xếp gọn gàng để ở đấy quý minh hải bước tới gần không chỉ có sách còn có một tấm thẻ đen mà ông từng đưa cho cô cô chưa từng dùng tới cũng trả lại cho ông đây là muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với ông quý minh hải dùng sức cầm lấy cái thẻ móng tay lộ ra ba loại màu sắc, hồng phấn, trắng và đỏ. Ngồi một lúc lâu, ông gửi tin nhắn cho thời quan, đào đào, có thể tha thứ cho ba một lần nữa không? Một lần cuối cùng, cô đã cho cơ hội, thế nhưng người không biết nắm giữ cơ hội đó lại là ông. Thời quan đang ở trong nhà của Quý Phong, không có việc gì làm, ngồi ngẩn người trên sofa. Nhà Quý Phong rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức cái gì cũng không có, trong tủ lạnh ngoại trừ mấy bình nước ra thì không còn gì nữa. Sau khi về tới nhà, Quý Phong đi về phòng mình, nói buổi trưa uống rượu nên có chút mệt, về phòng ngủ một lát, để TV lại cho cô xem, cô biết, anh muốn cho cô không gian để bình tĩnh lại, bởi vì buổi trưa anh không hề uống rượu. Thời quan nhắn tin trả lời Quý Minh Hải, chú Quý, sau này đừng nên liên lạc với nhau nữa, lãng phí thời gian và tình cảm của đôi bên, cô không hề phủ nhận, câu nói này đang thể hiện cảm xúc của cô bây giờ. 21 chữ, ba dấu câu, giống như 24 thanh đao, cùng nhau cắm trên trái tim ông. Quý Minh Hải giả vờ như không thấy, xóa bỏ tin nhắn của cô, tiếp tục nói, người ba yêu thương nhất chính là con, nhưng tin nhắn này lại không thể chuyển đi được, một dấu chấm than màu đỏ hiện lên, biểu tượng này còn đau đớn hơn cả 24 thanh đao khi nãy, ông đã không còn là bạn bè của cô nữa, bị cô xóa mất rồi. Quý Minh Hải tỉnh táo lại, hơn 10 phút sau, vẫn ngồi bất động ở chỗ đấy, toàn thân như bị rút sạch sinh khí, bị từ chối cùng bất lực, đau khổ, còn có sự tuyệt vọng tột cùng những loại cảm xúc này ông đều được trải nghiệm hết một lần. Mà đào đào, phải cảm nhận tất cả những điều ấy từ nhỏ đến lớn, cổ họng ông như bị ai bóp lại, một cảm giác ngạt thở bỗng nhiên tràn tới, rất lâu không thể nào bình thường lại được. Quý Minh Hải vẫn để chồng sách và tấm thẻ kia ở chỗ đó. Lúc này ông vô cùng thèm hút một điếu thuốc. Trong phòng không có gạt tàn, ông liền gãy thuốc trong thùng rác, trong đó chỉ có rất nhiều giấy, ông nhìn thấy được nét vẽ cổ tay. Mà cái đồng hồ trên cổ tay ấy ông lại vô cùng quen thuộc, nhìn tay trái mình một chút, đồng hồ trên bức vẽ rất giống với đồng hồ trên tay ông lúc này, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên bàn trà, ông nhặt lấy tất cả giấy trong thùng rác ra, mở bức tranh ông vừa nhìn thấy, người trên giấy vẽ chính là ông, quần áo, áo sơ mi, cà vạt, thậm chí là kiểu tóc đều là ông, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại trống không, vẫn còn vết tích tẩy xóa trên đó, mà không chỉ tẩy một lần, ông mở tiếp một tờ giấy khác cũng không khác nhau mấy. Mở ra bức cuối cùng, đập vào mắt ông chính là hình ảnh của mẹ đào đào, ông trố mắt, cô vẻ sinh động như thật, bà đang nghiêng đầu một chút, nhìn về trước nở nụ cười, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều, người đứng cạnh chính là ông, nửa ông lấy bà trong lòng ngực, Nhìn khuôn mặt ông vẫn trống rỗng như cũ. Trên bức tranh còn có một hình ảnh khác, là một bé gái năm, sáu tuổi đang ngồi chơi xích đu, mặc váy công chúa màu trắng, thắt bím tóc rất đẹp, quay đầu nhìn bọn họ cười thật tươi hình dáng đáng yêu như thiên thần này chính là bộ dáng lúc nhỏ của đào đào ông vẫn nhớ hôm nghỉ ngơi trong văn phòng của ông đào đào luôn nhìn vào ảnh chụp trên đầu giường chắc vậy nên muốn vẽ một tấm ảnh gia đình tặng ông bức tranh này chắc là bản thảo đầu tiên cả cô nhưng mãi vẫn không thể vẽ được dáng hình ông thế nên vẽ thêm vài tấm nữa cố gắng vẽ ông sau đó vẽ tiếp cô và mẹ có thể là vẽ từng bức từng bức một nhưng cuối cùng vẫn không thành công cô không thể nào vẽ không phải do dáng vẽ ông khó mà là do có liên quan đến dáng hình tình yêu của ba trong tâm trí cô. Bức vẽ này chắc là khao khát khi còn bé của cô, kết quả lại bị người ba này phá hủy tất cả. Lúc thời quan quyết định kéo úy Minh Hải vào Blacklist, trong tâm cô cũng vô cùng đau đớn, cảm giác xé rách cả con tim. Nếu nói không yêu, không còn lưu luyến ông thì là giả, nhưng bây giờ cô không muốn nhìn thấy ông nữa. Tâm trạng dãy dụa, xoắn suýt, oán trách, vừa yêu vừa hận, tất cả đều xoay vòng cô ngay lúc này cô chưa từng hận ai bao giờ, cả kể tần Minh Nguyệt, Quý Minh Hải là người đầu tiên cô oán hận như vậy, sao em không mở tivi lên xem? Quý Phong bước ra từ trong phòng ngủ, anh đã ngủ hơn 2 tiếng, thế nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu, ngẩng người cầm điện thoại, thời quan hoàng hồn, nhàn nhạt kéo khóe miếng, xem mệt người lắm, điều khiển từ xa vẫn ở vị trí cũ, cô chưa hề động vào, Quý Phong không nói gì, đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh chỉ còn hai chai nước, anh vặn một chai đưa cho thời quan mùa đông uống nước lạnh là tuyệt vời nhất thời quan không muốn thời cảnh nham không cho em uống nước đá vào mùa đông quý phong cười chuyện gì em cũng nghe lời anh ta nhỉ anh mở chai nước còn lại ra uống mấy tiếng trôi qua cô cũng đã bình tĩnh trở lại lúc này quý phong mới dám nói đến chuyện buổi trưa với cô cứ làm ầm ĩ lên như vậy cũng không sao để cho chú anh biết tính cách em sau này ông ấy sẽ không dám chọc giận em nữa sau đó nói nhẹ nhàng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật ông ấy em về nhà chăm sóc ba đi anh chân thành khuyên cô thời quang không muốn nghe lời anh chỉ lắc đầu quý phong biết tính cô ương ngạnh không hề thua kém chú út chút nào mà cũng có khi chú út còn không phải đối thủ của cô hôm nay anh dẫn cô đi chắc chắn trong lòng chú ấy đã ghi hận anh rồi nhưng cũng không sao tết sắp tới rồi nếu cô muốn trở về thời gian thật thì tết năm nay của chú út có vẻ không bình yên nữa rồi em cứ quay về tìm cách làm khó chú ấy đi em bỏ đi như vậy không phải là bỏ qua cho ông ấy quá dễ dàng rồi sao thời quang vẫn im lặng xoa xoa lỗ tai của con gấu bông lớn quý phong nhìn cô cứ ôm con gấu từ trưa đến giờ mẫn lộ tặng em à thời quang thời cảnh nham tặng em lại là thời cảnh nham quý phong cười cười mỗi lần nhắc tới thời cảnh nhâm cô đều gọi thẳng tên họ của anh ta vô cùng đàng hoàng và tự nhiên trước giờ chưa bao giờ gọi một tiếng anh phong khách yên tĩnh trong phút chốc quý phong lại chưa bao giờ an ủi người khác mà chuyện trong nhà anh cũng không hiểu rõ, thế nên chỉ có thể khuyên nhủ, giữa hai cha con không nên có khoảng cách như vậy, em về nhà náo loạn một trận cho thoải mái đi, ngày mai liền quên hết mọi chuyện là ổn rồi. Thời quan nhìn anh, con nhà người khác cũng phải khóc nháo lên để tranh giành tình thương của cha mẹ sao anh? Quý Phong không nói gì, anh biết đó là một câu hỏi không có câu trả lời, không câu trả lời nào có thể thỏa mãn được cô. Ánh mắt thời quan lại nhìn vào con gấu bông, em kéo đen tài khoản uy chát của Quý Minh Hải rồi, anh không cần khuyên nhủ nữa đâu. Dừng một chút, cảm ơn anh, Quý Phong dương ngón tay cái về phía cô, em là người đầu tiên dám cho chú ấy vào blacklist đó. Anh uống hết một chai nước, đứng dậy, đi thôi, anh dẫn em ra ngoài ăn, thời quan bây giờ không muốn ăn gì cả, anh đi ăn đi, em chờ thời cảnh nham. Quý Phong sao có thể để cô ở nhà một mình được, anh cũng không quá đói, đi vào thư phòng tìm hai quyển sách, đưa cho cô một quyển, anh hờ hững nhìn quyển sách, cũng không biết đang đọc gì. Nghiêng đầu nhìn thời quan, cô cũng đang thất thần nhìn quyển sách. Anh không quấy rầy cô, lật tiếp một trang nữa. Gần chạng vạn tối, thời quan nhắn tin cho thời cảnh nham, mấy giờ anh tới. Thời cảnh nham đã sớm về tới Bắc Kinh, buổi trưa liền tới công ty, hôm nay là sinh nhật quý Minh Hải, anh cũng không nói cô tới sân bay đón mình. Anh về rồi, đang ở công ty, mai sẽ qua đó đón em. Thời quan nghe anh đang ở công ty, liền gửi định vị qua cho anh, giờ anh qua đón em đi. Thời cảnh nham, đây là đâu vậy? Thời quan, nhà của Quý Phong, cô không giấu giếm, em cãi nhau với Quý Minh Hải rồi. Thời cảnh nham cũng không hỏi nhiều, chờ anh, anh qua đó liền đây, máy tính cũng không kịp tắt, anh cầm áo khoác, vừa đi vừa mặc vào. Đi ngang qua văn phòng thư ký, thư ký nhìn dáng vẻ bước đi vội vàng của anh liền hỏi, thời tổng muốn ra ngoài ạ? À? Thời cảnh nham, ừ, lát nữa tắt máy tính giúp tôi. Thư ký nhìn đồng hồ đeo tay, đã 4 giờ 50, nhắc nhở anh, thời tổng có một cuộc hẹn lúc 5 giờ với quý tổng bên công ty AIO, có cần tôi lùi thời gian hẹn lại không hay là, thời cảnh nham suýt nữa thì quên mất, hôm nay quý làm tới là để thảo luận về vấn đề đội ngũ thiết kế và vài hạng mục trong công việc, để phó giám đốc làm việc với bên đó đi, anh nhanh chân rời đi, xuống dưới hầm gửi xe, tài xế đã sớm khởi động xe cho anh, vừa đúng lúc có một chiếc xe việt giả từ đối diện chạy tới xe chưa kịp dừng lại thì cửa sổ xe ở ghế ngồi đằng sau đã hạ xuống thời tổng khi thời cảnh nham đang mở cửa bước vào thì úy lam đã lên tiếng gọi anh thời cảnh nham quay người gật đầu chào cô cứ làm việc với phó giám đốc đi thư ký của tôi đã sắp xếp xong rồi úy lam xuống xe bước tới hôm nay nam địch đi chung với cô nam địch bước ra từ một cửa khác cô biết thời cảnh nham từng đọc không ít tin tức về anh thông qua các video và tạp chí kinh tế tài chính thế nhưng đây là lần đầu tiên được thấy người thật ngoài đời như vậy. Khí chất cao lãnh cường thế đến mức cô đứng từ xa vẫn cảm nhận được sự áp lực không hề nhẹ. Quý Lam định giới thiệu Nam Địch một chút, kết quả thời cảnh nham đã ngồi lên xe, xin lỗi không thể tiếp chuyện được. Sau đó đóng cửa xe lại, khi ô tô đã rời đi, Nam Địch vô thức quay đầu lại nhìn. Quý Lam nhìn cô như đang nghĩ tới chuyện gì, sau đó cười cười, có phải cô đang cảm thấy anh ấy rất giống chú út của tôi đúng không? Nam Địch, không khác nhau là mấy sau đó cũng không nói thêm gì nữa quý lam không nói về chủ đề này nữa đi nào tìm phó giám đốc nói chuyện thôi hai người đi về phía thang máy thời cảnh nham nói địa chỉ cho tài xế sau đó lại nói với tả thụy tối nay không rảnh để mời bọn họ ăn tối bảo cô với mẫn lộ cứ tự do tiêu xài đi anh sẽ trả tiền tả thụy cười ha hả thật yêu sự hào phóng mãnh liệt này của cậu để bữa nào chỉ giới cho cậu vài cô bạn gái nhé thời cảnh nham không so đo cách xưng hô với cô trả lời có rồi tả thụy mình không tin sao mình lại không biết ai vậy thời cảnh nham đào đào tả thụy tin tức quá mức kinh hãi rồi cô liền gọi điện tới không dám tin cậu không sợ úy minh hải chặt cậu à khuỷu tay thời cảnh nham chống trên thành cửa sổ thản nhiên nói ai chặt ai còn chưa biết đâu tả thụy đang hút thuốc phun ra từng vòng khói nhỏ cậu bớt ngông cuồng lại đi thời cảnh nham cậu còn nhớ mình họ gì không, không nói chuyện nữa. Thời Cảnh Nham liền tắt máy, "Tạ Thụy, cậu muốn?" Sau đó, không còn sau đó nữa, lần đầu tiên trong đời cô bị người khác tắt máy ngang như vậy, cô không nhìn được mà chửi tục, tên nhóc này muốn chết rồi. Thời Cảnh Nham luôn nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Thời Quang, "Em cãi nhau với Úy Minh Hải rồi, lúc cô vui vẻ ở bên Úy Minh Hải, anh cảm nhận được cô như một đứa trẻ vậy, một người đơn giản như vậy" cô sẽ không bao giờ giận dỗi vô lý cả. Tới khi vào tiểu khu của Quý Phong, anh không vô được, liền gọi điện cho thời quan. Thời quan, em ra cửa liền đây. Cô không rõ từ công ty anh qua đây mất bao lâu, đáng lý nên xuống sớm hơn. Quý Phong cầm theo vali của cô, anh không hiểu vì sao cô lại nâng niu đóa hồng đã sắp héo tàn kia làm gì, không có gì đẹp cả. Thời quan nhìn thấy thời cảnh nham, vốn cô đã bình tĩnh rồi, nhưng khi thấy anh, mọi ủy khuất từ sáng tới giờ đều ùng ùng kéo tới còn mạnh mẽ hơn cả lúc trưa, cô bước nhanh, cơ hồ là chạy chậm đến bên cạnh anh. Trong ngực còn có hoa hồng và con gấu bông thế nên thời cảnh nham không ôm vào lòng được, đưa tay vuốt mái tóc cô lại thật gọn gàng, ôn hòa nhìn cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Một ánh mắt, một động tác như vậy thôi cũng đủ thắng cả thiên ngôn vạn ngữ. Quý Phong đi tới, bước chân thông thả, bình thường dù có đối phó với nhau như thế nào, thì trong khoảng khắc này, thời cảnh nham vẫn buông xuống tất cả mọi thù địch, chủ động nắm tay chào hỏi Quý Phong, cảm ơn anh, làm phiền anh hôm nay rồi, Quý Phong đương nhiên sẽ chừa mặt mũi cho thời cảnh nham, người một nhà cả mà. Sau đó đưa vali của thời quan, Quý Phong nhìn về phía thời quan, về nhà ngủ một giấc thật ngon đi, có chuyện gì cần tâm sự với anh thì cứ gọi điện nhé, thời quan vô cùng biết ơn nên cũng không khách sáo với anh nữa, anh mau lên nhà đi. Quý Phong và thời cảnh nham nhìn nhau gật đầu một cái, cũng không nhiều lời nữa, chờ Quý Phong rời đi, thời cảnh nham cầm lấy hoa trong ngực thời quang sau này sẽ mua bó khác cho em vứt bó này đi thôi không được thời cảnh nham vậy thì giữ lại anh cất mọi thứ vào sau cốp xe nói tài xế về trước đi thời quang nhìn ô tô khởi động rời đi chúng ta không đi xe về à thời cảnh nham anh đi dạo với em một chút ô tô đi xa hình bóng úy phong cũng biến mất trong màn đêm anh nắm lấy bàn tay cô ông chặt cô vào người sao không nói sớm với anh thời quang không nhìn anh dựa đầu vào ngực anh em tưởng anh đang ở Hồng Kông. Sợ ảnh hưởng tới công việc của anh, thời cảnh nham cũng không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra nữa, cúi đầu hôn lên tai cô, hai tay cô chui vào trong áo khoác, ông lấy eo anh. Nằm sắp trong ngực anh thì cho dù trời có sập cũng cảm thấy an toàn, có thể nói cho anh biết chuyện giữa em và người quý gia không? Thời cảnh nham thận trọng hỏi, thời quan ở trong ngực anh vô cùng khó chịu, sau đó mới kể mọi chuyện ra, một chút cũng không giữ lại chuyện như vậy sao em không nói anh mà lại chịu đựng một mình? Nói xong thời cảnh nham mới nhận ra ngữ khí của anh hơi nặng nề, hôn cô một chút, buồn như vậy mà không kể ra. Một lát sau, thời cảnh nham, sao em, thanh âm anh trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào trong tai cô, thời quan, sau này, lỡ như em có cãi nhau với anh, chẳng may không cẩn thận mà nói lời chia tay, anh cũng đừng tưởng đó là thật, dù có tức giận cũng không được phép bỏ đi, thời cảnh nham hôn vào gò má cô, đến lúc đó anh sẽ giả câm giả điếc thời quang cười ngửa cổ cắn môi anh anh đồng ý với em rồi đấy thời cảnh nham gật đầu lời hứa với cô anh nhất định sẽ làm được đợi cô bình tĩnh trở lại thời cảnh nham nắm lấy tay cô bỏ vào trong túi áo khoác hai người đi bộ về hướng nhà ông bà nội thời quang vẫn chưa quen thuộc với đường xá xung quanh hỏi anh đi bao lâu mới tới thời cảnh nham nhanh thì hai tiếng vậy được rồi có thể nói chuyện với anh lâu một chút em tưởng anh sẽ trách móc quý minh hải trước chứ thời quan nghiêng mặt nhìn anh thời cảnh nham nếu là người khác chắc chắn anh sẽ không nương tay đâu nhưng đây lại là quý minh hải là người cô rất quan tâm quý minh hải mà bị người khác làm khó thì người đau khổ nhất chính là cô anh không phải đang nể mặt quý minh hải chỉ là không muốn tình cảm mà cô một mực trân trọng lại lần nữa vỡ nát lần này thời quan dùng sức nắm lấy bàn tay anh rất chặt đây là lần thứ ba cô đi bộ về với thời cảnh nham lần đầu tiên chính là buổi tối đi ăn đồ nướng cô nói dối là mình ăn quá no ngày ấy cũng gặp được úy minh hải bắt gặp giai điệu vô cùng quen thuộc cô quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của úy minh hải đó loại cảm giác chua xót mà cô không thể nào quên được lúc đó hai người chỉ là người xa lạ cô lại vô cùng ngưỡng mộ cháu gái của ông lần thứ hai là đêm giao thừa thời cảnh nham chúc mừng sinh nhật cô hôm ấy cô vẫn nhìn thấy úy minh hải khi đó ông nói đào đào ba là ba con sáu từ ấy chính là những từ ngữ ấm áp nhất mà cô từng nghe trong 19 năm qua, và đây là lần thứ ba, thời cảnh nham dẫn cô về nhà, vẫn có liên quan đến úy Minh Hải, tình cảm cha con ấy đã bị giả tâm hèn mọn của những người trong gia đình ông đâm thành trăm ngàn lỗ rồi, nhưng thời cảnh nham vẫn không từ bỏ, cẩn thận quan tâm chữa trị cho cô từng chút một, muốn ăn gì không? Thời cảnh nham nắm lấy bàn tay cô, đem suy nghĩ của cô kéo trở về, thời quan liền nói, muốn ăn sủi cảo thời cảnh nham, vậy về nhà ông nội ăn, trong tủ lạnh có nhiều lắm. Từ khi cô nói bánh sủi cảo nhân tam tiên rất ngon thì trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp, nghĩ đến việc quay về nhà ông nội, thời quan không khỏi buồn phiền, nếu ăn Tết không quay lại nhà Quý Minh Hải, ông nội chắc chắn sẽ hỏi, ba cũng vậy, nếu cô nói đang căng thẳng với Quý Minh Hải, ba sẽ càng lo lắng hơn. Thời cảnh nham thấy cô đang không yên lòng, đoán được cô đang suy nghĩ gì, đến lúc đó nói thẳng với ông nội là được không giấu mãi được đâu, Tết tới Úy Minh Hải cũng sẽ sang đây chút năm mới ông nội thôi. Thời quan rầu rĩ nói, bây giờ em chưa muốn nhìn thấy ông ấy, thời cảnh nham, chỉ sợ là không nhìn không được, thời quan nhìn anh, ý anh là sao, thời cảnh nham, quý lai và mẹ cô ta chắc chắn phải xin lỗi em, việc này không thể thương lượng được, người của quý gia nhất định sẽ quay về đây ăn Tết, tối đêm 30, ăn cơm tất niên xong anh sẽ dẫn em qua đó, thời quan không đồng ý, cho dù muốn mẹ con úy Lai like xin lỗi thì cũng nên là cô đi tìm hai người đó, cô không muốn để thời cảnh nham dính vào chuyện này, tranh chấp với hai mẹ con trước đông người như vậy quá làm mất hình tượng của anh. Chuyện này em sẽ tự mình giải quyết." Sắc mặt thời cảnh nham rất lạnh, phải nói, không thương lượng nữa. Thời quan trắng trước người anh, hai người đều dừng bước, cô nhìn anh, ánh mắt vô cùng kiên định, "Không được, việc này anh phải nghe theo em, anh yên tâm, em sẽ không để mình chịu thiệt đâu." Thời cảnh nham cho anh một lý do để anh nghe theo em đi. Thời Quang không thể tìm ra được lý do nào hợp lý để thỏa hiệp với anh, bởi vì anh không làm điều này cho anh, mà chỉ muốn xả giận giúp cô mà thôi. Cô không thể bình tĩnh mà nghĩ tới bữa cơm tất niên sắp tới, Quý Phong chắc cũng sẽ ở nhà bà nội. Đến lúc đó mà thấy cảnh thời cảnh nham cãi nhau với một người phụ nữ trung niên, hình ảnh đấy thật không dám nghĩ tới nữa. Mặc dù trước đây anh có vì cô mà cãi nhau với Tần Minh Nguyệt, nhưng hai tình huống không hề giống nhau. Hơn nữa mẹ Quý Lai và Tần Minh Nguyệt đều có hai thân phận khác nhau. Dù thế nào đi nữa thì Tần Minh Nguyệt sẽ không khóc lóc âm sầm, còn mẹ Quý Lai thì cô không dám nói trước. Đến lúc đó lỡ nói với nhau những lời quá khó nghe, sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho nhau nữa. Thời cảnh nham cầm lấy hai tay cô, ủ ấm cho cô, anh đã quyết rồi, không thay đổi nữa. Thời quan rút tay mình ra, đành phải ông anh làm nũng, nghe em một lần thôi, sau này chuyện gì cũng sẽ làm theo ý anh em sẽ không thèm nói chuyện với những người vô lý nữa quá hạ thấp giá trị bản thân chóp mũi cô bị lạnh mà ửng đỏ thời cảnh nham cúi đầu hôn một cái lúc anh là thời tổng cũng có giá trị bản thân thế nên luôn phải duy trì hình tượng của mình nhưng đã là bạn trai em rồi thì sẽ không màng đến những chuyện vớ vẩn ấy nữa so với việc em bị ủy khuất thì phong độ và mắt mũi không là gì đối với anh cả anh choàng khăn quàng cổ của cô lại thật cẩn thận gió lớn đừng nói nữa nếu không lại hít phải gió lạnh vào bụng. Thời quan vẫn còn đắm chìm trong câu nói kia của anh, là bạn trai em rồi thì sẽ không màng đến những chuyện vớ vẩn ấy nữa. So với việc em bị ủy khuất thì phong độ và mặt mũi không là gì đối với anh cả. Cô ông anh không buông tay, có một câu mà cô rất muốn nói với anh, chỉ một câu này của anh thôi cũng khiến em cảm thấy thỏa mãn hơn câu xin lỗi kia rồi. Thời cảnh nhằm ánh mắt âm u sâu thẳm nhìn cô, anh thấy vậy là chưa đủ. Việc này không thể thương lượng nữa, anh kéo khăn quàng cổ lên che hơn nửa khuôn mặt cô lại đi thôi nếu cứ theo tốc độ của em chắc tới sáng mai hai ta cũng chưa về tới nhà thời quan bị thời cảnh nham dắt tay đi về phía trước cô không yên lòng chắc anh vẫn chưa thấy mẹ úy lai không hề giống với những người mà anh từng gặp gỡ mẹ úy lai có thể đem trắng nói thành đen bẻ công lời nói của người khác thời cảnh nham anh sẽ có biện pháp của mình đừng quan tâm nữa điện thoại di động vang lên là úy minh hải gọi tới anh nhìn thời quan một chút, cô đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không chú ý tới anh. Anh không nghe điện thoại, chỉ nhắn tin, có chuyện gì? Quý Minh Hải, bây giờ đào đào sao rồi? Thời cảnh nham hỏi ngược một câu, ông nói thử xem. Quý Minh Hải, hai ngày này làm phiền cậu quan tâm tới con bé nhiều hơn, ăn Tết xong tôi sẽ qua đó thăm con bé. Trong khoảng thời gian gần đây lúc nào đào đào cũng muốn mình cao hơn, buổi tối cậu giúp con bé luyện tập xà đơn để giãn cơ một chút lại pha thêm một ly sữa bò ấm uống trước khi đi ngủ giúp tôi, Quý Minh Hải không nói với thời cảnh nham nữa, ông biết rõ thời cảnh nham không muốn nói chuyện với ông, ông gọi điện cho thư ký Trần, năm sau tìm giúp tôi một giáo viên dạy kèm mỹ thuật. Thư ký Trần tưởng tìm cho thời quan, trình độ của đào đào còn cần phụ đạo sao? Quý Minh Hải, dạy tôi. Thư ký Trần, ông nghĩ gì mà lại muốn học vẽ vậy? Quý Minh Hải không lên tiếng, trầm mặc một lúc, thư ký Trần cũng không hỏi rõ ngọn nguồn nữa, đồng ý nói, được rồi ngày mai tôi sẽ sắp xếp, điều ông lo lắng chính là, ông có thời gian học sao? Đây không phải là chuyện học một lần là xong đâu, Quý Minh Hải, có thể dành ra một chút thời gian, cùng lắm là mỗi ngày ngủ ít hơn hai tiếng mà thôi. Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lên chiếu xuống bãi cỏ trong khuôn viên, ông đứng cạnh cửa sổ, hoang mang nhìn về khuôn viên đối diện, đào đào thích trang trí, ông liền nói quản gia thay đổi thành kiểu dáng và màu sắc mà cô yêu thích. Trong phòng ngủ có một khung ảnh của cô, chính là lúc cô đứng giữa ánh đèn trong khuôn viên, ông đã lén chụp lại. Trong nhà quá yên tĩnh, đứng trong thư phòng ở tầng 3 mà như có thể được động tĩnh ở trong phòng bếp. Đúng giờ này hôm trước, ông còn đứng trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho cô, tiện làm salad và trái cây. Trong căn biệt thự vốn chỉ có ông và đào đào, nhưng hai người vẫn thỉnh thoảng đùa giỡn với nhau, đặc biệt là đào đào. Sự lạnh lẽo trong căn nhà vì sự tồn tại của cô mà trở nên náo nhiệt hẳn, xua tan không khí lạnh giá và cô đơn. Bây giờ, rõ ràng quản gia, đầu bếp và người giúp việc đều ở đây, nhiều người như vậy, nhưng ông lại thấy quản cu ẻ không tả được. Thời cảnh nham đưa tin nhắn nãy giờ với úy Minh Hải cho thời quan xem, thời quan tưởng là tin tức gì thú vị, hóa ra lại là tin nhắn của úy Minh Hải. Cô quay mặt ra chỗ khác, em không muốn xem, thật ra, cô đã nhìn thấy nội dung trong đó. Thời cảnh nham biết cô đã thấy, anh cất điện thoại vào, không nói gì nữa, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Cô cãi nhau kịch liệt với úy Minh Hải như vậy là bởi vì cô quá mức để ý. Nếu nói cô trẻ con thì cũng không đúng, cô trưởng thành quá nhanh, lại rất hiểu chuyện. Lúc anh tranh cãi với thiếm tư, cô cũng khó chịu, nhưng không làm hành động gì quá đáng, số liên lạc uy chát của thiếm tư cô vẫn còn giữ đến giờ. Mà với úy Minh Hải, cô lại cứ lo được lo mất. Nếu tối hôm ấy cô để anh đưa về nhà ông nội sớm, thì sáng ngày hôm sau nếu úy Minh Hải xin lỗi, có thể cô sẽ tha thứ mọi chuyện. Mọi buồn phiền khó chịu lúc trước đều sẽ quên hết, sau đó sẽ quay về với ông. Tính cách kiêu ngạo mẫn cảm nhưng lại vô cùng cố chấp ấy của cô sẽ không bao giờ hạ mình đi cầu xin tình thương của một người xa lạ. Thế nên trong lòng cô Úy Minh Hải không giống với tất cả mọi người. Đoạn đường này đi hết 2 tiếng rưỡi, gần 8 giờ 30 phút mới tới nhà. Vào cổng biệt thự, thời quan hỏi ý thời cảnh nham, em nói với ông nội như thế nào bây giờ? Thời cảnh nham, không quan trọng đâu, tài xế đã đưa đồ của em về nhà rồi ông bà nội sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại nói thêm một câu, nếu có hỏi, anh sẽ trả lời, thời quan cười, cảm ơn anh trai, thời cảnh nham, anh không quen với cách xưng hô này của cô chút nào, vỗ nhẹ đầu cô hai lần, sau này không được gọi như vậy nữa. Nói xong, đem cô ôm vào lòng ngực, hai người chỉ đứng cách biệt thự hơn 10 mét, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng lỡ có người đi qua nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ, anh làm gì thế? Cô đẩy anh, thời cảnh nham cầm hai tay cô vọng ra sau lưng anh, nhớ rõ chưa? Thời quan liên tục gật đầu, em nhớ mà, thật sự đó. Thời cảnh nham cắn môi cô một chút, sau đó mới buông cô ra. Cái hôn này đối với cô mà nói vô cùng kinh tâm động phách. Bên trong tiểu khu này toàn là hàng xóm cũ, bị nhìn thấy thì xong rồi. Mọi người xung quanh đều biết cô với thời cảnh nham là anh em họ, tuổi tác còn cách nhau xa như vậy. Về đến nhà, ông bà nội vẫn chưa ngủ, đang xem kênh hí kịch. Ở ngoài lạnh không? bà nội hạ nhỏ vô lung tivi lại cũng được đi bộ một chút là nóng người rồi ạ à. thời quan cởi áo khoác thuần tay nhận lấy áo khoác của thời cảnh nham anh cố ý bóp tay cô một chút cô trợn mắt nhìn anh một cái sau đó treo áo lên sao ông bà còn chưa ngủ vậy ạ à? thời quan qua đó ngồi trong lòng còn đang nghĩ cách làm sao để giải thích hợp lý ông nội bỏ kính lão xuống ông không hỏi thời quan mà hỏi thời cảnh nham rốt cuộc xảy ra chuyện gì ai dám bắt nạt đào đào thời cảnh nham kể lại mọi chuyện một cách đơn giản thế nhưng không bỏ qua một chi tiết quan trọng nào lúc này ông nội mới nhìn về thời quan khi con nhóc kia khi dễ con sao con không đánh trả lại thời quan cô rất bất ngờ khi ông nội là một người bao che khuyết điểm như vậy bà nội tiếp lời hôm bữa yến lãng trở về có nói xém chút nữa thì nó đã muốn đánh con nhóc đó rồi lúc ấy bà liền muốn gọi điện kêu con quay về đừng ở bên đó nữa nhưng ông nội con lại không cho nói để con bồi dưỡng tình cảm với úy minh hải một chút chỉ là chuyện hai đứa nhỏ cãi lộn không thể gây ảnh hưởng tới hòa khí của người lớn vì chuyện đó mà bà tức giận với ông con hơn nửa ngày trong giọng nói của bà lúc này vẫn còn mang theo khẩu khí tức giận không hề nhẹ bà đào đào khó khăn biết mấy lúc đó bà ấy cũng đã hơn tám mươi sức khỏe cũng không tốt nhưng đã cố gắng để chăm sóc con đến năm sáu tuổi sau khi con đi nam kinh thời nhất thịnh cũng đã dành hết tâm tư để nuôi dạy con tốt như vậy Bà không thể để người khác bắt nạt con được, hốc mắt thời quan nóng lên, mọi lo lắng của cô từng chút từng chút một như được phá bỏ. Trước đó cô còn lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, không ngờ ông bà nội lại không hề quan tâm đến chuyện ấy. Thời Cảnh Nham xoa đầu cô, lại nhẹ nhàng xoa nhẹ mắt cô, động tác vô cùng thân mật, thế nhưng ông bà nội không suy nghĩ nhiều đến điều này. Bà nội hỏi, "Con nhóc kia tên quý Lai phải không?" Thời Cảnh Nham gật đầu, "Đúng ạ." À. Bà nội nói ra suy nghĩ của mình, còn hai ngày nữa là ăn Tết rồi, chờ Tần Minh Nguyệt từ Nam Kinh tới đây, bà sẽ nói mẹ con đi tìm con bé úy lai kia. Thời cảnh nham cười, vô cùng bất đắc dĩ, bà nội, bà tức đến hồ đồ rồi phải không? Thím tư mà lại nói chuyện với mẹ úy lai sao? Bà nội, không phải Minh Nguyệt thì còn ai nữa? Nhà chúng ta ngoài thím tư có thể cãi nhau lại nói chuyện vô lý thì ai còn có thể nữa? Thời cảnh nham, thời quan, ông nội cũng bất đắc dĩ, được rồi, bà lại nói chuyện hoang đường rồi, bà nội không phục, sao lại là tôi nói chuyện hoang đường? Nhất định phải để Minh Nguyệt đi tâm sự với mẹ Quý Lai, chuyện con cái không phải chuyện nhỏ, tôi còn không thèm quan tâm đến thể diện của bản thân, chỉ sợ con cháu mình bị chịu thiệt thòi, sao bọn họ còn để ý chút thể diện nhỏ nhoi đó làm gì? Người ta không thèm quan tâm đến cháu mình, ông còn lo trước lo sau, đây không phải là ngốc à, ông nội há hốc miệng, lại không thể nào phản bác được, bà nội chỉ cái túi để trên ghế sofa, chuyện cái váy này không thể bỏ qua được, bên đó đúng là không coi nhà chúng ta ra gì, muốn làm sao thì làm à. Bà cầm váy ra nhìn một chút, càng nghĩ càng giận, quần áo bình thường mình mặc, nếu bị người khác tùy tiện lấy đi mặc, đều không thể nào bình tĩnh được, đừng nói là váy để mặc lúc kết hôn. Quan trọng là mẫn lộ đã dành rất nhiều thời gian và sức lực, lại phải dùng rất nhiều mối quan hệ của bản thân mới có thể làm ra cái váy này. Sao lại có thể làm ra một chuyện không có giáo dục như vậy, đã 18 tuổi rồi, đâu nhỏ nữa. Bà nội quyết định, bà sẽ gọi điện cho Minh Nguyệt, dù nói thế nào thì hiện tại vẫn là mẹ trên giấy tờ của Đào Đào, ra mặt thay con bé đúng là không thể thích hợp hơn. Còn cái nhà mình chịu thiệt thòi, để Minh Nguyệt là mẹ đi chất vấn, sẽ không ai nói lại được. Thời quan không muốn khiến mọi chuyện rắc rối như vậy, cô cũng biết, tần Minh Nguyệt không thể nào ra mặt cho cô, bà nội, chuyện này con với anh cả giải quyết được rồi, bà không cần lo lắng nữa đâu. Thời cảnh nham cũng phụ họa, bà nội, không cần phiền người khác đâu, tự con có thể giải quyết được. Bà nội phất tay, bà gọi cho Minh Nguyệt, nếu mẹ con không giữ thể diện cho bà thì bà tự đi qua úy gia, con là trẻ nhỏ, đi qua không có phân lượng. Chợt, bà nội vỗ đùi một cái, có chủ ý, như vậy đi, bà để tận Minh Nguyệt đi chung với bà, chỉ nói là đi thăm hỏi bà nội úy gia, Minh Nguyệt sẽ không thể nào từ chối bà được. Trước đây ông nội không muốn mối quan hệ với úy gia quá căng thẳng, dù sao thì đào đào cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với úy Minh Hải từ nhỏ cô đã muốn có một mái ấm của riêng mình hơn nữa úy minh hải cũng chưa làm chuyện gì quá đáng thế nhưng nếu không lấy lại thể diện cho đào đào thì sau này ở bên úy gia sẽ vô cùng khó khăn ông suy nghĩ liền nói với bà nội vậy bà liền vận dụng hết mối quan hệ của mình với vợ của thằng tư đi coi như là gia tăng tình cảm giữa hai nhà thân phận hai mẹ con qua đó sẽ có tiếng nói hơn để cho nhà bên đó biết đào đào qua đó ở là vì giữ thể diện cho úy minh hải không phải là thật lòng muốn bám víu vào nhà bên đó vậy nên nếu muốn khi dễ đào đào cũng phải suy nghĩ thật kỹ ra thế phía sau của đào đào. Về phần vợ của thằng Tư, đến lúc đó cho dù không nói câu nào, thì ngồi đó cũng có tác dụng rồi. Ông nội lại đề nghị với bà nội, bà qua đó cứ nói những câu tôi dặn là được rồi, còn muốn chất vấn chuyện bữa tiệc, vẫn nên để cho thời cảnh nham. Hai mẹ con bà mà qua đó ồn ào với nhà bên đó cũng không tốt, làm mất thân phận, nói không chừng lại giống như một quyền đánh vào bông, không có tác dụng gì. Điều chúng ta cần không phải là một câu xin lỗi hời hợt. Bà nội gật đầu, được, cứ làm theo lời ông nói đi, tôi sẽ đi qua đó thăm hỏi bà nội bên quý gia, không nói chuyện thất lễ. Sau khi thỏa thuận ổn thỏa, bà nội lại hỏi thời cảnh nham, khi nào thì đi? Mùng 3 hay mùng 4, thời cảnh nham vốn định đi vào đêm 30 Tết, nhưng vì có bà nội nữa, thì không thể đi ngày đó được, sáng mùng một đầu năm qua đó chúc Tết, vừa đúng lúc mọi người của quý gia đều ở nhà bà nội quý ông nội cảm thấy không ổn, đầu năm qua à, không tốt lắm. Thời cảnh nham, có gì mà không tốt à? đều đã bị người ta khi dễ, anh sẽ không để những thứ gọi là tiêu chuẩn đạo đức tràn buộc mình, lại khiến người trong nhà chịu thiệt thôi. Đối với Đào Đào mà nói, sinh nhật Quý Minh Hải là một ngày vô cùng quan trọng. Kết quả Quý Lai like thì thế nào? Cô ta dám chọn ngày đó để khiêu khích Đào Đào. Dưới tình huống như vậy, nếu là người lớn trong nhà đứng ra khuyên nhủ, phân xử công bằng, lo lắng an ủi Đào Đào thì đào đào sẽ không bỏ đi một mạch như vậy tất cả những người trong căn nhà đó ai cũng thờ ơ lạnh nhạt bây giờ còn muốn anh quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của bọn họ làm gì thời cảnh nham quay mặt nhìn thời quang nước mắt cô dâng đầy trong khóe mắt anh đưa một cái khăn tay qua lại đẩy thùng rác ra trước mặt cô thời quang bỗng nhiên nín khóc mà cười cô tranh thủ quay mặt qua chỗ khác người này thật đáng ghét mà hành động của ông bà nội đã đánh đổ hình tượng của hai người trong tâm trí cô thời quan chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này cô không phải là cháu gái ruột của hai người nhưng bọn họ vẫn cho cô một chỗ dựa vững chắc khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng cô vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên tới bắc kinh lúc thời cảnh nham chất vấn ba cô và tần minh nguyệt ông bà nội cũng không nói gì cô còn tưởng ông bà thiên vị thời cảnh nham dùng túng cho mọi hành động anh làm bây giờ nghĩ lại đúng là không phải bàn bạc xong xuôi ông bà nội liền trở về phòng thời quan ngơ ngẩn một lúc lâu chưa thể nào bình tĩnh lại được. Thời cảnh nham đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt cô, khóc nữa sẽ trôi hết lớp trang điểm đó. Thời quan vô ý thức trốn tránh, trong nhà có người mà. Cô nhỏ giọng cảnh cáo anh, thời cảnh nham, em đừng chột dạ như thế thì sẽ không ai chú ý tới. Cầm anh khẽ nhất, lên lầu đi em. Anh cầm đồ của cô, kéo cô lên lầu, lên tới tầng 2, thời cảnh nham hỏi cô, tối nay ở đây à, thời quan không hiểu, không ở đây thì ở đâu được nữa. Đã quyết định làm căng với úy Minh Hải, là phải làm tới cùng, sẽ không yếu mềm như lần trước nữa, vừa hết giận đã trở về, em không về đó đâu, thời cảnh nham, ý anh không phải vậy, thời quan nhìn anh, lúc này hai người đang đứng trước cửa phòng thời cảnh nham, anh dừng bước, giữ đồ của cô trong tay, thời quan có ngốc mấy thì cũng hiểu ra được, cô chưa chuẩn bị tâm lý mà, hơn nữa bây giờ cô không có tâm tình làm việc khác, như thế sẽ làm trải nghiệm không đạt hiệu quả, thời cảnh nham, em nghĩ nhiều rồi thời quan, em nghĩ gì chứ? Cô chớp mắt một cái, lại nhìn anh, thời cảnh nham cười cười, quay lại chuyện chính, anh sợ em buổi tối suy nghĩ lung tung, nên đem chăn em qua đây, anh ngủ trên ghế sofa, nếu em không ngủ được thì nói chuyện với anh, thời quan không thể tìm ra được lý do nào để từ chối, tùy anh vậy, tối nay thời cảnh nham không đùa giỡn với cô, vậy em về phòng tắm rửa trước đi, anh ông chăn của em qua đây, bây giờ không có ai lên tầng 2, Cô hôn nhẹ trên môi thời cảnh nham một cái, thời cảnh nham đem chăn gối bỏ trên ghế salon, trải chăn mình của cô trên giường thật cẩn thận, sắp xếp xong mọi thứ, anh đi qua thư phòng, lúc Úy Minh Hải và Đào Đào mới nhận là người thân, anh đã nói thư ký tìm hiểu những chuyện liên quan đến quý gia, đặc biệt là Úy Lam, Úy Phong, còn có gia đình Úy Lai, bởi vì Úy Lai ở trong nhà Úy Minh Hải, vì Úy Lai mà Úy Minh Hải đã tự mình liên hệ với anh, nói muốn tiền gia sư cho Úy Lai anh có thể nhìn ra được quý minh hải vô cùng quan tâm đến cô cháu gái này buổi tối hôm sinh nhật quý lai anh liền nhận ra đó là một cô bé vô lễ và ngạo mạn trực giác của anh cho biết sau này đào đào sẽ không thể nào ở chung với cô ta được liền tìm hiểu về nhà úy lai kỹ một chút nào biết được lại có đất dụng võ thế nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều anh gọi điện và giao phó mọi việc thật kỹ càng cho thư ký thời cảnh nham thời quan đứng ở ngoài cửa gọi anh vào đi Thời cảnh nham đóng máy tính lại, thời quan đã tắm rửa xong, thay quần áo ngủ, cục nửa tóc lên, cô lúc để mặt một còn đẹp hơn so với khi trang điểm, anh chưa ngủ à? Thời quan không bước vào, chỉ dựa vào cánh cửa mà nói, thời cảnh nham, em muốn ăn sủi cảo không? Buổi trưa cô ăn không được bao nhiêu, tối lại không ăn cơm, từ lúc 2 giờ rưỡi đến giờ chắc chắn rất đói bụng rồi, thời quan, muốn à, để anh đi nấu sủi cảo cho em thời cảnh nham tắt đèn trong thư phòng, anh nói thời quan đứng trước cửa chờ một chút, liền đi vào phòng ngủ, rất nhanh, liền bước ra, trong tay cầm một món quà nhỏ, thời quan cười, anh nghĩ gì mà chọn món quà này vậy, đây là một con gấu búp bê nhỏ, rất đáng yêu, trên váy của con búp bê còn theo một chữ tan, thời cảnh nham, em mang theo con gấu nhỏ này bên người sẽ tiện hơn. Con gấu kia quá lớn, không dễ để mang theo bên mình, con gấu kia em đem qua ký túc xá đi thời quan xoa bóp mặt con gấu nhỏ nghiêng đầu nhìn anh anh biết tên con gấu kia là gì không thời cảnh nham tan thời quan lắc đầu nói ra từng chữ từng cái một thời cảnh nham từ từ hiểu ra là sittinian tên viết tắt của anh anh bật cười mọi người trong nhà đều đã nghỉ ngơi phòng bếp chỉ còn lại hai người bọn họ thời quan dựa vào bàn ăn thảnh thơi nhìn anh đun nước hấp sủi cảo anh biết nấu món gì vậy thời cảnh nham bò bít tết với sủi cảo còn những món khác thì sao vẫn chưa học cách nấu, em cũng vậy. Thời quan nói, sau này em sẽ học rồi nấu cho anh ăn, thời cảnh nham, vậy em học nhanh một chút, đừng đợi đến năm 80-90 tuổi, đi không được rồi mới nhớ để học, thời quan bật cười, em mà kém cỏi như vậy sao, thời cảnh nham, khó mà nói, anh bỏ vài miếng bánh bỏ vào trong nồi hấp, dùng sức hơi mạnh, nên có vài cái bị nứt vỏ, cả một nồi toàn là nhân bánh tam tiên, thời quan, chắc nước súp sủi cảo này uống rất ngon nhỉ đây là lần đầu tiên anh nấu sủi cảo trước đây toàn nhìn gì giúp việc nấu còn nghĩ vô cùng đơn giản nhưng hóa ra tự mình nấu thì lại khó khăn như vậy anh không quan tâm nhiều từ từ rồi cũng sẽ quen thôi đúng rồi lần trước em có nhìn thấy nam địch trong văn phòng của Quý minh hải thời quan sở thời cảnh nham không biết nam địch là ai nhắc cho anh nhớ chính là một đàn chị khóa trên của em một cô gái rất xinh đẹp lần trước anh có thấy cv của chị ấy rồi đấy thời cảnh nham anh nhớ rồi Hôm nay có gặp được nhau, thời quang liền giật mình, hả? Ở đâu vậy? Anh qua Aioa, không, hôm nay quý lam dẫn cô ấy tới thời vũ. Sau khi quen tay rồi, thời cảnh nham tìm để bỏ sủi cảo ra. Thời quang hỏi, anh thấy nam địch như thế nào? Thời cảnh nham nhìn cô, không trả lời lại ngay. Đây là một câu hỏi vô cùng nguy hiểm. Nếu nói không đẹp, cô sẽ nói là anh trả lời qua loa, bởi vì cô nhìn thấy rất xinh đẹp. Nếu anh nói đẹp thì cô sẽ ghen thời quang túng lấy tạp về của anh sao anh không trả lời em anh cũng thấy cô ấy xinh đẹp phải không thời cảnh nham anh trả lời thế nào cũng không hợp ý em được anh có thể im lặng hay không thời quang cô cười không được sau đó cam đoan anh cứ trả lời thật là được em cam đoan sẽ không tức giận đâu bên tai thời cảnh nham bỗng vang lên tiếng nhắc nhở hữu nghị của hàng bái lúc phụ nữ hứa hẹn mình sẽ không tức giận tuyệt đối đừng coi đó là thật chắc chắn bọn họ sẽ ghen tuông không kiềm chế được Thời cảnh nham không muốn tâm trạng cô buồn thêm chút nào, anh cúi người, hôn môi cô, lần hôn môi này không hề nhẹ nhàng mà lại vô cùng cường thế, mang tính xâm lược, em không cần phải ghen tị với bất cứ ai, dù là nam địch, lúc anh đi làm chắc chắn sẽ gặp những người phụ nữ khác, cho dù là dáng dấp xinh đẹp nhất cũng sẽ không lọt vào tầm mắt anh được, chứ đừng nói là đi vào trong lòng anh. Thời quan cũng cảm thấy bản thân vô cùng kỳ quái, anh nói anh đã gặp nam địch, chẳng biết tại sao, cô lại lên cơn ghen tuông vô cớ không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, hôn anh một cái, liền bỏ qua, ăn sủi cảo đi. Thời cảnh nham cầm bát đũa, bưng dĩa sủi cáo tới phòng ăn, những miếng sủi cảo này nhìn vẫn còn ổn, nhưng khi cắn vào bên trong, toàn bộ đều là nước, bỏng cả đầu lưỡi. Thời cảnh nham, sủi cảo không gói kỹ mới như vậy đấy, anh không muốn thừa nhận là do anh không biết nấu đâu. Buồn bã hết cả chiều tối liền vì dĩa sủi cảo này mà vui vẻ hơn hẳn, tất cả đều nhờ vào ông bà nội nhờ vào cái ông hôn của anh cũng nhờ vào chú gấu nhỏ ấy lại thêm dĩa sủi cảo không tính là đẹp đẽ này ăn cơm xong rửa mặt nhẹ nhàng thời quan đi vào phòng của thời cảnh nham sợ cô thẹn thùng thời cảnh nham cầm đồ ngủ đi xuống phòng tắm dưới lầu tắm rửa điện thoại vang lên là một tin nhắn tới có thể nói với ba một câu thôi được không ba rất nhớ con uy chát bị kéo đen rồi thế nên ông chỉ có thể dùng điện thoại để nhắn tin qua thời quan ảo não ném di động qua bên kia giường đem chăn che kín đỉnh đầu cô chưa gặp ai mà đáng ghét như úy minh hải cả lúc thời cảnh nham bước vào thời Quang vẫn còn đang buồn bực trong chăn anh suy nghĩ mấy giây sau đó tắt đèn căn phòng tối đen anh nhấn mở màn hình điện thoại mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình đi đến ghế sofa anh biết cô vẫn chưa ngủ chắc lại vì chuyện của úy minh hải mà buồn phiền căn phòng rất yên ắng tiếng kéo chăn hay xoay người đều có thể nghe rõ ràng thời Quang kéo chăn xuống lộ mặt ra ngoài trước mắt một mảnh tối đen, thời cảnh nham. Cô nhẹ giọng gọi anh, tỉnh, em không buồn ngủ. Trầm mặt một lát, anh có thể ôm em một lúc không? Thời cảnh nham chần chờ trong chốc lát, vẫn là đứng dậy tới bên giường. Ông anh rồi thời quan liền cảm thấy vô cùng an tâm. Thời cảnh nham đưa cánh tay cho cô gối đầu lên đó, ông cô vào trong ngực, ngủ đi. Thời quan đem mặt chôn trong ngực anh, ngửi mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh, cả người đều yên tĩnh lại, thật muốn nhanh đến tuổi pháp lý để kết hôn như vậy có thể ông anh ngủ mỗi ngày rồi thời cảnh nham sao em thời cảnh nham xích lại gần bên tai cô bờ môi ấm áp dính sát vào tai cô khẽ nhếch tê tê dại dại thật ra thời quan cũng không có gì để nói với thời cảnh nham sau đó hít mắt lại cô ngủ lúc nào cũng không hề hay biết cả một buổi tối cô chưa hề an ổn như vậy giao thừa tới rất nhanh hai ngày này vô cùng lạnh lẽo từng đám mây dày đặc hẳn lên tuyết rơi ngập cả thành phố thời khắc giao thừa ở thời gia là thời điểm ít náo nhiệt nhất bởi vì những người bác có chức vụ đặc thù không thể nào về đón giao thừa được ba thời nhất thịnh cũng vậy chỉ có tần minh nguyệt dẫn theo hai đứa nhỏ quay về thăm ông bà nội một chút đã gần nửa năm thời quan chưa gặp hai đứa nhỏ lì lợm kia cảm giác hai đứa lớn lên không ít người chị vô tâm này sao chị không về nhà thành phố lớn nhiều thú vui như vậy nên chị không muốn về đúng không em trai nhảy lên lưng cô kêu gào chị à sao chị to gan như vậy ngày nghỉ cũng không trở về coi chừng bị ba đánh đó chị không nhớ ba, không nhớ tụi em sao? Em gái sờ sờ tóc cô, sao trong phòng chị cũng không còn quyển sách nào nữa, thật chán ghét mà, chị cũng không về nhà chơi với tụi em. Hai đứa còn nhỏ, thời quan cũng không nói nhiều, chỉ giải thích, học đại học rất bận rộn, ngày nào cũng bị hành chết, em muốn chơi điện thoại của chị. Em trai xuề tay ra xin, động tác của em gái nhanh hơn một chút, muốn lấy đồ trong tay thời quan, em trai liền không cho, là anh hỏi mượn chị ấy trước mà, em làm gì vậy, ai lấy trước thì chơi thôi. Hai đứa liền bắt đầu cãi nhau làm ầm cả lên, tiếp đó liền động tay động chân giành nhau, ai cũng không nhường ai. Sau đó âm thanh quát lớn tiếng của tần minh nguyệt như vang vọng khắp biệt thự, hai đứa con không đứa nào thèm nghe, giả bộ như gió thoảng bên tai. Thời quan đã sớm quen với tình huống như vậy, cầm báo của ông nội lên đọc, tần minh nguyệt vẫn lạnh nhạt, không quan tâm cô như trước kia. Cô gặp lại tần minh nguyệt nhưng trong lòng không còn chút gần sống nào, có lẽ đã chết tâm rồi dù sao thì tiếng gọi mẹ đầu tiên của cô cũng dành cho bà ấy, cũng là người cô mà cô mong muốn dành được nhiều tình cảm nhất. Lúc đầu Tần Minh Nguyệt không định về ăn Tết ở Bắc Kinh, nhưng hôm qua mẹ chồng có gọi cho bà, nói muốn bà qua giúp một chút, đi với mẹ qua chút Tết quý gia. Bà định từ chối, thế nhưng mẹ chồng lại không cho bà cơ hội mở lời, nói tiếp, nếu con không rảnh thì mẹ chờ Nhất Thịnh được nghỉ rồi cùng nhau qua đó cũng được, để Nhất Thịnh đi với mẹ. Nếu để thời Nhất Thịnh qua quý gia, thì với tính tình của ông ấy mà biết thời quan chịu ủy khuất như thế nào, chắc chắn sẽ ồn ào một phen, quậy xong còn dắt thời quan về nhà, sau đó không cho quay về quý gia nữa. Bà không muốn xen vào chuyện của thời quan, cũng không muốn cô quay về, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với mẹ chồng. Mẹ còn nói, đến lúc đó sẽ để bà tâm sự thật tốt với mẹ quý lai. Vừa nghe nói mùng một đầu năm sẽ qua quý gia chúc Tết, mẹ thời và vợ bác hai cũng muốn đi theo. Vợ bác hai còn sợ chưa đủ náo nhiệt, hỏi con trai mình, Yến lãng, muốn đi chung với mẹ hay không? Mẹ cảm thấy chỉ có mình con mới có thể chèn ép được quý lai like thôi, trọng trách này phải dành cho con mới được. Thời Yến lãng nằm dài cả người chơi game trên ghế sofa, im lặng một lúc mới trả lời một tiếng dạ. Ông nội xua tay, được rồi, mọi người đừng quậy nữa. Mẹ thời nói, cái này đâu thể gọi là quậy được đâu ba, đây gọi là lễ nghĩa ngày Tết mà. Ai ai cũng tranh nhau để đi, chỉ có tần minh nguyệt ước gì được đời ở nhà, bà không chỉ qua đó chúc Tết không, Mẹ chồng còn giao cho một nhiệm vụ, tối hôm qua gọi bà Vô thư phòng, đưa một đống tài liệu cho bà xem, sau khi xem xong thì bà cũng hiểu rõ được đôi phần. Những tài liệu này đều đã được thời cảnh nham nhờ người khác tìm hiểu được. Hơn 8 giờ bà nội liền gọi điện cho bà nội úy ở bên kia, nói rằng Đào Đào đã nhận cha một thời gian lâu như vậy rồi nhưng hai nhà vẫn chưa gặp mặt bao giờ, hôm nay vừa đúng lúc qua đó chúc Tết luôn. Bà nội úy thụ sủng nhiệt kinh, nhưng cũng cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài đúng hẹn 9 giờ sáng mọi người liền bắt đầu xuất phát từ thời gia bà nội không cho mẹ thời và vợ bác hai đi chung để hai người ở lại tiếp đón khách khứa với ông nội hôm nay là mùng một nhất định sẽ có rất đông họ hàng và hàng xóm xung quanh tới chút tết tuy nhiên thời yến lãng vẫn đi chung với mọi người hắn muốn ngồi chung xe với thời cảnh nham và thời quan nhưng vừa đụng tay vào chốt cửa bên trong liền khóa cửa lại có ý gì vậy mắt hắn hiếp lại nhìn người ở trong xe qua lớp cửa kính thời cảnh nham hạ cửa sổ xe xuống, ngồi chung xe với bà nội đi, thời yến lãng, sắc mặt hắn đều xanh lè cả rồi, nhưng thời cảnh nham vẫn không cho tài xế mở cửa ra, hắn chỉ có thể tức giận mà rời đi, ô tô khởi động, thời cảnh nham cầm tay thời quan, đang mười ngón tay lại với nhau, trong lòng thời quan vô cùng lo lắng, cô nói, lỡ mọi chuyện ầm ĩ lên thì làm sao bây giờ, thời cảnh nham, thím tư như vậy, ai dám lộn xộn với thím ấy chứ? mẹ úy lai gặp thím ấy cũng sợ hết hồn thời quan thời cảnh nham biết cô lo lắng chuyện gì trấn an cô yên tâm đi bà nội có chừng mực sẽ chừa lại một đường lui cho bà nội úy người ngoài nhìn vô cũng nghĩ là hai nhà chúc tết nhau mà thôi thời quan không nói nữa nhìn ra ngoài xe con đường quen thuộc đường phố quen thuộc tiểu khu quen thuộc nhưng bây giờ lại chỉ là người dân không giờ tối hôm qua quý minh hải có gọi điện cho cô cô không nghe máy khó khăn mà trải qua một đêm mùa xuân năm nay của cô vẫn u ám, mờ mịt, không chút sắc màu như những năm trước đây. Từ đầu đến cuối cô đều không thể vượt qua được vết thương trong lòng, trước mặt mọi người quý gia, ngay trước mặt quý lai, ông lại lớn tiếng trách mắng cô như vậy. Khi mọi người trong nhà họ quý biết bà nội thời muốn qua đây chúc Tết liền khiếp sợ không thôi, thân phận của bà thời không hề tầm thường, vậy mà bà lại chủ động qua bên đây. Bà nội quý, bà ấy nói vợ của đứa con thứ tư của bà ấy cũng tới, con trai thứ tư của thời gia, cũng chính là cha mẹ nuôi của thời quan. Quý Lam hạ giọng, bọn họ có ý gì đây? Cô hỏi Quý Phong ngồi bên cạnh, Quý Phong đang xem điện thoại, không để ý lời cô nói, chuyện gì? Quý Lam bất mãn liếc nhìn anh, em có thể quan tâm tới người khác khi nói chuyện với họ không? Sau đó cướp điện thoại của anh, tắt màn hình, lửa cháy tới nơi rồi, em còn có tâm tư mà chơi sao? Quý Phong, chuyện gì xảy ra? Quý Lam lặp lại những lời bà nội vừa nói cho anh nghe, hỏi anh cảm thấy thế nào? quý phong dừng một lát mùng một tới chút tết thì có ý gì chứ quý lam lười nói chuyện với anh cũng không biết tâm tư anh đang ở nơi nào ngoài nói chuyện công việc với anh thì không thể nói chuyện gì khác được nữa nói chuyện mà mất cả hứng không phải ba mẹ nuôi của đứa con riêng kia không thích chị ta sao mẹ sao giờ cũng tới quý lai cắn hạt dưa không hề cố kỵ một ai mà gọi thời quan là con riêng mẹ quý lai trừng cô một chút ra hiệu bà nội còn ngồi bên kia bảo cô nói nhỏ lại Quý Lai lười biến dựa vào ghế sofa, không hề thu liễm lại, sự thật là vậy mà. Mùa xuân này trôi qua vô cùng thoải mái, bà quản gia kia cũng không ở lại đây, không còn ai khiến cô ngứa mắt, khiến cô phiền lòng nữa. Không bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, Quý Lai nhíu mày, không có thể mà cũng có thể vào tới đây sao? Bọn họ chưa hề gọi điện thoại tới nói người quý gia ra cửa đưa vào, Quý Lâm liếc mắt nhìn Quý Lai, ngu ngốc, biển số xe bà nội thời ngồi chính là thẻ ra vào vạn năng. Mọi người trong thời gian sống vô cùng giản dị, nghe nói, ông bà thời gian ra ngoài chỉ toàn đi bộ, cho dù là đồ ăn trong nhà cũng là tự mình đi mua. Hôm nay thể hiện như vậy, chắc chắn tới đây không chỉ là để chúc Tết không, có lẽ, không hề mang thiện chí mà tới đây. Bà nội quý tự mình ra mở cửa, hôm nay bà mặc một bộ quần áo mới, tóc cũng được chải chuốt vô cùng kỹ càng. Trong thâm tâm bà vô cùng rõ ràng rằng lần gặp này chắc chắn bên thời gia không hề vui vẻ. Bà nội, chúc mừng năm mới thời quan đứng ở phía trước đào đào chúc con năm mới hạnh phúc mau vào nhà đi thời quan giới thiệu mọi người một lượt với nhau ai ai cũng nhiệt tình chào hỏi cùng nhau vào nhà quý lam bình tĩnh chăm trà nước bưng trái cây và các loại hạt đặt lên bàn trà bà nội thời tuy đã lớn tuổi nhưng trong từng cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ sự ưu nhã cũng không kém phần uy nghiêm còn tần minh nguyệt cho dù là diện mạo hay khí chất đều xuất sắc hơn cả người bình thường sự kiêu ngạo của bà xuất phát từ bản tính bên trong Mời dì uống trà hả? À? Quý Lam đưa ly trà cho bà, giọng điệu tần minh nguyệt rất nhạt, "Cảm ơn." Mí mắt cũng không thèm nhấc lên, bà không thèm để những người khác vào trong tầm mắt của mình, dù gì bà cũng đã quen không để ý tới suy nghĩ của người khác về mình. Quý Phong nhìn thấy Thời Quang mới đứng dậy, hai người nắm tay nhau nhưng không nói lời nào, chúc anh năm mới vui vẻ, sớm gặp được người mình yêu. Thời Quang cười yếu ớt nói với Quý Phong, Quý Phong xoa xoa đầu cô anh hiểu rõ ý trong lời nói của cô, đành hy vọng vào lời chúc này của em vậy. Sau khi chào hỏi xong xuôi, tất cả mọi người đều ngồi xuống, không có từ nào có thể diễn tả được bầu không khí vi diệu lúc này. Tần Minh Nguyệt ngồi đối diện mẹ Quý Lai, từ đầu đến cuối bà không hề ngẩng mặt lên, cũng không quan tâm ai ngồi đối diện mình. Mẹ Quý Lai thì ngược lại, vẫn âm thầm đánh giá Tần Minh Nguyệt, không ngờ rằng cũng sắp xỉ tuổi với bà, nhưng lại được bảo dưỡng tốt đến như vậy. Quý Lai ngẩng đầu lên liền đối diện trực tiếp với ánh mắt của thời Yến Lãng, trên mặt hắn như viết lên dòng chữ ông đây tới là để đánh cô, cô quay mặt qua chỗ khác, có chút chột dạ, bà nội thời đến chút Tết, hắn đến đây ồn ào cái gì chứ, phía bên kia, hai người lớn tuổi đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, bầu không khí từ từ dịu xuống, mọi người trong quý gia căn bản đều đã tới đông đủ, chỉ không thấy mỗi quý Minh Hải, bà nội quý đã gọi điện cho ông nhiều lần, nhưng không ai nghe máy cũng đã bảo quý lam qua biệt thự tìm ông nhưng không có thể ra vào gọi điện cho quản gia ông ấy lại nói ai cũng nghỉ tết hết rồi trong nhà chỉ còn mỗi quý tổng điện thoại gọi không được lại không thể vào biệt thự đành phải từ bỏ quý minh hải vừa mới rời giường tối hôm qua tới hừng đông ông mới ngủ được tổng cộng chưa ngủ được ba tiếng điện thoại để chế độ yên lặng nên không nghe thấy người gọi tới sau khi tắm nước lạnh đầu óc ông mới tỉnh táo một chút thời gian ngủ ngắn như vậy nhưng ông còn nằm mơ được giấc mơ này giống với giấc mơ đầu tiên nhìn thấy đào đào trong mơ đào đào gọi ông là ba ông ôm lấy cô một lúc lại thấy trong ngực trống không sau đó liền bừng tỉnh ông thay một bộ quần áo chuẩn bị đi qua nhà mẹ mình sau đó lại qua thời gian chúc tết trong điện thoại có không ít cuộc gọi nhở ông gọi lại một cuộc mẹ ông nghe máy rất nhanh minh hải con vừa mới dậy đúng không qua đây nhanh lên bà nội đào đào với mẹ con bé đều tới đây rồi đào đào cũng vậy quý minh hải khẽ giật mình không kịp phản ứng, mẹ Đào Đào chính là Tần Minh Nguyệt, nhưng điều này không quan trọng, ông chỉ quan tâm rằng, Đào Đào tới đây, con qua đó liền, ông chỉ muốn nhìn thấy thời quan, nhưng cũng không chắc thời quan sẽ muốn nhìn thấy ông. Lúc thời quan đến nhà bà nội không thấy Úy Minh Hải mới thở phào nhẹ nhõm, nào biết được ông đang qua đây, giờ phút này, yêu hận xen lẫn, bây giờ cô mới cảm nhận được. Nỗi đau mà cho cha mẹ mang lại cho mình còn đau đớn vạn lần nỗi đau tình yêu đôi lứa, càng khiến người ta tuyệt vọng cùng cực. Sau khi Úy Minh Hải bước vào, bầu không khí lại căng thẳng thêm một lần nữa. Lúc mẹ ông giới thiệu tới Tần Minh Nguyệt, sắc mặt ông vô cùng lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, tuy nhiên vẫn khách sáo chào hỏi nhau, bắt tay chào hỏi, chào cô, tôi là ba của Đào Đào. Nào ngờ Tần Minh Nguyệt chỉ ừ một tiếng rồi thôi, cũng không nhìn ông, ngó lơ hành động bắt tay chào hỏi của ông, bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Cuộc nói chuyện vô cùng giằng co, cũng lạnh giá như băng. Trong phòng khách nhiều người quý gia như vậy, nhưng ngoại trừ úy phong thì những người còn lại đều không dám hít thở mạnh ngay cả úy lam cũng lén lút lau mồ hôi nói đến phách lối tần minh nguyệt đứng thứ hai chắc chắn sẽ không có ai đứng đầu thời quan đã sớm tập mãi thành thói quen ngoại trừ tính toán chi li với thời nhất thịnh và nhún nhường mọi người trong thời gian một chút thì những người còn lại chỉ cần bà thấy ngứa mắt sẽ không thèm quan tâm đến chẳng cần biết người đó là ai bởi vì từ nhỏ bà đã có gia thế hơn người năng lực bản thân lại vô cùng tài giỏi ái ngại hôm nay tiếp khách ở nhà mình, Tần Minh Nguyệt lại là khách, còn có bà nội thời ở đây, Quý Minh Hải không nói nữa, gật nhẹ đầu chào thời cảnh nham. Sau khi nói chuyện một lúc, Quý Minh Hải muốn ngồi bên cạnh đào đào, nhưng bên trái cô là thời cảnh nham, bên phải lại là tay ghế sofa, không còn chỗ nào, mà thời cảnh nham chắc chắn sẽ không nhường chỗ cho ông. Mọi người quý gia đều yên lặng nhìn Quý Minh Hải, ông đi vào phòng ăn tìm một cái ghế dựa, đặt bên cạnh ghế sofa, ngồi sát bên thời quan bà nội thời và bà nội úy nói chuyện được một lúc, vốn không quen biết, sau khi cảm thấy cuộc trò chuyện bắt đầu tẻ nhạt dần, bà nhìn Tần Minh Nguyệt, Tần Minh Nguyệt liền hiểu rõ, bà nội thời cười nói với bà nội úy, nghe đào đào nói, tay nghệ của bà rất khéo, những bộ sườn xám do chính tay bà làm ra đều có thể đem đi triển lãm, thật trùng hợp tôi cũng đang muốn may một bộ sườn xám, bà nội úy được khen thì vô cùng ngại ngùng, liền dẫn bà nội thời vào phòng làm việc của mình. Nói nếu thích màu sắc và kiểu dáng nào thì cứ nói bà sẽ làm may cho. Hai người lớn tuổi không còn ở phòng khách nữa, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Tần Minh Nguyệt vỗ vỗ thời yến lãng, đổi chỗ với đào đào đi. Thời yến lãng, được tạ, con làm liền đây, thím tư đừng đánh con nữa, tay con muốn gãy rồi, xém chút nữa còn tưởng mình sắp chết rồi ấy. Hắn đang tập trung chơi game, Quý Minh Hải là người buồn bực nhất, ông vừa mới ngồi xuống, chưa kịp nói câu nào với đào đào. Tần Minh Nguyệt nghiêng mặt, đào đào, con qua đây thời quan cũng sửng sốt, nhưng vẫn nghe lời bà qua đó ngồi. Tần Minh Nguyệt khẽ nhếch cầm, ai là vợ bác sáu của con? Trong lòng mẹ úy lai lập bọp một chút, không biết Tần Minh Nguyệt muốn làm gì, ấn tượng mà Tần Minh Nguyệt để lại cho bà chỉ trong bốn từ, không hề hiền lành. Bà chào hỏi trước, chào mẹ đào đào, tôi chính là bác con bé. Tần Minh Nguyệt khẽ gật đầu, chào bà. Sau đó, bà liền đổi chủ đề, khiến mọi người trong phòng khách không kịp phản ứng. Tần Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng, trong nụ cười cũng tràn đầy lãnh ý, tôi biết anh cả của bà. Bà chỉ biết, không hề quen thuộc, nghe Tần Minh Nguyệt nói biết đến danh tiếng của anh trai mình. Mẹ Quý Lai thở phào, hóa ra là người quen, hai người làm thân với nhau lại càng tốt rồi, Quý Lai nhả vỏ hạt dẻ cười trong miệng, nhíu mày nhìn về phía thời quan, vốn dĩ thời quan cũng không chú ý tới Quý Lai, thời cảnh nham tách vỏ hạt thông bỏ vào trong lòng bàn tay cô, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mẹ quý lai có nghe đồng nghiệp nói với mình Và thế cha mẹ nuôi của thời quan không hề tầm thường Bà liền lôi kéo làm quen Anh trai tôi cũng đang nghỉ dưỡng ở Bắc Kinh Khi nào bà rảnh Chúng ta hẹn nhau một bữa đi Tần Minh Nguyệt lại nhấp một ngụm trà Tôi không nhớ rõ được ông ta là ai Mẹ quý lai Những người còn lại giả ngơ nhìn nhau Quý Minh Hải lãnh đạm liếc nhìn Tần Minh Nguyệt Tự như có chuyện cần suy nghĩ Tần Minh Nguyệt đặt ly trà xuống Nhìn mẹ quý lai người lãnh đạo quản lý bộ phận của anh trai bà là cấp dưới của ba tôi mấy ngày trước có nói rằng năm nay sẽ thay đổi bộ máy công ty những người không đủ năng lực đáp ứng đều sẽ bị loại bỏ sắc mặt mẹ úy lai thay đổi liên tục bà ngỡ ngàng không phải tần minh nguyệt không quan tâm thời quan sao sao bây giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy đây không phải là đang công khai ám chỉ công việc của anh trai bà khó mà giữ được hay sao cũng không phải là ám chỉ mà là uy hiếp trắng trợn mới đúng thật ra thì tần minh nguyệt cũng không rõ ai đang quản lý bộ phận bên đó cũng không phải là cấp dưới của ba bà dù sao thì mẹ úy lai cũng không thể nào biết được mạng lưới quan hệ nhà họ tần của bà mạng lưới quan hệ của tần gia vô cùng phức tạp ngay cả bà cũng không nắm rõ chứ đừng nói là người ngoài tần minh nguyệt vẫn chưa nói hết bà nói từ từ từng đoạn một chậm rãi đã kích tinh thần mẹ úy lai bà tiếp tục nói nhưng lần này đổi sang đề tài khác lúc đầu tôi không hề quan tâm đến những chuyện này thế nhưng vừa nghe nói là họ hàng của người nhà đào đào, tôi liền để tâm tới một chút, đến lúc đó sẽ nói với thời nhất thịnh đi chung với tôi, mời cấp dưới của ba nói chuyện một chút, dù gì cũng là họ hàng, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Bà cười nhạt, tôi nói vậy có đúng không hả mẹ úy lai? Sắc mặt mẹ úy lai lúc trắng lúc xanh thay đổi liên tục, bà miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, vân vân vân, vậy thì làm phiền hai người rồi. Bà không ngờ Tần Minh Nguyệt lại có thể uy hiếp người khác một cách đường hoàng, ngàn nhiên như vậy uy hiếp xong cũng không để cho người ta có thời gian để tức giận không chỉ không thể tức giận còn phải gắn gượng mang một khuôn mặt tươi cười đáp lễ tạ ơn bọn họ lúc này tần minh nguyệt giống như một thỏi nam châm thu hút hết tầm mắt của mọi người trong phòng khách tần minh nguyệt giống như chợt nhớ tới chuyện gì đúng rồi không nhắc tới thời nhất thịnh thì tôi suýt nữa quên mất nghe nói đào đào nhà chúng tôi không hiểu chuyện gây lộn với úy lai nhà các người phải không đằng sau hai chữ kia có chút lạnh mẹ quý lai vô cùng lo lắng vẫn phải ráng tươi cười đều là tranh chấp giữa mấy đứa nhỏ không có chuyện gì thật sự không có chuyện gì tần minh nguyệt yếu ớt nói tuy nói chuyện của mấy đứa nhỏ là chuyện nhỏ nhưng vẫn khá ồn ào nói không chừng lại ảnh hưởng tới mối quan hệ của người lớn trong đó đặc biệt là thời nhất thịnh nhà chúng tôi là một người vô cùng bao che khuyết điểm ông ấy vẫn chưa biết chuyện lần này nếu biết được con gái cưng của mình bị bắt nạt đến mức khóc lóc phải quay về nhà ông nội chắc chắn sẽ tới đập nát cửa nhà mất. Mẹ quý lai, ngay cả cười bà cũng cười không nổi. Tần Minh Nguyệt ưu nhã nhất ly trà lên, nhấp vài ngụm thấm giọng, lại nói tiếp, tôi sợ nhất chính là lúc thời nhất thịnh tức giận, đến lúc đó lại không quan tâm tới chuyện của anh trai của bà, cho nên tôi đâu dám nói chuyện này cho ông ấy biết, tôi phải tới đây để làm rõ mọi chuyện trước đã. Nếu ly nước cầm trong tay mẹ quý lai lúc này là ly nhựa chắc chắn đã bị bóp dẹp rồi. Tần Minh Nguyệt nhắc tới thời nhất thịnh, tính cách ông nhà tôi vô cùng thẳng thắn nhớ lúc đào đào còn học cấp hai có một lần tan học về nhà hai con mắt đỏ bừng trùng hợp hôm ấy thời nhất thịnh lại ở nhà hỏi đào đào đã xảy ra chuyện gì đào đào im lặng một lúc lâu mới dám nói trong lớp có người nói con bé là đứa bé bị bỏ đi con bị bạn bè trêu chọc rằng chắc là con gái ngoài giả thú nên mới bị ném đi không ai cần đến năm chữ con gái ngoài giả thú này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim úy minh hải thời quan nhìn tần minh nguyệt Cấp hai cô học có xảy ra chuyện như vậy sao? Bạn bè trong lớp của cô đều rất tốt, không ai nói xấu gì cô cả, từ nhỏ đến lớn, chỉ duy nhất mỗi quý lai like gọi cô là con riêng thôi. Tần Minh Nguyệt dừng nửa phút, tiếp tục kể câu chuyện khi ấy, chuyện hôm đó khiến thời nhất thịnh vô cùng tức giận, cả đêm đều ngủ không ngon. Sáng hôm sau liền tới cổng trường học thật sớm, nhất định phải chờ gặp được phụ huynh của hai đứa bé kia, bắt hai đứa nhỏ ấy phải xin lỗi đào đào, hai cô bé ấy không muốn xin lỗi ngay cả phụ huynh cũng ngang bướng không chịu, ông ấy liền chẳng thèm nói nữa mà trực tiếp lao vào đánh hai vị phụ huynh ấy luôn. Tiền bồi thường thuốc men lần ấy nhà chúng tôi phải chịu hơn 10 vạn, bà kể đoạn này chủ yếu là để quý minh hải nghe, vốn dĩ bà không muốn kể ra, nhưng sợ thời cảnh nham không cho. Nói xong, tần minh nguyệt nhìn về phía úy minh hải, lúc này mới cho úy minh hải một cái sắc mặt tốt, quý tổng, lần trước ông nhận lại đào đào, nửa đêm thời nhất thịnh liền chạy tới Bắc Kinh, sáng hôm sau hẹn gặp ông ngay có phải không? Quý Minh Hải khẽ vuốt cằm, đúng vậy. Tần Minh Nguyệt nhàn nhạt thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn mẹ Quý Lai, nhiệt độ mấy bữa Tết nguyên đáng ấy bỗng nhiên giảm đột ngột, cặp Long phượng thai trong nhà đều phát sốt, ông ấy nói không có thời gian để xin nghỉ phép về nhà, thế nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến đào đào, ông ấy không hề trì hoãn chút nào cho dù chỉ là một phút. Tối đó ông ấy cố gắng bắt một chuyến tàu để tới Bắc Kinh vì sợ con gái mình vô một môi trường mới lại bị ủy khuất đến bây giờ thời quan vẫn còn nhớ rõ tối đó thời nhất thịnh gọi điện vô cùng lo lắng cho cô sợ cô bị ức hiếp rõ ràng ông mệt mỏi như vậy nhưng sáng sớm hôm sau liền đi gặp úy minh hải không biết ông nói gì với úy minh hải sau đó lại vội vàng trở về nam kinh tình thương cha mà ông dành cho cô mấy năm nay luôn rất vội vàng toàn là những hành động nhỏ bé thế nhưng chính những hành động ấy lại khiến con tim cô như mềm hẳn đi tần minh nguyệt tiếp tục nói chuyện với mẹ úy lai thời nhất thịnh vô cùng cưng chiều đào đào, đến mức tôi nhìn còn phải ghen tị, cho nên tôi không thể nào thân thiện với con bé được, thật thật giả giả xen kẽ, nhưng đây chính là lời nói thật lòng của bà, không hề giả dối chút nào, bà che giấu cảm xúc dư thừa lại, tiếp tục dựng chuyện, lúc đào đào mới lên đại học, có lần khóc lóc gọi điện về cho ba, vừa khóc vừa nói cảm thấy bản thân rất thất bại, làm gia sư cho một học sinh cấp 3 mà cũng bị đuổi việc, đuổi thì cũng thôi đi, kết quả. Nói tới đây, Bà cố ý dừng lại, nhẹ nhàng thổi nhẹ vào ly trà. Thời quan khẽ giật mình, đến tận bây giờ cô vẫn chưa nói chuyện làm gia sư cho ba biết. Bữa ăn tối đêm giao thừa thời Yến Lãng có hỏi han cô vài câu, cô mới kể với hắn. Nói đến làm gia sư, mọi người trong quý gia đều biết, học sinh mà thời quan kèm cặp chính là quý lai, sau đó tất cả ánh mắt đều nhìn về phía mẹ quý lai. Trước đó thời cảnh nham không biết vì sao thời quan không làm công việc này nữa, hạt thông trong tay đã lột vỏ xong hết rồi, nhưng lại không đưa cô, im lặng nhìn cô chầm chầm. Thời quan nghiêng đầu, không nhìn anh. Ly trà trong tay Tần Minh Nguyệt đã cạn đấy rồi, bà đứng dậy, rót đầy ly nước trở lại. Thời gian Tần Minh Nguyệt dừng lại không nhiều, lại nói tiếp. Kết quả không biết mẹ đứa bé kia nghe ai nói đào đào là con nuôi, còn biết tôi rất khắc khe với con bé. Sau đó còn gọi điện cho đào đào, nói ra những từ ngữ vô cùng ác độc không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ bà mẹ đó, còn có con gái của bà ta, mỗi lần học kèm đều làm khó đào đào, có thể tưởng tượng được lời nói có biết bao cay nghiệt. Chúng tôi nuôi dạy đào đào rất tốt, không thèm chấp nhặt với đứa nhỏ kia, nào biết có một số người được một tất lại muốn tiến lên một thước, ngông cuồng làm sao, còn tưởng cả Bắc Kinh này đều là nhà của bọn họ hay sao? À, đúng rồi, nghe nói đứa bé ấy có một người chú, hình như có mở một công ty nhỏ. Mọi người trong quý gia, tập đoàn của quý Minh Hải trị giá trăm tỷ, vậy mà qua lời nói của bà liền trở thành một công ty nhỏ không đáng nhắc tới. Bỗng nhiên thời quan hít khí lạnh, lúc ăn hạt thông liền bị cắn trúng đầu lưỡi, cô nhìn về phía thời yến lãng, hóa ra mấy hôm nay hỏi cô chuyện úy lai chính là vì muốn bên vực cô, thời yến lãng tránh đi ánh mắt của cô, sờ sờ chấp mũi, giả bộ như không có chuyện gì tiếp tục chơi game. Hắn không ngờ thím tư sẽ dựng lên một câu chuyện xuất sắc như vậy, đưa cho bà một chút tài liệu, bà có thể xây dựng một câu chuyện cẩu huyết, hấp dẫn như một bộ phim tần minh nguyệt nói dối không chút ngập ngừng nói tiếp đứa bé kia nói dù sao một nửa cổ phần công ty chú út đều là của con bé sẽ để bản thân chịu thiệt thòi một chút mà để ý tới đào đào nếu con bé cao hứng sẽ cho đào đào một công việc kiếm sống nói xong bà a à một tiếng thanh âm rất nhẹ nhưng lại thể hiện đầy đủ sự khinh thường và khinh miệt trong lời nói cho dù tôi có không thích đào đào thế nhưng ba mẹ tôi luôn coi đào đào là cháu ngoại ruột của mình đã sớm trải ra một con đường đầy hoa cho con bé làm gì tới phiên một đứa nhóc không biết trời cao đất rộng ban phát cho một công việc. Mặt quý lai đen thui, nắm chặt lấy bàn tay, bóp chặt đến nỗi quên mất cả đau đớn. Mọi kiêu ngạo của bản thân đều bị chà đạp dưới chân của người khác, thời quan nhẹ nhàng cắn hạt thông, nhắc tới ông bà ngoại ở Nam Kinh, đúng là đối xử với cô vô cùng tốt, không vì cô là con nuôi, hay tần minh nguyệt không thích cô mà đối xử bất công với cô, so với những đứa cháu khác trong nhà, ông bà ngoại luôn quan tâm cô hơn một chút. Tần Minh Nguyệt uống mấy ngụm trà, suy nghĩ tiếp kịch bản, thời nhất thịnh nghe con gái khóc lóc kể lại mọi chuyện, thế nhưng điều khiến ông ấy tức giận nhất chính là thân thế của con gái mình bị người khác coi như một trò đùa. Thứ sáu tuần ấy ông ấy liền chạy tới Bắc Kinh, muốn tìm mẹ cô bé kia nói chuyện rõ ràng, đứa bé kia mới cấp 3 còn nhỏ tuổi thì coi như không cố ý nói vậy đi, sẽ bỏ qua coi như không có chuyện gì, thế nhưng một người lớn cũng đã 40-50 tuổi, ăn cơm nhiều năm như vậy mà cũng không có tác dụng gì tới khi thời nhất thịnh tới bắc kinh đào đào lại không muốn ba mình cãi nhau với người khác liền không nói làm gia sư ở đâu hay làm cho ai thời nhất thịnh không còn cách nào khác chỉ có thể an ủi con gái một chút rồi quay trở về lời nói vừa kết thúc bầu không khí trong phòng khách hoàn toàn thay đổi mẹ úy lai khó chịu nhấp một ngụm trà khổ không tả được hết lần này đến lần khác có nỗi khổ mà không nói được bởi vì tần minh nguyệt cũng không chỉ đích danh đó là ai một ly trà tần minh nguyệt đã uống được một phần ba bà nhìn mẹ quý lai cười cười, trong giọng nói mang theo một chút ấy nấy, bà thấy tôi có vô dụng hay không, không thể khiến ba đào đào lắng nghe lời nói bản thân, nếu không sẽ cãi nhau cả ngày trời, sau đó lại chuyển hướng, rốt cuộc giữa đào đào và quý lai xảy ra chuyện gì vậy, tôi có hỏi qua đào đào, nhưng cũng không thể nghe lời nói từ một phía được, mượn cơ hội hôm nay, người lớn chúng ta nói chuyện với nhau đi, miễn cho vì một hiểu lầm không đáng có mà xa cách nhau. Sắc mặt mẹ úy lai đã trắng bệch, bà không ngờ Tần Minh Nguyệt nhìn vẻ ngoài mềm mại như vậy mà nói câu nào cũng đầy dao găm, mỗi một con dao đều đâm vào điểm yếu của bà. Bà cảm thấy có một ánh mắt lạnh thấu xương đang nhìn chằm chằm mình, còn hung ác hơn cả Tần Minh Nguyệt. Quý Minh Hải sờ túi áo, có thuốc lá, ông liền đứng dậy rời đi. Mẹ Quý Lai, Tần Minh Nguyệt gọi một tiếng. Mẹ Quý Lai hoàn hồn, chuyện giữa mấy đứa nhỏ thôi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại Quý Lai thật tốt sau này hai đứa nhỏ sẽ hòa thuận sống chung với nhau ấy mà. Tần Minh Nguyệt cười cười, mẹ úy lai à, không thể trách quan con cái được đâu, nên làm rõ ràng mọi chuyện, nếu không phải đào đào ương bướng không chịu quay trở về, tôi cũng không cố chấp đến vậy, nếu là đào đào sai, hôm nay con bé nhất định sẽ xin lỗi úy lai. Trong lời nói này có một tầng ý tứ khác, úy lai nhất định phải xin lỗi đào đào. Mẹ úy lai tránh nặng tiền nhẹ, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là hôm sinh nhật chú út con bé. Quý Lai mặc váy của thời quan, sau đó hai đứa liền cãi nhau một chút ấy mà. Nói ra cũng không quá vô lý, bà cũng tranh thủ bổ sung, về nhà tôi cũng đã răng dậy lại Quý Lai rồi. Tần Minh Nguyệt gật gật đầu, tôi còn tưởng đào đạo nói dối chứ, con bé nói người khác tự ý lấy váy của con bé mặc vào, tôi không tin, nhà nào mà lại dạy dỗ con cái mình như vậy chứ. Hai đứa nhỏ ở nhà tôi cũng vậy, xưa nay chưa bao giờ tự ý đụng chạm bất kỳ đồ vật nào trong phòng đào đào bà nghĩ được ý gì liền nói ý đó đêm nay phá kỷ lục trước giờ của bà trước kia dù có cãi nhau với thời nhất thịnh cũng chưa từng nói nhiều đến như vậy sau đó bà nhìn về phía thời yến lãng đúng rồi thời yến lãng bữa con đi ăn chung với đào đào cũng có xích mít với úy lai có phải không thời yến lãng vẫn còn đang chơi game đúng ạ à, lúc ấy úy lai đang đi ăn với bạn trai mình tụi con trùng hợp ngồi chung một bạn úy lai nói đào đào là con riêng con nhìn không được xém chút nữa thì đánh người rồi hắn hững hờ trả lời, chỉ lo chơi game. Quý Lai cắn môi, anh nói bậy bà gì vậy, bạn trai gì chứ? Thời Yến lãng dừng tay, không chơi game nữa, lúc đó cô thi không tốt, kết quả chỉ đứng thứ ba từ dưới đến lên, không vì yêu đương nên mới như vậy sao? Tôi nói sai chỗ nào, Quý Lai, nói bậy, không hề có chuyện đó. Cô tức hỗn hển. Mẹ Quý Lai nhìn chầm chầm mặt con gái mình, Quý Lai có nói dối hay không, bà có thể phân biệt được, lúc này đây, rõ ràng quý lai không có đầy đủ chứng cứ nếu thật sự cô không làm chuyện đó đã sớm đứng lên cãi lại rồi mẹ quý lai tức giận đến đau tim hận không thể một cước đạp chết quý lai không ngờ cô lại dám yêu sớm tần minh nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay thời gian chênh lệch không nhiều bà nói mẹ quý lai có phải đã hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi không có nên nói con mình tới xin lỗi đau đào, đào không quý lai cảm thấy chuyện ngày hôm nay không thể cho qua được rồi cô vô thức cầu cứu chú út thế nhưng chú ấy không ở trong phòng khách, nhìn qua cửa sổ lớn, cô thấy chú Út đang hút thuốc trong sân, khói mù lượn lờ, một làn gió thổi qua làm tỏa đi hết cả. Quý Minh Hải nhìn bật lửa trong tay, bà hút thuốc ít thôi nha, những lời nói tự như không có ý nghĩa gì của Tần Minh Nguyệt đều đã đâm thẳng vào trái tim ông. Trong phòng, mẹ Quý Lai bị nhiều cặp mắt nhiều chuyện nhìn chầm chầm như vậy, lại đuối lý không thể nói lại. Mấu chốt còn ở câu nói uy hiếp ban nảy của Tần Minh Nguyệt vẫn còn động lại trong tai bà khó chịu lại bị áp lực và bất đắc dĩ, phải chịu đựng phẫn nộ trong lòng, đành phải tự mình kiểm điểm trước, nói bản thân thất trách, không biết dạy dỗ con cái. Vỗ vỗ quý lai, chuyện này cũng là con không đúng, xin lỗi chị con đi. Mắt quý lai đỏ ngầu, cô chưa bao giờ chịu uất ức như vậy. Cô biết, nếu cô không xin lỗi, cuộc sống sau này sẽ vô cùng khó khăn, bờ môi xém nữa thì bị cắn nát, thật vất vả nói ra ba chữ, thật xin lỗi. Thời quan không ngẩng đầu, Ăn hết hạt thông mà Thời Cảnh Nham đã tách ra sẵn cho mình, lời xin lỗi này, cô vốn không cần. Không bao lâu sau, bà nội bước ra khỏi phòng làm việc, "Chúng ta về thôi, còn phải qua chúc Tết những nhà khác nữa." Tần Minh Nguyệt đứng dậy, "Được ạ." Bà lướt qua những người trong quý gia, trên người lộ ra khí chất cường thế cùng lạnh lẽo, khiến cho người khác run sợ. Thời Quang cũng đứng dậy đi theo, cô phát hiện vốn dĩ hôm nay cô không cần nói câu nào. Thời Cảnh Nham vừa rồi cứ ngồi tách hạt thông, rút khăn giấy ướt ra lau lau tay, anh vẫn ngồi im không nhúc nhích, nói với thời quan, lát nữa em đi chung xe về với anh. Thời quan nhìn anh mấy giây, hiểu ra, tạm thời anh vẫn chưa đi, cô đã đứng lên lại ngồi xuống, bà nội với tần minh nguyệt và thời yến lãng chào tạm biệt trời đi. Những người trong quý gia có muôn vàng sắc thái, lo lắng không thôi, thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau, thời cảnh nham đứng dậy, lấy tập hồ sơ để lên bàn trà, đặt trước mặt mẹ quý lai. Mẹ quý lai không hiểu gì, nhìn về phía thời cảnh nham, mặt anh không biểu cảm, ánh mặt lạnh lẽo, đây là cái gì? Nói xong, bà cầm lên, hai chân thời cảnh nham vắt chéo, dựa vào ghế sofa, không nói gì. Mẹ quý lai mở ra, tay hơi dừng lại, là tài liệu về hai người anh trai và một người chị của bà, còn có một cột tổng hợp tất cả công việc của mọi người trong nhà, thời cảnh nham đều dùng bút đỏ đánh dấu lại. Bà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thời cảnh nham, không phải đã xin lỗi rồi sao? khinh người quá đáng, đều là dựa vào quyền thế cả thôi. Bờ môi thời cảnh nham miếm chặt thành một đường, lát sau mới nói, xin lỗi là xong. Cầm anh khẽ nhất, trang cuối cùng là giá của cái váy. Mẹ Úy Lai nhanh chóng lật ra trang cuối cùng, lúc này ba của Úy Lai cũng ngồi bên cạnh, những câu nói vừa rồi của Tần Minh Nguyệt ông cũng không thể nào nói lại, biết được nhà mình đuối lý, ông nhìn đến giá trị của cái váy, tức giận không thôi, 500 vạn. Đây là váy làm từ kim cương sao? thời cảnh nham, ông nói đúng rồi, cái váy này được khảm kim cương. Mẫn lộ có một viên kim cương, khi ấy cô đã tìm một thợ lành nghề mà phân tách ra. Anh nhìn lướt qua úy lai, nếu không có kim cương sao có thể gọi là váy công chúa. Con gái ông sẽ để ý tới sao? Quý Lai cúi đầu không nói gì, đúng thật bởi vì trên đó có kim cương nên cô mới thích nhất. Không chỉ Quý Lai, ngay cả Quý Lam lần đầu tiên thấy cái váy đó cũng vô cùng kinh ngạc. Những cái váy mấy chục vạn được thiết kế riêng kia đều không thể so sánh với cái váy này. Thời cảnh nham không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng, hai trăm vạn, một đồng cũng không thể thiếu. Đương nhiên, nếu các người muốn đền bù một cái váy khác cũng được, thế nhưng phải giống y đúc cái váy này. Mẹ quý lai nắm chặt tờ giấy trong tay, âm thanh ào ào phát ra, nghiêng răng nghiến lợi, thời cảnh nham, cậu là đang đe dọa sao? Sắc mặt thời cảnh nham không thay đổi, bà cảm thấy là như vậy thì đó chính là như vậy. Anh nói tiếp hai trăm vạn, bà đưa đến viện mồ côi, trước mùng tám, tôi nhất định phải thấy bằng chứng chuyển khoản của các người. Anh nói chậm rãi từng chữ, có những chuyện không phải hai trăm vạn là có thể giải quyết tất cả. Nói xong, anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác của thời quan, nắm chặt lấy tay cô rời đi. Thời cảnh nham vừa rời đi, phòng khách liền ồn ào hẳn. Trong viện, Quý Minh Hải đang nói chuyện với mẹ mình, cũng là cố ý chờ đợi thời quan, mẹ ông vỗ vỗ vào bờ vai ông, sau đó quay người nói chuyện với thời quan đào đào. Trưa nay ở lại ăn cơm với bà nội đi. Thời quang lắc đầu, con phải về. Trong nhà còn có họ hàng, khi nào con rảnh sẽ qua cửa hàng thăm bà nội. Bà nội thở dài, bà biết nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Thời quang ôm bà một cái, bà nội năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Bà nội cũng ôm cô một cái, cháu ngoan. Bà nội không nở nhưng cũng không nói gì. Đi vào nhà, trong viện yên tĩnh lại. Đào đào. Quý Minh Hải đến gần đưa ra một bao lì xì màu đỏ, ba cho con tiền mừng tuổi, không nhiều lắm, con cầm đi. Nhét bao lì xì vào túi cô, đè tay lại không cho cô động vào, thời cảnh nham cưng chiều xoa đầu cô, lên xe trước, thời quan cũng không cố gắng trả lại bao lì xì, có nhiều thứ, nên nhẹ nhàng cho qua. Trước kia là Tần Minh Nguyệt, bây giờ là Quý Minh Hải, những chấp niệm cũng như hèn mọn van xin của cô cũng nên buông xuống rồi, cô nhìn Quý Minh Hải, cảm ơn ba. Ba cũng bảo trọng nhé, sau này tự chăm sóc bản thân, con cũng vậy. Cô nhẹ nhàng ông Quý Minh Hải, sau đó không quay lại nhìn ông, quay lưng rời đi. Di động thời quan vang lên, là thời nhất thịnh gọi cho cô, cô hít sâu một hơi, tạm thời không nghe máy. Ô tô chậm rãi khởi động, rời đi. Quý Minh Hải cũng có cuộc điện thoại, là thư ký Trần gọi tới, ông không nghe máy, cứ nhìn theo chiếc ô tô đang dần rời xa. Tự như vẫn còn nghe được bài hát trời cao biển rộng bản quốc ngữ của cô dù sao nhiều người cũng từng đau thương như vậy, tôi sao không thể buông xuống cuộc cường, tôi cũng có thể buông bỏ tất cả mà, rồi nhất định sẽ trở thành đôi cánh đẹp nhất bầu trời này. Lúc đó nhạc chuông điện thoại ông cũng vang lên, là bản tiếng Quảng Đông, tha thứ cho anh cả đời không bị trói buộc, tự do yêu đương, nhưng cũng sợ sẽ có một ngày mắc sai lầm, hai bài hát, cứ văng vẳng vang lên bên tai ông. Trong khi đó xe của thời cảnh nham sớm đã biến mất phía cuối con đường rồi. Trước Tết nguyên tiêu một ngày, trời trong gió nhẹ. Ánh nắng buổi sáng sớm trải đầy khắp cả vườn hoa, thời quan ngồi trên xích đu chậm rãi đu đưa, ánh mắt thất thần không biết đang nhìn tới nơi nào rồi. Hai tiếng tích tích vang lên, thời quan giật mình, tỉnh táo trở lại, sáng sớm em ngồi đây không lạnh sao? Mẫn lỗ từ trên xe bước xuống, thời quan cười cười, em chịu được mà, sao giờ chị mới đi làm vậy? Mẫn lộ, 5 giờ sáng nay mới về tới nhà, chị nằm nghỉ một lát. Tết năm nay cô không dám ở nhà sợ mẹ mình càm ràm cả ngày mất mẹ cô nói chuyện mà không giữ lời nhớ buổi tối hôm đó cô nói chuyện với thời cảnh nham bà sợ cô nghĩ quẩn liền nói sẽ không hối cô kết hôn nữa cô lại ngây thơ tin vào lời nói đó kết quả một tuần sau mẹ lại bắt đầu nhắc khéo văng văng à mẹ có một người bạn lâu năm muốn giới thiệu cho con sau đó nói liên tục hơn nửa tiếng lúc ăn tết thể nào cũng hội họp đông đủ cô gì chú bác khắp cả nước về chắc chắn sẽ không thiếu người muốn giới thiệu đối tượng cho cô cô lại sợ phiền phức, liền quyết định đi du lịch nước ngoài với tả Thụy. Vốn dĩ mùng 10 đã trở về rồi, nhưng không ngờ bên kia lại có tuyết lớn nên chuyến bay bị hoãn lại. Cô ngáp một cái, khoanh tay, dựa trên khung xích đu, em vừa suy nghĩ ngẩn ngơ gì vậy, thời quan cũng không giấu giếm, em đang suy nghĩ về bản kế hoạch cho dự án. Thật à, em trưởng thành rồi đấy. Mẫn lộ cười, sờ sờ đầu cô, đúng là không quen, chị vẫn nghĩ rằng em hãy còn là một đứa trẻ, nhóc bé con của chị. Bé con ấy đã lớn rồi, cô lại già thêm. Lần gần đây nhất gặp Đào Đào còn ngồi chơi xích đu đã là chuyện của 13 năm trước, lúc ấy cô vừa mới thất tình, khi ấy cô vẫn còn rất trẻ. Thời Quang nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã gần 9 giờ, nhắc nhở Mẫn Lộ, "Chị chưa đi sao?" Sắp muộn rồi đấy. Mẫn Lộ, chị chưa bao giờ được thưởng chuyên cần cả, một tuần đi trễ hết 5 ngày rồi. Thời Quang, chị đi làm không nghiêm túc gì cả. Ha ha. Mẫn Lộ nói, chị vốn như vậy mà, đó là vấn đề của thời niên thiếu, buổi tối cô mới có cảm hứng sáng tạo, có rất nhiều bản thảo được cô thiết kế vào đêm khuya, tới sáng cô lại ngủ bù. Trước giờ Úy Lam không quan tâm đến chuyện của cô, chỉ cần hoàn thành công việc là được, đương nhiên là Úy Lam có muốn quản cũng không quản được. Mẫn lộ hơi đói, chuẩn bị đi ăn rồi mới tới công ty, hôm nay có rảnh không tới công ty chị chơi, thời quan, em có việc rồi, trưa nay phải ra ga tàu đón ba em. Mẫn lộ tưởng ba mà thời quan nhắc tới là quý Minh Hải, ba em đúng là càng ngày càng cao giá, hận không thể ở bên cạnh em cả ngày à. Mẫn lộ không biết cô cãi nhau với quý Minh Hải, mẫn lộ đã chăm chút tỉ mỉ làm ra chiếc váy kia như vậy, nếu nói với cô ấy là váy hỏng rồi, chắc chắn sẽ khiến cô ấy vô cùng đau lòng. Chỉ có thể giấu thôi, để cô ấy vui được bao nhiêu ngày thì cứ vui, không phải đón quý Minh Hải. Mẫn lộ, chú Tư tới à, đúng vậy, lúc ăn Tết ông ấy bận việc, bây giờ mới tới được lúc tới chúc Tết ở nhà bà nội úy vào mùng một Tết, thời nhất thịnh có nói với cô, ăn Tết xong sẽ lại tới thăm cô, sau đó thời nhất thịnh có hỏi cô, ở chỗ úy Minh Hải như thế nào? Có vui vẻ không? Cô nói, rất tốt, di động mẫn lộ rung lên, cô xoa xoa huyệt thái dương, lấy di động trong túi áo khoác ra, là úy phong, sao bây giờ chưa tới công ty? Lúc nào mới tới, mẫn lộ? Anh nhắn nhầm sao, úy phong, anh nhắn cho mẫn lộ, mẫn lộ. Cô hỏi, có chuyện gì? Quý Phong, anh đang ở Aio, tìm em có chút việc, một lúc sau cũng không nói rõ là chuyện gì, mẫn lộ cấp điện thoại, nói với thời quan, em ngồi chơi một lát đi, chị đi làm đây. Thời quan vẫy tay chào cô, lại ngồi chơi xích đu tiếp, suy nghĩ thêm về bản kế hoạch của mình. Cô tưởng rằng thời tiết lạnh giá có thể khiến đầu óc tỉnh táo minh mẫn thêm, nhưng ngồi cả buổi trời, vẫn không thể nghĩ ra được gì. Không khí mùa đông vô cùng tiêu điều và hoang vu nhưng cũng không thể ngăn chặn được yêu thương trong lòng. Thời Quang đứng dậy, quay trở về biệt thự. Đường Mật gọi điện tới cho cô, hay chúc mừng năm mới. Thời Quang nghe được âm thanh ồn ào phía bên kia, đang dạo phố à? Đường Mật, không phải, mình vừa tới Bắc Kinh. Hai phút trước, cô mới ngồi lên xe taxi, chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã gọi điện cho Thời Quang. Thời Quang nhíu mày, cậu lên sớm như vậy làm gì thế? Còn 10 ngày nữa các cô mới khai giảng lúc này sợ không mấy sinh viên trong trường. Ký túc xá chỉ có mình cậu thôi, buổi tối ở một mình cậu không sợ sao. Đường mật thở dài, cũng không còn cách nào khác mà. Cô có hỏi rồi, dì quản lý có nói đã có mấy sinh viên ở tầng trên với cô tới rồi. Không sao đâu, mấy chị khóa trên cũng tới rồi mà. Bởi vì bọn họ cũng giống với cô, đều phải đi thực tập. Thời quan hỏi lại lần nữa, cậu tới sớm làm gì vậy? Đường mật buồn bực nói, hôm qua phía nhân sự của IEO có thông báo mới, bảo ngày mai tới tập trung để đào tạo trước, chi tiết cụ thể cũng chưa nhắc tới, chỉ thông báo 9 giờ rưỡi sáng mai tập trung ở công ty. Cô nhận ra Aio đang làm quá lên, tuy nhiên, với góc nhìn khác thì cũng coi như là một công ty có trách nhiệm với thực tập sinh. Phía nhân sự của Aio có thành lập một nhóm, bao gồm 10 quản lý thực tập sinh, vừa thuộc trường học của cô, cũng thuộc các trường học thiết kế khác, bởi vì đều là những sinh viên trẻ, mới chỉ 18-19 tuổi, đều phải chú tâm tới vấn đề an toàn, Mỗi lần bọn họ đi thực tập hoặc là đi hỗ trợ tuần lễ thời trang, cũng sẽ báo cáo lại cho phụ huynh một tiếng. Nếu được kết quả tốt, có thể mời các quản lý ấy đi tham dự event của công ty. Nhưng công việc của mấy vị quản lý này không hề dễ dàng, bởi vì thường xuyên thông báo về những chuyến đi làm việc ở thành phố khác của các thực tập sinh, mà những vị phụ huynh ở nhà lại không hề yên lòng chút nào, hận không thể được báo cáo liên tục 24 giờ mỗi ngày. Ba mẹ cô rất vui vẻ, nhưng người buồn nhất lại là cô nếu cô lén lút từ chức, mấy giây sau chắc chắn ba mẹ sẽ biết được tin đó, bởi vì lúc đó sẽ bị loại khỏi đội. Thời quan không ngờ Úy Lam sẽ làm việc quyết đoán như vậy, đối với một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn như cô lại không chừa một chỗ trống nào. Lần tuyển dụng này AIO ký được với không ít sinh viên sắp tốt nghiệp, hơn nữa lại ký được với không ít thực tập sinh của trường học, tuy thành tích học tập của bọn họ không tốt lắm, thế nhưng lại rất có năng lực thiết kế. AIO hội tụ rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên cả nước, thậm chí là quốc tế, môi trường làm việc tại AIO vô cùng tốt, hiếm có công ty trong nước nào có thể so sánh nổi. Trong khoảng thời gian này, thời Quang luôn nghiên cứu lịch sử phát triển của AIO, phong cách quản lý đặc biệt rất giống với Uyên Minh Hải. Chính vì thế nên chỉ trong vài năm AIO mới có thể nhanh chóng chiếm lấy 35% thị trường thời trang nữ cả nước. Năm ngoái, không chỉ chỉ số kinh doanh tăng ngoạn mục mà số lượng cửa hàng của công ty cũng tăng đến con số 80. Hơn nữa tất cả các cửa hàng đều trực thuộc quyền quản lý của công ty, rất khó để có thể quản lý một số lượng lớn cửa hàng trực tiếp như vậy, thế nên đây chính là một thành công của công ty. Đường mật không thể ngừng ấy nấy, đào đào, tớ một lòng hướng về cậu, thời quan đang thất thần bỗng nhiên cười, cậu nhất định phải là của tớ, trước tiên cậu cứ làm việc bên đó thật chăm chỉ đi, chờ tớ xây dựng công ty thật vững chắc rồi lại mời cậu về. Đường mật không hiểu rõ lắm về hợp đồng của mình với Aeon, hình như đó là vi phạm hợp đồng thì phải. Sau khi hợp đồng đã được đóng mọc xong xuôi hết rồi cô mới được đọc thật kỹ nội dung chi tiết bên trong. Hóa ra ba mẹ đã lừa dối cô, thời quan, chỉ cần bên tớ ổn định đi vào quỹ đạo kinh doanh, thì muốn mời cậu về vẫn được, không hề trái với điều khoản trong hợp đồng. Mặc dù thời quan có gia thế, thế những sau lưng tổng giám đốc AIO cũng không hề đơn giản, đường mật nói với thời quan, giám đốc của chúng tớ gọi là Quý Lam, chắc cậu không biết đâu, thế nhưng chắc chắn đã nghe tới tên chú út của cô ấy, gọi là Quý Minh Hải, chính là chủ tịch tập đoàn Gờ Cờ. Thời quan, Quý Minh Hải là ba của mình, chuyện của cậu là một vấn đề đơn giản thôi. Đường mật cười ha ha, cô nghĩ là thời quan đang chọc cười để cô vui vẻ hơn, nên cũng hùa theo, Quý Minh Hải cũng là ba của mình, ba úy, thời quan. Cô bất đắc dĩ nói, mình không nói giỡn với cậu, Quý Minh Hải là ba ruột của mình, mình được thời gia nhận nuôi. Đường Mật đã điều tra thông tin cá nhân của Quý Minh Hải, mặc dù không có ảnh chụp, thế nhưng vẫn có chút thông tin, ông đã 40 tuổi, còn chưa lập gia đình. Cô đột nhiên cảm thấy trò chơi này rất vui, cố ý hạ giọng nói với thời quan, mình nói cho cậu biết, mình là được đường gia nhận nuôi. Thật ra Úy Minh Hải mới là ba ruột của mình, thật đó, cậu có biết vì sao mình muốn tới AIO làm việc không? Chính là muốn tìm một cơ hội để Quý Minh Hải nhìn thấy mình, sau đó nhận lại mình đó. Thời quan, đường mật cười nát nẻ, Tài xế taxi nhìn cô mấy lần qua kính chiếu hậu, tài xế biết Quý Minh Hải là ai, bởi vì thường xuyên nghe tin tức buổi sáng, có một số tin tức kinh tế tài chính sẽ được nhắc tới. Ông lắc đầu, mấy đứa bé bây giờ thật là, đường mật thích thú, tiếp tục ảo tưởng, chờ sau khi mình nhận lại ba ruột rồi, sẽ mua lại AIO, rồi làm giám đốc, lúc đó cậu là giám đốc thiết kế, tiền kiếm được hai chúng ta chia đôi, sau đó đưa cho anh họ của cậu, chúng ta liền đi du lịch khắp thế giới đi nói tới đó đột nhiên cô tò mò, đúng rồi, mình thấy có người để lại comment trên mạng, nói Quý Minh Hải rất đẹp trai, nhìn qua tưởng mới hơn 30 tuổi thôi, thời quan, đúng vậy, đường mật lấy ra một cái gương nhìn bản thân một chút, lắc đầu thở dài, sao mình cảm thấy mình còn già hơn cả ba vậy nhỉ, thời quan. Cô đã bước vào bên trong vườn hoa của biệt thự, không đi vào phòng mà dẫm lên con đường sỏi lát trong vườn hoa, nghe đường mật tiếp tục mộng tưởng. Đường mật lại nói, cậu gặp Quý Minh Hải rồi sao? Thời cảnh nham là thương nhân, chắc chắn quen biết với Quý Minh Hải. Nếu thời quan đã gặp Quý Minh Hải rồi thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thời quan thật sự muốn nói rõ thân thế của mình cho đường mật biết, đường mật chưa hề giấu giếm câu chuyện, bao gồm cả chuyện trong nhà có bao nhiêu phòng, cô ấy cũng nói rất chi tiết. Nếu cô không nói cho đường mật biết thân phận thật của mình, lỡ sau này đường mật nghe được từ úy lam, nhất định sẽ khiến cô ấy đau lòng lắm. Trong điện thoại có ảnh chụp của mẹ với Quý Minh Hải, cô mở album ảnh ra, nhìn lại những tấm hình cũ, cảnh còn nhưng người lại không mà chua xót, cuối cùng cô vẫn nhớ tới ông. Mỗi khi ăn tối xong, Quý Minh Hải luôn rửa thật nhiều trái cây, sau đó xem phim với cô, tivi chiếu gì cũng không quan tâm, Quý Minh Hải sẽ kể cho cô một vài câu chuyện thú vị trong gia đình, suy nghĩ quẩn qua một hồi, thời quan cúp điện, gửi một tấm hình cho đường mật, Quý Minh Hải với người yêu. Điều khiến Đường Mật chú ý nhất trong tấm ảnh chính là Úy Minh Hải rất giống với Úy Lam, trong nội bộ công ty cô có vô tình nhìn thấy ảnh chụp tham gia hoạt động của Úy Lam. Trên tấm ảnh ấy, Úy Lam rất giống với Úy Minh Hải trong ảnh chụp, lông mày cũng y chang, bởi vì Úy Minh Hải nhìn còn rất trẻ, mặc dù Úy Lam với Úy Minh Hải là chú cháu, thế nhưng cũng giống với anh em họ. Đường Mật hỏi, quan hệ giữa Úy Minh Hải và thời cảnh nham tốt không? Thời quan, cũng được. Mấy phút sau đó Đường Mật cũng không trả lời lại. Cô nghĩ là đường mật đã tới ký túc xá rồi, đang vội vàng thu xếp đồ đạc, cô cất điện thoại đi vào trong nhà. Một giờ chiều thời nhất thịnh mới đến, bây giờ trong nhà cô cũng không có việc gì, liền hỏi thời cảnh nham, anh có đang bận không? Thời cảnh nham trả lời rất nhanh, sau 11 giờ thì rảnh rồi, em qua đây đi. Sau đó có một tin nhắn tới, là đường mật gửi tới một tấm ảnh, nhìn tấm hình kia, thời quan cầm nín, sau đó cười. Đường mật đã chỉnh sửa thành ảnh chụp chung của cô ấy và Quý Minh Hải tiêu đề tấm ảnh đầu tiên với ba nha đường mật không chỉ chỉnh sửa ảnh còn đổi tên uy chát của ba đường thành quý minh hải sau đó sren màn hình lại cho thời quan xem thấy không quý minh hải nhắn tin cho mình này cười trộm cuộc đối thoại uy chát quý minh hải bảo bối đến bắc kinh chưa tiểu công chúa đường đường còn mười phút nữa ạ à. mười phút sau quý minh hải tới chưa tiểu công chúa đường đường sắp rồi ạ à. quý minh hải nhớ cầm theo hành lý của mình Đừng nhìn điện thoại suốt ngày như vậy, phải nhìn đường nữa, nhớ chưa? Thời quan nhìn tin nhắn của ba đường với đường mật mà hoảng hốt một chút. Đường mật vui đùa đủ rồi, vô album ảnh xóa hình của mình và Quý Minh Hải đi, lại đổi tên uy chát của ba mình lại. Cô hỏi thời quan, cậu vui vẻ lên chút nào chưa? Thời quan cười cười, ừ, năm mới thêm một ngày vui vẻ nữa. Đường mật, mình vô trường học đây, mình sẽ cố gắng thực tập thật tốt, học thành tài sau này giúp đỡ cậu bình thường trong trường cậu cần giúp gì cứ nói mình, con tim này luôn là của cậu, hôn hôn, thời quan nhắn lại cho cô vài cái ai con, tìm áo khoác dài, cầm túi lên, đi tới tập đoàn thời vũ tìm thời cảnh nham. Bây giờ thời cảnh nham đang ngồi chờ 10 phút nữa Quý Lam sẽ tới đây tìm anh ký một số giấy tờ. Quý Lam đã tới bãi đổ xe ở dưới lầu, thế nhưng vẫn luôn ngồi ở trong xe mà không lên trên. Mỗi lần cô gặp thời cảnh nham, đều phải ngồi chờ trên đó một lúc thời cảnh nham là kiểu người không gặp ai sớm hơn giờ đã hẹn cả. Thật ra hôm nay cô tới hơi sớm, nhưng cô lại không thích cảm giác phải ngồi chờ đợi thời cảnh nham, giống như cô đang cầu xin anh ta vậy. Vừa đúng lúc bạn thân cô mễ dĩnh gọi tới, cô liền nói chuyện cô ấy, thỉnh thoảng vẫn nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Mễ dĩnh hẹn cô tối nay đi ăn, ngày nào cậu cũng bận rộn vậy sao? Nửa đêm qua mới chịu trả lời tin nhắn của mình, quý Lam, chuyện bên công ty luật, bên công ty chú Úc, lại còn chuyện của Aio, bận lắm, bây giờ mỗi ngày cô không ngủ tới 6 tiếng, thiếu chút nữa thì mệt chết, cũng không có thời gian ra ngoài ăn chơi, công ty luật vẫn ổn, chuyện cô quan tâm nhất là vấn đề kinh doanh của Aio, bây giờ thời cảnh nham đã biết hết các chiến lược kinh doanh của công ty. Nếu như sau này công ty của thời quan phát triển ổn định rồi thì cô lại không có ác chủ bài nào, thời cảnh nham đã biết tất cả rồi, biện pháp duy nhất bây giờ chính là không cho thời quan bất kỳ cơ hội phát triển nào tranh thủ khi công ty thời quan còn chưa đi vào hoạt động tiêu diệt ngay lập tức. Mễ Dĩnh hỏi, đứa con riêng kia sao rồi? Quý Lam, căng lắm, có ý gì vậy? Ý trên mặt chữ. Quý Lam liếc mắt nhìn Nam Địch, cô ấy đang xem tài liệu vô cùng nghiêm túc, bởi vì Nam Địch đang ở trên xe, thế nên cô không nói chuyện quá rõ ràng. Mễ Dĩnh vốn đang ăn bánh ngọt, liền để dĩa qua một bên, nói mình nghe chút đi, gần đây có tin tức thú vị gì không? Quý Lam, cũng không có gì đáng nói, chỉ là cãi nhau nên không ở chung nữa. Mễ Dĩnh hỏi, vậy thời quan không ở nhà chú út của cậu nữa à? Quý Lam, ừ, chắc là không về nữa, cô nghe bà nội nói vậy. Hôm bữa cô ghé qua tiệm may của bà nội, cô có giả bộ hỏi gần đây thời quan có qua đây không? Bà nội thở dài, lắc đầu, bà có gọi cho đào đào, nói con bé tới ăn cơm chung, nhưng con bé lại nói mấy nay bận rộn, đợi khi nào có thời gian lại tới thăm bà sau. Cô không nhắc về thời quan nữa mà hỏi không biết gần đây chú út sao rồi con cũng không dám hỏi tới bà nội bà có hỏi rồi hai ngày trước có gọi cho chú con hỏi chuyện giữa chú ấy với đào đào thế nào rồi nhưng nó nói không có gì cả sau đó cũng không nói gì thêm ai khiến bà buồn chết mất năm sau chú út đi công tác rồi chiều hôm qua mới quay lại bắc kinh tối hôm qua ở văn phòng tăng ca tới rạng sáng sau đó cô với chú ấy cùng nhau rời khỏi công ty bây giờ chú út hoàn toàn đặt bản thân vào trạng thái làm việc Vô cùng lý trí, sự nhiệt tình vui vẻ khi nhận lại người thân bây giờ đã không còn tồn tại trên gương mặt của chú ấy nữa. Nội tâm chú ấy suy nghĩ những gì cô không thể nào nhìn ra được. Cô suy đoán, chắc là khi tìm lại được con gái, biết được đứa con ấy vẫn còn sống, chú ấy không còn tự trách và ấy nấy như xưa nữa. Con người chính là vậy đấy, vĩnh viễn mất đi là tốt nhất, đến khi mất đi nhưng lại tìm lại được, rồi sau này mọi thứ cũng sẽ quay lại như cũ, rồi cũng sẽ bình tâm trở lại nhất là sau sự kiện mùng một Tết kia, chắc chắn chú ấy càng cảm thấy lực bất tòng tâm hơn nữa. Tất cả thể diện và kiêu ngạo của ông ấy đều bị Tần Minh Nguyệt dẫm đạp dưới lòng bàn chân của bà ta. Với sự hiểu biết của cô về tính cách của chú Úc, mối quan hệ giữa chú Úc và thời quan không thể nào sửa chữa lại được. Mễ Dĩnh chỉ chờ một từ ừ của cô, tưởng rằng cô sẽ nói tiếp, nào ngờ lại im lặng không nói nữa. Cô hỏi, bây giờ không tiện nói chuyện à? Quý Lam, ừ, đang ngồi đợi ở bên thời vũ với trợ lý, thảo nào, cô trợ lý kia hình như gọi là nam địch. Mễ dĩnh cũng không hỏi nhiều nữa, nói chuyện nửa đùa nửa thật, dù gì thì vị trí công chúa lớn của tập đoàn gờ cờ vẫn là cậu thôi, cậu cần gì phải hạ thấp giá trị của bản thân như vậy? Sau này cứ để thời cảnh nham tới báo cáo công việc với cậu, quý lam, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi với thân phận của chú út cũng không thể nói thời cảnh nham tới báo cáo công việc với chú ấy chứ đừng nói là cô không nói những chuyện tẻ nhạt này nữa cậu không bận sao bận chứ bận ăn sáng này mễ dĩnh cười cô đang làm việc trong công ty của ba mình nên không ai dám có ý kiến gì với cô cô ngáp một cái mệt mỏi cả người tối hôm qua đi chơi đến ba giờ sáng mới về tới nhà quý lam vậy cậu ăn tiếp đi đang định tắt máy trước mễ dĩnh lại hỏi khoan đã khi nào cậu định hẹn Quý Phong đi chơi vậy? Quý Lam cười, cậu tự hẹn đi, Quý Phong cũng có điện thoại mà. Mễ Dĩnh buồn bực, không mở miệng được. Quý Lam, được rồi, chờ khi nào có thời gian đã. Mễ Dĩnh thầm mến Quý Phong, đơn phương cũng đã lâu lắm rồi, muốn thổ lộ nhưng lại không dám. Quý Phong là kiểu người không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, không ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cảm giác giống như bản sao của chú Út vậy, thâm sâu không lường được. Lúc này Nam Địch đưa điện thoại ra trước mặt Úy Lam, đầu ngón tay chỉ vào thời gian trên điện thoại, bây giờ cách giờ hẹn chỉ còn 6 phút. Úy Lam gật đầu, sau đó nói với Mễ Dĩnh, khi nào rảnh mình nói tiếp, giờ bận rồi. Nam Địch thu xếp lại tài liệu, sau đó xuống xe với Úy Lam. Cô không hiểu vì sao Úy Lam là tổng giám đốc mà lại phải tự mình tới báo cáo công việc với thời cảnh nham. Chỉ cần là mọi quyết định quan trọng hay những hợp đồng lớn đều phải có chữ ký của thời cảnh nham. Thời cảnh nham chỉ là cổ đông của AIO thời vũ cũng mới là cổ đông lớn thứ hai mà thôi. Quý Tổng, sao trước giờ thời Tổng không tham gia cuộc họp nào vậy? Quý Lam cười cười, người ta chức cao như vậy, cần gì phải tham gia họp chứ? Nam địch cái hiểu cái không, cũng không hỏi nhiều nữa. Quý Lam cũng không muốn tự hạ thấp bản thân mà tới báo cáo công việc, nhưng ai biểu cô cần tiền của thời cảnh nham chứ? Bây giờ có tiền chính là người có quyền. Điều kiện để đầu tư vốn vào AIO của thời cảnh nham vô cùng hà khắc, không hề cho cô cơ hội để cò kè mặt cả phong thái phách lối không coi ra gì như vậy thật sự không hề kém cạnh với tần minh nguyệt nhắc tới tần minh nguyệt chắc bây giờ đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng thiếm sáu rồi nghe nói thím ấy đã đem tiền đi quyên góp ở viện mồ côi tiền ở đâu mà có thì cô không rõ lắm có cảm giác thiếm sáu đã năn nỉ chồng đi hỏi mượn chú út còn chú út có cho mượn hay không thì cô không biết bước vào thang máy nam địch nhìn bản thân ở gương trên tường một chút trang điểm cũng ổn tóc vẫn ngay ngắn quần áo cũng coi như thành thục bạn học đều nói cô vô cùng xinh đẹp, cô cũng không biết điều đó có phải là sự thật hay không. Sau khi khai giảng, chào đón tân sinh viên, thời quan đều lấn ác hết tài nữ cùng mỹ nữ trong trường, lại có thời gian ở đằng sau. Cô ấy không chỉ là nữ thần trong mắt nam sinh trong trường, mà rất nhiều nữ sinh cũng vô cùng hâm mộ cô ấy. Hai người đến trước giờ hẹn ba phút, thời cảnh nham không thích người đến trễ, nhưng cũng không cần người khác tới sớm, chỉ cần không làm chậm trễ công việc là được. Đây là lần đầu tiên Nam Địch tới văn phòng của thời cảnh Nham, cũng là lần thứ hai nhìn thấy anh, lần gặp trước chính là ở bãi đổ xe, chỉ mới nhìn thoáng qua một chút, ngoại trừ cần chữ ký thời cảnh Nham cho các giấy tờ tài chính, Quý Lam còn cần phải bàn đến chuyện phát triển ra thị trường quốc tế với anh, ngoài ra thì anh cũng không quan tâm gì nữa, lúc cô đối diện với thời cảnh Nham cũng không còn cảm giác áp bức câu nệ, thế nên cũng thoải mái nói chuyện hơn nhiều, gần đây rất bận sao. Qua năm mới, đây là lần đầu tiên cô tới thời vũ thời cảnh nham tạm dừng công việc trong tay cũng được quý lam giới thiệu nam địch với anh đây là trợ lý của tôi tên nam địch nam địch cười nhẹ một tiếng chào thời tổng thời cảnh nham gật đầu chào cô ngồi đi quý lam ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của thời cảnh nham nam địch không ngồi đưa tập hồ sơ trong ngực ra các cô chỉ hẹn với thời cảnh nham hai mươi phút trong thời gian đó úy lam phải báo cáo hết mọi công việc trong thời gian gần đây nam địch đi đến bên cạnh thời cảnh nham lấy một xấp hợp đồng cũng như tài liệu trong túi ra thời cảnh nham cầm lấy một phần ở phía đầu những hợp đồng này anh đã đọc qua bản điện tử rồi chỉ cần ký trên giấy để theo đúng quy trình nữa thôi có người từng nói một người đàn ông thành công là khi anh ta chỉ cần ngồi một chỗ không nói lời nào động tác cùng phong thái khi ký tên cũng khiến cho người khác động lòng trước giờ nam địch không hề tin vào điều đó nhưng bây giờ cô tin rồi trong lòng hít sâu vài cái mới có thể kiềm chế sự khẩn trương trong lòng. Cô giả bộ như không có chuyện gì, lấy một bản kế hoạch dự án trong tập tài liệu ra, cũng đặt phía bên phải trên mặt bàn. Trong tay thời cảnh nham là một bản hợp đồng đã ký xong, ánh mắt nam địch nhìn theo bàn tay của thời cảnh nham, cô tranh thủ đưa tiếp một bản hợp đồng khác để cho anh ký, chuẩn bị đưa cho anh, cầm thời cảnh nham khẽ nhất, qua kia ngồi đi, tôi tự làm được. Quý Lam hờ hững uống cà phê, cô im lặng mà đánh giá nam địch, chỉ thấy vành tai ửng đỏ của cô ấy, cô thu tầm mắt lại, tiếp tục uống cà phê trong tay. Nam địch tự giác để những phần hợp đồng còn lại trên bàn, sau đó qua bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống, cách bàn làm việc của thời cảnh nham khoảng 4, 5 mét. Cô điều chỉnh hô hấp, cầm bình cà phê mà thư ký vừa mới đưa vào. Mùi cà phê nồng nàn đậm vị, thấm vào ruột gan. Sau khi ký xong tất cả hợp đồng và tài liệu, thời cảnh nham đẩy túi hồ sơ lại cho Úy Lam. Úy Lam để ly cà phê xuống, vừa sửa sang lại hợp đồng vừa nói chuyện với thời cảnh nham, Năm nay bên công ty dự định mở 20 cửa hàng kinh doanh trực tiếp, Thời Cảnh Nham còn nhớ rõ trước khi ăn Tết lúc cô báo cáo công việc có đề cập tới 30 cửa hàng, sao lại muốn giảm bớt? Úy Lam, năm ngoái 82 cửa hàng kia đều đã vượt mục tiêu đề ra của công ty, tuy nhiên cũng may đều đã chiếm giữ được thị trường, doanh thu buôn bán tương đối khả quan. Với năm nay, công ty muốn tập trung lực lượng cùng tài chính tạo ra sản phẩm mới để đẩy ra thị trường quốc tế. Thời Cảnh Nham thuận miệng hỏi một câu, vẫn phải tiếp tục giữ thị phần chứ. Quý Lam, 12 cửa hàng sẽ hợp tác với một số thương hiệu khác, 8 cửa hàng còn lại sẽ làm cửa hàng trưng bày sản phẩm, kế hoạch cụ thể, tuần sau tôi sẽ đưa qua. Nếu anh không định thay đổi gì nữa thì tới đó chúng ta sẽ thảo luận tiếp, thời cảnh nham gật đầu, để cô tự mình quyết định công việc. Sau khi báo cáo xong vấn đề cửa hàng, Quý Lam nói muốn tìm người phát ngôn cho AIO. Trước đây AIO chỉ truyền thông thông qua những người nổi tiếng trên mạng, không có người phát ngôn chính thức mấy ngày nay nghỉ Tết cô đã suy nghĩ rất kỹ, muốn thâm nhập nhanh chóng vào thị trường quốc tế, cần phải có một đại sứ thương hiệu tầm cỡ, hình tượng phải phù hợp với định hướng của công ty, không chỉ vậy lượng fan theo dõi cũng rất quan trọng, những chuyện này thời cảnh nham không quan tâm, cô cứ tự quyết định đi, Quý Lam vẫn nói rõ chi tiết, gần đây tôi đang liên hệ với đại diện của một siêu mẫu quốc tế, cô ấy là con lai, số lượng fan trong và ngoài nước đều vô cùng đông đảo. Tham gia đóng phim Hollywood đang rất nổi tiếng gần đây, hình tượng và khí chất của cô ấy cũng đặc biệt phù hợp với hình tượng đại sứ của Aio. Tháng tư này công ty Aio sẽ có buổi trình diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới tại Thượng Hải, đến lúc đó cũng sẽ tuyên bố người phát ngôn chính thức. Buổi trình diễn tháng tư này, cô đã kêu gọi đầu tư không ít, kế hoạch dự định trong tháng tư, đến lúc đó tôi sẽ gửi lịch trình đến mail thư ký của anh. Thời cảnh nham gật đầu, không nói nhiều, anh bật màn hình máy tính lên. Quý Lam hiểu ý, thời gian 20 phút đã hết người đàn ông này sẽ không cho cô thêm một phút đồng hồ nào, vậy thời tổng cứ làm việc đi, tôi về đây. Cô quay đầu nhìn Nam Địch, Nam Địch đang run run cầm cốc cà phê của bản thân, chúng ta về thôi Nam Địch. Nam Địch giật mình một cái, đứng dậy cúi chào, vâng, quý tổng, cô mới uống được nửa ly cà phê, cũng không biết có được để thừa lại hay không, liền tranh thủ uống hết, hơi nóng, xém chút nữa thì bị bỏng. Sau khi Úy Lam và Nam Địch rời đi, thời cảnh nham gọi điện cho thời quan, sao em vẫn chưa tới? từ khi cô nhắn tin tới giờ đã hơn nửa tiếng, bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Tài xế đã đưa thời quan tới bãi đổ xe dưới lầu, xe vẫn còn chưa dừng lại. Thời quan nhìn khoảng cách từ xe hơi đến cửa thang máy, còn hai phút nữa tới cửa thang máy rồi. Thời cảnh nham, đi thang máy của anh đi, nhớ mật mã không? Thời quan đẩy cửa xe xuống dưới, cười, cố ý nói, quên rồi, phải làm sao bây giờ? Thời cảnh nham, 010116, thời quan, đùa anh thôi, em nhớ mà sao có thể không nhớ được không một là tháng một không một thứ hai là số một mười sáu là số mười sáu tháng sinh và hai ngày sinh nhật của cô tới liền đây em cúp máy nhé cô còn chưa đến cửa thang máy một bên cửa thang máy nhân viên liền mở ra hai bên đều khẽ giật mình quý lam bước ra khỏi thang máy cười nhẹ một tiếng thật đúng là trùng hợp thời quan đúng vậy sau đó gật đầu chào nam địch ở phía sau sắc mặt nam địch kinh ngạc nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi suýt nữa thì cô quên mất, thời quan chính là em họ của thời Yến Lãng, đương nhiên cũng là em họ của thời Cảnh Nham. Cô ấy tới chắc là đi gặp thời Cảnh Nham, thời quan không dừng lại, đi lướt qua hai người, tới thang máy chuyên dụng của thời Cảnh Nham, ấn mật mã đi vào, cửa chậm rãi khép lại, ngăn cách với bãi đổ xe. Quý Lam tự như đang nói chuyện với Nam Địch, cô em họ kia của tôi đúng là một cô công chúa nhỏ, thời Cảnh Nham đối xử với em ấy không phải tốt bình thường đâu. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Ai, đúng là số hưởng, không giống chúng ta, làm việc quần quật, bận rộn đến mức không dừng lại được. Nam địch cười nhẹ, chị cũng là công chúa mà, em mới số khổ. Ở văn phòng trên lầu, thời cảnh nham đã chuẩn bị nước ấm cho thời quan, nghe được tiếng mở cửa, anh đang xem tài liệu, không ngẩng đầu, sao muộn vậy? Không phải anh nói 11 giờ mới rảnh sao? Sau 11 giờ không bận, nếu em tới sớm có thể vô phòng nghỉ đọc sách mà. Thời quan bước qua bàn làm việc, dựa trên lưng anh hai tay vòng lấy cổ anh có nhớ em không thời cảnh nham để bút xuống cầm lấy tay cô kéo cô vào trong ngực thời quang đứng không vững liền ngồi trên đùi anh cô ôm lấy cổ anh hạ thấp xuống thời cảnh nham phối hợp với cô cúi đầu cô chủ động hôn xuống mấy cái sau đó khẽ cắn môi anh thời quang không nỡ cắn đau anh vội vàng thả ra thời cảnh nham nắm vuốt cầm cô cô không bao giờ vô cớ cắn anh cả vết cắn này giống như đang giải tỏa tức giận trong người vậy anh lại làm gì khiến em không vui rồi thời quang anh có làm gì đâu em chỉ cố ý nghịch ngợm vậy thôi không được sao cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh thời cảnh nham bất đắc dĩ cười một tiếng được chứ anh không quên thời gian lúc nãy ở dưới lầu gặp được quý lam rồi sao thời quang em chỉ lo nhìn đường không để ý thấy cô nói như vậy tức là có gặp rồi anh nhớ mẹ mình đã từng nói trong nhà anh có một bình giấm vô cùng chua thời quang cài lại cúc áo trên cổ áo sơ mi của anh vỗ nhẹ sau này đến công ty phải cài hết cúc áo lên anh cứ để hờ hững như vậy lộ hết ảnh hưởng đến những người khác thời cảnh nham nhớ rồi chưa quá vài giây thời quang mở hai nút trên cùng của áo sơ mi cho anh lúc em tới thì anh có thể chủ động cởi ra được nha cô thích nhất là nhìn thấy hầu kết của anh nếu cài hết nút áo lên thì lại không thấy được rồi thời cảnh nham bật cười nhưng cũng phải cố gắng trả lời cô ừ thời quang giày vò anh một lúc sau đó nhìn anh không chớp mắt thời cảnh nham báo cáo lại đầy đủ, hôm nay úy Lam dẫn nam địch đến để nhờ anh ký tên, chỉ gặp nhau trong khoảng 20 phút thôi, thời quan lắc đầu, em không có ý này, em làm sao vậy? Thời cảnh nham để chân cô qua một bên, ngồi xuống đi, thời quan dạng chân ngồi trên đùi anh, rất thất vọng, sáng nay hai người cùng nhau rời giường, sau khi ăn sáng anh liền tới công ty, cô lại tới ngồi ở xích đu trong vườn tiếp tục suy nghĩ về bản kế hoạch dự án sau này. Nhưng vẫn không có ý tưởng nào, cuối cùng, điều đáng sợ nhất lại chính là cô không biết phải trình bày như thế nào mới thích hợp với những nhà đầu tư lên mạng tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thể nào tìm được kết quả chính xác thời cảnh nham hỏi lại sao vậy thời quang khó chịu nói anh có thể cho em xem một bản kế hoạch mẫu không nói xong cô nằm sấp trong ngực không dám nhìn anh sau đó tự cảm thấy bản thân thật nực cười cười khổ trong mắt anh có phải em quá trẻ con rồi không đây là lần đầu tiên cô mất tự tin đến vậy cảm giác vô cùng bất lực ngay cả một kế hoạch đề xuất cũng không làm được thời cảnh nham không cười cô anh biết cô rất ngượng ngùng nếu không phải bất đắc dĩ cô sẽ không nhờ anh những chuyện đơn giản này lần đầu ai mà không vậy anh vuốt nhẹ lưng cô không sao cả lần đầu tiên làm một bản kế hoạch sẽ rất khó khăn không biết bắt đầu từ đâu anh vỗ vỗ lưng cô anh tìm cho em thời quan từ trong ngực anh đứng dậy vừa rồi khi nhìn thấy úy lam đột nhiên cảm thấy mình đúng là một con gà mờ mà người ta cũng đã là tổng giám đốc của một công ty đang nổi tiếng trên thị trường, mà cô thì một bản kế hoạch như thế nào cũng chưa từng thấy. Quý Lam vừa giỏi làm kinh tế, lại nắm vững luật pháp, ngay cả những dự án xuyên quốc gia cũng đã từng tham gia không biết bao lần, chứ đừng nói tới là những hạng mục thu mua lớn nhỏ trong nước, còn ưu điểm của cô là gì? Chỉ có vẻ mà thôi, thời cảnh nham tiền hai bản cho cô, những bản này đều là kế hoạch anh tự mình đề ra, mấy năm nay công ty có rất nhiều nhân sự thế nên anh ít khi tham gia đề xuất kế hoạch trong công việc nữa. Thời quan lật một trang, có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành cô không thể hiểu được, thế nhưng cảm giác lại cảm giác được sự chuyên nghiệp của bản kế hoạch, anh tự làm sao? Thời cảnh nham, ừ, phù hợp cho em tìm hiểu đó. Thời quan nhíu mày, nhìn mấy trang sau, vẫn như lọt vào làng sương mù, cô khép lại, em mượn về từ tự nghiên cứu tiếp vậy, có một số từ chuyên ngành em đọc không hiểu lắm, khó trách có một đàn chị từng nói, muốn khởi nghiệp, nhưng lại không có kiến thức kinh tế và hiểu biết thị trường tài chính thì nhất định sẽ không làm gì được lỡ như đến lúc cô đọc báo chí kinh tế cũng không hiểu thì phải làm sao có rất nhiều thứ phải học nhưng gần đây có nhiều chuyện khiến cô bị phân tâm không có tâm tư đọc sách nữa trước đây tối nào úy minh hải cũng sẽ đọc sách kinh tế cho cô nghe chỗ nào không hiểu ông sẽ giải thích thật cạn kẽ bây giờ người thầy miễn phí này đã chạy rồi thời cảnh nham tìm một túi đựng tài liệu bỏ hai bản kế hoạch vào tối nay anh mang về cho em hỏi cô đã chuẩn bị tới đâu rồi thời quang đã thuê được địa điểm mở văn phòng rồi mấy hôm trước cô có đi cùng thời yến lãng tới ký hợp đồng với ba đào đào thuê một năm trước tiền thuê văn phòng đã được ba đào đào ưu đãi cho ngay cả tiền cọc cũng không cần thế nhưng về vấn đề nhân sự thì vẫn còn mong lung cô có nói chuyện với vài đàn chị không thân trong trường nhưng chỉ có hai người là cùng chung chí hướng vẫn phải chờ khai giảng mới nói tiếp được thời cảnh nham nhớ tới tên một người bạn cùng phòng của em đường mật nói thế nào thời quan dựa trên mép bàn làm việc của anh lắc đầu tình hình không lạc quan chút nào bây giờ úy lam đã tóm được đường mật rồi ngày mai bọn họ sẽ tới tham gia huấn luyện làm thực tập sinh của aio e. cũng không rõ như thế nào thời cảnh nhâm nhìn cô em có muốn đường mật làm cộng sự của mình không thời quan thốt ra đương nhiên rồi đường mật là một con người vui vẻ hoạt bát ở đâu có sự xuất hiện của cô ấy thì luôn có tiếng cười thiên phú thiết kế của cô ấy lại không hề thua kém cô hơn nữa định hướng và phong cách thiết kế cũng hợp với cô vô cùng thời gian đầu lập nghiệp ai cũng sẽ muốn tìm một người ăn ý với mình còn có thể tùy lúc mà cổ vũ lẫn nhau thời cảnh nham đề nghị thẳng thắn với cô chờ sau khi khai giảng em liền đi tìm gặp úy minh hải để ông ấy đòi lại người chỗ úy lam anh lại giải thích vì sao anh không trực tiếp tìm úy lam đòi người nếu anh yêu cầu chắc chắn úy lam cũng sẽ nể mặt mũi anh thế nhưng lúc trước úy lam muốn ký với đường mật là để cho em cảm thấy bí bách tạo rào cản tâm lý cho em. Nếu người mở miệng là anh thì Úy Lam chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi, nhưng nếu người đó là Úy Minh Hải, chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy mắc nghẹn trong lòng. Thời quan, cô cười, em không nghĩ anh là một người xấu xa như vậy. Thời cảnh nham, anh có nói anh là người tốt sao? Nhắc tới Úy Minh Hải, cô liền trầm mặt. Thời cảnh nham đứng dậy, nắm tay cô để trước mặt mình, ông ấy là ba em, em nhờ vả ông ấy cũng là chuyện thường tình. Bây giờ anh chỉ có thể khẳng định rằng Aio e. sẽ không cố ý cạnh tranh với em, thế nhưng không chắc rằng Quý Lam sẽ không tìm cách đả kích em, bây giờ cô ta đã bắt đầu chặn đường em, không biết sau này còn đặt những cái bẫy nào chờ em ở phía trước, nếu em không tìm Quý Minh Hải che chở, cho cô ta một kích trí mạng, thì em sẽ bị cô ta đàn áp đến choáng váng. Thời quan cảm thấy lực bất tòng tâm, cô cảm giác được Quý Lam nắm rõ cô như lòng bàn tay, rất nhiều cô còn chưa bắt tay vào làm, đã bị Úy Lam giành lấy vượt lên phía trước, những người thân cận bên cạnh cô, tất cả đều đã bị cô ta giành lấy hết rồi, không ai có thể đảm bảo rằng hai người chị cô đang liên hệ ấy, sau này có bị AIO tìm đến ký hợp đồng hay không. Thời cảnh nham tiếp tục đề xuất cô tìm đến Úy Minh Hải, đánh rắn đánh bảy tấc, Úy Minh Hải chính là bảy tấc của Úy Lam. Em không thể nào dùng biện pháp hòa nhã để đối phó với cô ta đâu, nếu không thì công ty em chưa mở được mấy ngày thì đã không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Thời quan cô đẩy anh sao anh có thể đáng ghét đến vậy thời cảnh nham cười anh chỉ nói sự thật mà thôi bây giờ anh đang tìm trăm phương ngàn kế để hai ba con bọn họ có cơ hội để gặp nhau anh biết thật ra tận trong đấy lòng cô luôn để ý tới úy minh hải tận minh nguyệt đã trở thành nút thắt trong nội tâm của cô không thể nào gỡ rối được anh không muốn trong lòng cô lại xuất hiện thêm một nút thắt nào anh lại nói đến bản kế hoạch dự án những chuyện này em nên học hỏi thêm ở úy minh hải ông ấy đã có kinh nghiệm 20 năm trên thương trường rồi, có bản kế hoạch nào mà chưa từng thấy qua chứ? Đến bây giờ thời quan vẫn còn nhớ rõ câu nói mà Quý Minh Hải đã từng nói với cô, công tư phân minh, khi nào cầm bản kế hoạch tới tìm ông, ông sẽ cẩn thận xem xét, biết đâu lại có thể cho cô thêm một số ý tưởng. Thời cảnh nham, em nhờ Quý Minh Hải giúp mình làm bản kế hoạch đi, sau đó em đưa bản kế hoạch cho ông ấy, bảo ông ấy đầu tư cho mình, anh không tin ông ấy dám từ chối em. Thời Quang im lặng lần nữa bị anh làm cho tức cười, cô đâm đâm vào trái tim anh, em tưởng rằng anh sẽ dạy em chứ, dù chỉ là một chút cũng được, thời cảnh nham, anh không có thời gian, anh sao có thể giống với úy Minh Hải được, ông ấy là một người vô cùng rảnh rỗi, con cái cũng lớn rồi, không cần phải chăm sóc nhiều, anh còn phải nuôi vợ mình, lại còn phải kiếm tiền mua sữa bột, dễ dàng lắm sao, thời Quang nghe anh nói mà lỗ tai phím hồng, biểu cảm của anh khi nói chuyện vô cùng nghiêm túc đứng đắn nhưng nói câu nào cũng khiến người khác không thể nào bình tĩnh được thời cảnh nham cầm lấy tay cô vô tình thấy được đủ loại sắc màu trên mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nhưng không thể nào chùi ra được màu vẽ a à? anh hỏi thời quang lắc đầu không phải sáng nay thử son môi anh thấy màu nào đẹp thời cảnh nham không trả lời vội bây giờ anh đang cảm thấy dị ứng với tất cả màu son thời quang màu nào đẹp vậy anh thời cảnh nham nhanh chóng tìm cách đổi đề tài nói với cô một chút về vấn đề thành lập công ty, mọi đau khổ cay đắng trong giai đoạn này em đều phải trải qua một lần, cho dù có anh và cả Quý Minh Hải ở cạnh trợ giúp cho em. Thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh em trong mọi tình huống được, chỉ có thể giữ em đi đúng hướng mà thôi. Mọi chuyện còn lại đều phải dựa vào chính bản thân em. Thời quan không nói gì, rủ mi xuống nhìn tay anh, sau đó nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay, hôm nay thời cảnh nham đeo một cái đồng hồ cùng hiệu với úy Minh Hải ngay cả kiểu dáng cũng giống nhau. Mắt thẩm mỹ của hai người này đúng là vô cùng giống nhau, cũng đúng thôi, quý minh hải thích mẹ cô, thời cảnh nham lại thích cô, mà cô và mẹ lại giống nhau như đúc, đang nghĩ gì vậy? Thời cảnh nham nhìn cô, thời quan cười xấu xa, đang nghĩ xem mai nên đánh xong mà gì thì đẹp, thời cảnh nham, bữa nào em đi hỏi quý minh hải thử đi, anh quay trở lại chuyện chính, nếu em thật sự không muốn quan tâm tới quý minh hải nữa, vậy thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em cũng sẽ không quan tâm những chuyện liên quan tới ông ấy nữa. Nói xong, anh nhìn cô, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thà rằng không có. Thời quan không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, anh đừng nói bậy, không nên áp đặt suy nghĩ của anh lên em. Thời cảnh nham, nếu đây là chuyện của người khác, anh sẽ không nói như vậy, nhưng đây lại là em, anh không giờ nói sai lời nào cả. Anh nói, không ai hiểu em hơn anh cả. Thời quan nhìn anh một hồi lâu, sau đó cúi người hôn lên khóe miệng anh, cô vẫn tưởng rằng đó là bí mật của riêng cô mà thôi. Câu nói không ai hiểu em hơn anh cả của anh chính là câu yêu thương êm tai nhất mà cô từng nghe. Cô vòng lấy cổ anh, nói em nghe thêm vài câu tình cảm đi, biết đâu có thể giải tỏa tâm trạng khó chịu của em đấy. Thời cảnh nhằm suy nghĩ, mỗi khi anh không có việc gì liền nhớ tới em. Thời quan cắn môi anh, câu nói chắc chỉ để lừa gạt em mà thôi, thành thật khai báo đi, có phải anh lại học từ hàng bái không? Đây là những chuyện tốt mà anh học được đấy à thời cảnh nham cười, không nói gì. Với những chuyện liên quan đến úy Minh Hải, anh chỉ khuyên giải ở một mức độ nhất định, nói nhiều lại khiến cô cảm thấy phiền hà. Nên để cho cô có một khoảng thời gian để thấu hiểu được, không có úy Minh Hải, đoạn đường khởi nghiệp của cô sẽ gian nan hơn tất cả mọi người, bởi vì úy Lam luôn chờ đợi từng phút từng giây để chèn ép cô, cho dù có úy Minh Hải bên cạnh, vẫn cần phải đề phòng những chiêu trò xấu xa của úy Lam. Quý Lam không mong muốn cô thành công, công ty tan phát triển tốt đẹp lại không muốn thì phần của Aio giảm xuống một chút nào, như vậy sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của Úy Lam. Thời cảnh nham nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã 11 giờ rưỡi, hỏi cô, mấy giờ em đi đón chú Tư? Thời quan, giờ em qua đó. Cô ngửa mu bàn tay ra một lần nữa, các màu son trải dài như một cái cầu vòng tỏa sáng vậy, anh nói thật đi, rốt cuộc là màu nào đẹp nhất? Thời cảnh nham dựa vào ghế, xoa xoa mi tâm, tỏ vẻ mệt mỏi. Thời quan, anh đừng giả bộ nữa. Cô cầm lấy bàn tay của anh, giơ mu bàn bay mình ra trước mắt anh, nói xem, màu nào đẹp nhất. Thời cảnh nham cố gắng nhớ lại những lời nói của hàng bái ở Hồng Kông, có sáu câu vô cùng quan trọng. Thời quan cọ sát anh, rốt cuộc là màu nào đẹp vậy anh? Thời cảnh nham tỏ vẻ nghiêm túc, chỉ vào màu đầu tiên, màu này khá phù hợp với khuôn mặt em. Sau đó lại chỉ tiếp màu thứ hai, màu này lại tương đối phù hợp với kiểu tóc em, cái này cũng không tệ, tôn lên đôi mắt xinh đẹp của em màu sông này lại vô cùng tôn gia em, thời quan cứ im lặng nhìn anh, thái độ anh bình tĩnh, mặt không đỏ tim không loạn mà nói ra những lời bịa đặt này. Cô chỉ đại vào một màu nào đó, có phải màu này phù hợp với bộ đồ em mặc không? Thời cảnh nham, đúng là có một câu liên quan tới ý này, thời quan đánh anh, anh tiếp tục học hỏi hàng bái đi, cô cầm túi rời đi, tới nhà ga đón thời nhất thịnh, cửa phòng làm việc khép lại, thời cảnh nham chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhắn tin cho hàng bái lúc cậu khen màu son môi của vợ mình, có bị cô ấy đánh không? Hàng bái cười, câu nói thử xem, sau đó lại nhắn một tin nữa, mình đang cố gắng để ai trong nhóm cũng bị đánh một lần, thời cảnh nham. Thời cảnh nham không nói chuyện tào lao với hàng bái nữa, anh sờ trên cổ, chỗ xương quai xanh vẫn còn cảm thấy hơi rác. Lúc nãy thời quan không chỉ đánh mà còn cắn anh nữa, không hề lưu tình chút nào. Anh cài cúc áo sơ mi lên trên một nút nữa mới có thể che được dấu răng ấy. Chúng ta có thể nghỉ chơi nhau mấy ngày không? là tin nhắn của mẫn lộ còn có một cái ai con uy hiếp nữa thời cảnh nham quý phong nói cho cậu biết rồi à mẫn lộ đang ở bên ngoài hành lang gọi điện thoại cho thời cảnh nham sao cậu biết quý phong tìm đến mình thời cảnh nham hỏi lại không thì còn ai nữa chứ mẫn lộ không trả lời mở cửa sổ hút một điếu thuốc thời cảnh nham nghe được âm thanh của bật lửa không khỏi nhíu mày không phải cậu kêu đang cai thuốc à mẫn lộ hút một hơi mới trả lời anh mình không chịu được thật ra cô đã cai thuốc thành công rồi nhưng lại không thể chống lại được cám dỗ của tả thủy trong khoảng thời gian đi du lịch với cô ấy cô sống buông thả bản thân mình sau đó đã hút thuốc lại rồi tả thủy nói đừng vì một người cặn bã mà phải kiềm hãm bản thân mình như vậy khó chịu lắm cô suy nghĩ lại cảm thấy cũng có lý tại sao phải vì một người đàn ông không yêu mình mà lại cai thuốc cô thở ra một làn sương mù mình muốn tự tay xé rách cái người tên là quý lai kìa trầm lặng một lát hút được nửa điếu thuốc, chắc đào đào buồn lắm nhỉ. Thời cảnh nham, ừ, không muốn ở chung với úy Minh Hải nữa, cậu nói thử xem. Mẫn lộ, khuyên nhủ em ấy đi, chỉ là một cái váy thôi mà, sau này mình lại cho em ấy một cái khác đẹp hơn. Câu nói này cô cũng đang nói chính bản thân mình, chỉ một cái váy thôi mà, đừng nóng giận. Đào đào mong muốn tình thân đến như vậy, không nên vì việc này mà buông tay. Cô dập tắt điếu thuốc trong tay, không nói nữa, mình bận rồi, thời cảnh nham cúp máy, mặc áo khoác đi tới nhà hàng, đi ngang qua phòng làm việc của thư ký, cố ý bàn giao lại công việc, sau này quý lam và trợ lý của cô ấy có tới thì cô cứ tự mình phụ trách đi. Thư ký chần chừ một lát, sau đó hiểu ra được, vâng, thời tổng, sau khi thời cảnh nham rời đi, mấy thư ký trong phòng tụ lại với nhau nói, đây là có ý gì thế, không phải quý lam thì cũng là người tên nam địch kia thích thời tổng rồi. Thời tổng đúng là không cho người khác có một cơ hội nào để ảo tưởng mà nếu thời tổng dám cho cô ta cơ hội, về nhà chắc chắn sẽ phải quỳ trên mấy cây xương rồng đó. Hả, thời quan có thể tha cho cô ta sao? Ha ha, thì ra không phải chỉ mình tôi suy nghĩ như vậy, tôi còn tưởng tôi hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ chứ. Lúc trước có nghe bạn tôi nhắc tới việc Quý Minh Hải đã tìm thấy con gái rồi, chính là em họ của tổng giám đốc, tôi liền cảm thấy giữa thời tổng và thời quan sẽ tổng. Giám đốc đối xử với cô em gái này không hề tầm thường đâu, nhìn qua cũng thấy không chỉ là tình thân bình thường sau này mọi người cứ làm như không thấy chuyện gì hết nhé hiểu rồi chúng tôi biết mà mọi người đều cười đùa vui vẻ thời quang đã gặp được thời nhất thịnh trước tết nguyên đáng hai người có gặp nhau một lần nhưng cũng không kịp nói chuyện lâu ba trưa nay con dẫn ba đi ăn cơm cô kéo tay thời nhất thịnh vừa cười vừa nói thời nhất thịnh nhìn con gái lại được phát lương à ông còn nhớ con gái mình nói cô đang làm gia sư Thời quan gật đầu, đúng ạ, à, con kiếm được không ít nha. Cô hỏi, bà muốn ăn món gì? Thời nhất thịnh không quá cầu kỳ, chọn đại một cửa hàng bình thường. Hai ba con ngồi trên xe nói chuyện cả một đoạn đường, đều liên quan đến vấn đề thành lập công ty, thời quan cũng không giấu giếm, nói suy nghĩ của mình với ông. Còn thành thật khai báo đã thuê được địa điểm làm văn phòng, thời nhất thịnh mừng thay cho cô, ông không hiểu chuyện làm ăn lắm, nhưng biết mọi chuyện không dễ dàng như những cô nói tần minh nguyệt cũng giống như vậy đi sớm về tối bình thường cũng hiếm có một ngày nghỉ vui thì vui nhưng ông vẫn đau lòng cho thời quan trong nhà cũng không thiếu tiền con chỉ cần làm nhà thiết kế thôi cũng được mà giống như văn văn vậy không phải cũng tốt sao trước kia thời quan cũng nghĩ như vậy cô cảm thấy đối với chuyện thành lập công ty thì cứ tùy duyên đi thế nhưng từ khi thời cảnh nham nhắc tới thương hiệu tan thì hạt giống mong muốn khởi nghiệp trong cô như được ươm mầm bây giờ đã phát triển đến mức cành lá rậm rạp rồi con cũng không còn trẻ nữa, chỉ thử một chút thôi, biết đâu thành công thì sao, thời nhất thịnh tôn trọng quyết định của cô, con suy nghĩ kỹ là được. Ông mỉm cười nói, ba cũng muốn tham gia làm cổ đông, đến lúc đó con phải chia hoa hồng cho ba đó, thời quan biết ba sợ cô không có tiền, nhưng ông cũng không có nhiều tiền đến vậy, cô nói. Đến lúc đó thời cảnh nham sẽ làm nhà đầu tư thiên thần cho con, ba không cần lo lắng chuyện tiền nông đâu, nếu không có thời cảnh nham ủng hộ, con cũng không mạnh mẽ đến vậy thời nhất thịnh răng dạy cô, sau này phải gọi anh trai, không thể gọi thẳng tên anh ra như vậy. Thời quan cười cười, trả lời lấy lệ, thời nhất thịnh không biết nói tiếp đề tài khởi nghiệp này như thế nào, liền hỏi cô tình hình quý gia gần đây. Thời quan gật đầu, vẫn ổn ạ, à. thời nhất thịnh, quý minh hải rất bận sao? Không thể dành thời gian cho con à, thời Quang tránh đề cập tới chuyện này, chỉ nói, ngày nào ông ấy cũng đi công tác, hơn nửa năm đều ở nước ngoài rồi, thời nhất thịnh không hề nghi ngờ, bởi vì thời cảnh nham cũng thường xuyên đi công tác có khi cả một tháng cũng không trở về nhà ông đề xuất kể với ba chuyện trong trường học đi thời quan chống cằm ba muốn nghe chuyện gì thời nhất thịnh cũng không quanh co lòng vòng con vẫn chưa có người yêu à thời quan cười cô biết ông muốn hỏi chuyện này mà nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói thật với ông được lắc đầu con không có thời gian vừa phải đi làm lại vừa đi học cuối tuần còn phải về nhà thăm ông bà nội Thời quan hỏi ông một câu hỏi mà cô đã từng hỏi Quý Minh Hải, ba mong bạn trai con sẽ lớn hơn con bao nhiêu tuổi? Thời nhất thịnh, tốt nhất là bằng tuổi, nếu nhiều hơn, thì chỉ nên lớn hơn một tuổi thôi. Yêu cầu này còn khó hơn cả Quý Minh Hải, Quý Minh Hải còn cho tối đa là lớn hơn 5 tuổi. Thời nhất thịnh buông ly nước xuống, nghiêm túc phân tích cho cô, cũng có thể nhỏ hơn một tuổi. Vừa nói xong lại thấy không thể nào tồn tại khả năng này được, cô sẽ không bao giờ để ý tới học sinh cấp 3 chứ quá non nớt rồi ông nói tiếp nếu con thích một người hơn con hai hoặc ba tuổi con còn chưa tốt nghiệp đại học bạn trai con đã thi đậu thạc sĩ hoặc đi du học rồi lỡ như hai người các con không thể ở gần nhau đến lúc đó phải yêu xa vô cùng khó khăn mà người phải chịu tổn thất nhiều nhất chính là người con gái nếu con thích một người cùng tuổi hai đứa có thể cùng nhau quyết định tiếp tục học thạc sĩ hoặc là cùng nhau đi du học đương nhiên mới chỉ yêu đương một lần chưa thể nào nói tới chuyện kết hôn được nhưng cả hai đều cần phải cố gắng để đi tới đích cuối là cùng nhau kết hôn. Cuộc sống hôn nhân có tình cảm và không có tình cảm là hoàn toàn khác nhau. Lúc, đầu thời quan chỉ định thăm dò suy nghĩ của ông về khoảng cách tuổi tác thôi, nào ngờ suy nghĩ của ông lại sâu sắc như vậy. Cô hỏi tiếp vấn đề thứ hai, biết đâu lúc con đi thực tập lại gặp được người con thích, nhưng người ấy lại lớn hơn con tầm 4 năm tuổi, thậm chí là lớn hơn thì sao? Ví dụ, hơn con mười mấy tuổi lận, thời nhất thịnh xua tay, không thể nào tìm một người như thế đâu con, hơn kém nhau gần một giáp như vậy, khi còn 30 tuổi, người con thích cũng đã 40 tuổi, con thích một người như vậy làm gì? Thời quan, thời nhất thịnh nghe cô nói như vậy, bỗng nhiên bắt đầu lo lắng, con gái ông xinh đẹp như vậy, không biết bao nhiêu người theo đuổi, biết đâu là quản lý chi nhánh, tầm 30 tuổi, lại có năng lực, mấy cô bé bây giờ đều dễ dàng thích những người đàn ông như vậy. Ông nói, sau này thành lập công ty rồi muốn đi đàm phán dự án gì cứ để anh con đi chung đi có thằng nhóc ấy đi theo ba cũng yên tâm hơn thời quan đang uống trà xém chút nữa thì bị sặc anh ấy mới là con sói xám đó lúc nào cùng lừa lọc cô món ăn được đem lên hai người liền không nói tới chủ đề này nữa thời quan hỏi thời nhất thịnh định ở bắc kinh mấy ngày thời nhất thịnh được nghỉ năm ngày phép định ở đây hai ngày qua tết nguyên tiêu sẽ về nhà vừa đúng dịp cuối tuần sẽ dẫn cặp long phượng thai ra ngoài chơi một chút sáng 16 ba sẽ về, tiện buổi tối đón hai đứa nhóc kia đi học về luôn. Sau đó đó nhắc tới hai đứa bé kia, mấy hôm trước hai đứa có gọi cho ba, mét ba phải mắng con đi, hai đứa nói con bị thành phố lớn dụ dỗ đến mức không thèm về nhà nữa. Thời quan cười cười, giả bộ không hiểu ý ông, đúng rồi, lúc hai đứa tới đây cũng lên án con. Nói có phải ở đây có nhiều thứ hay ho hấp dẫn quá hay không mà không chịu về thăm nhà, thời nhất thịnh gấp thức ăn cho cô, điều ông muốn nói không phải như vậy, mà là, nghỉ hè rảnh rỗi thì về nhà mấy ngày đi con, phòng của con vẫn ở đó mà. Thời quan im lặng, tiếp tục gấp thức ăn. Thời nhất thịnh, con và mẹ không có duyên làm mẹ con, nếu con không muốn đối mặt với bà ấy, vậy đợi tới khi bà ấy ra nước ngoài công tác, con về nhà ở mấy ngày, chơi với em đi, lại đi thăm ông bà ngoại một chút, con có thể hẹn bạn bè cũ cùng nhau đi chơi. Dừng một lát, ông lại tự trách, khiến tình cảm giữa hai mẹ con rạn nứt đến như vậy đều là lỗi của ba. Ông cảm khái, đúng rồi, sau này có tìm người yêu cũng đừng tìm người giống ba. Ban đầu tâm trạng thời quan vô cùng phức tạp, bỗng nhiên lại bị ông chọc cười, cô không muốn ông ăn cơm không ngon, trả lời, để khi nào rảnh con lại về thăm nhà. Thời nhất thịnh, trước khi về thì gọi điện cho ba, ba sẽ xin nghỉ phép dẫn ba đứa ra ngoài chơi một bữa. Mỗi một câu nói của thời quan ông đều coi là thật, cho dù cơ hội cô quay về vô cùng nhỏ bé, ông vẫn luôn mong mỏi và hy vọng, dù sau đó cũng là nơi cô từng ở 13 năm mọi ký ức đều ở nơi đấy, bạn học, bạn bè thân thuộc, cả những ký ức vui vẻ cũng như không vui, bởi vì thời nhất thịnh ngủ lại, đến buổi tối thời quan đành phải phải quay về phòng mình ngủ, sáng nay cũng đã mang chăn về phòng. Sau khi tắm rửa xong, cô nhắn tin cho thời cảnh nham, anh đang làm gì vậy, thời cảnh nham, đang trong phòng, em có muốn qua không, thời quan không dám, sợ bị ba thấy được, quên đi, chờ ba em về đã, cô tắt đèn trong phòng, nhưng lăn qua lộn lại cũng không thể nào ngủ được rõ ràng anh ở phòng bên cạnh, thế nhưng cô lại nhớ anh vô cùng, chống cự hơn nửa tiếng, cô vẫn không thể ngủ được, nhắn tin cho anh, sau này khai giảng rồi, chắc ngày nào em cũng mất ngủ mất. Mấy hôm nay, cô đều ngủ trên giường của anh, anh thì ngủ trên ghế salon, hai người ở gần nhau như vậy, cô không hề mơ thấy ác mộng nữa, ngủ rất an ổn, thời cảnh nham, anh có một căn chung cư gần trường của em. Đến lúc đó anh qua đó ở với em, cuối tuần chúng ta lại về, thời quang, anh không chăm sóc ông bà nội nữa sao? Thời Cảnh Nham, bình thường anh cũng bận rộn nên hiếm khi thấy mặt nhau. Tối nào anh cũng về muộn, ông bà nội đã sớm đi ngủ, buổi sáng hai người lại dậy sớm, không phải tập thể dục thì cũng là đi mua thức ăn. Có khi cả một tuần ông bà không hề nhìn thấy mặt anh nữa là. Thời Quang, ừm, anh ngủ ngon nhé. Nói chút ngủ ngon thế nhưng cô vẫn không hề mỏi mệt chút nào. Nhìn điện thoại một lần nữa, đã 11 giờ 30, anh ngủ chưa? Thời Cảnh Nham em qua đi, thời quan mặc một bộ đồ ngủ vô cùng dày, tóc tai cũng chạy chuốt cẩn thận, cầm một quyển sách tài chính qua, lỡ như gặp thời nhất thịnh sẽ giả bộ qua hỏi bài thời cảnh nham. Mở cửa, hành lang vô cùng im lặng, cửa phòng ngủ của ba cô đã đóng kín, cũng không biết ông đã ngủ hay chưa, cô có tật giật mình thế nên đi nhẹ bước chân, đi về hướng phòng thời cảnh nham, cô không dám gõ cửa, liền nhắn tin cho thời cảnh nham. Anh mở cửa cho em, tin nhắn vừa gửi đi, cửa liền mở ra thời quan còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong phòng bên trong phòng không bật đèn đen kịp một màu mắt thời quan còn chưa thích ứng kịp với bóng tối đã bị một mùi hương quen thuộc ập tới cái hôn nóng hổi của thời cảnh nham liền rơi xuống bây giờ thời quan đã quen thuộc với việc sẽ nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh hai người vừa đi vừa hôn thời quan thỉnh thoảng sẽ dùng đầu lưỡi trêu chọc môi thời cảnh nham quần áo ngủ của cô quá dày trong phòng lại nóng thời cảnh nham liền cởi áo ngoài của cô bên trong cô mặc một cái váy ngủ mỏng manh, thời cảnh nham khó kìm lòng nổi, không lưng ông cô, đặt cô ở trên giường, anh cũng hướng tới đè cô lại, cơ thể cô quá mềm mại, giống như một vũng nước vậy, hô hấp thời quan không ổn định, hơi thở của thời cảnh nham cũng vô cùng nặng nhọc, hai người đối mặt nhau trong bóng tối, có thể nhìn thấy được hình bóng nhau trong mắt đối phương, hóa ra cô cũng có thể chịu được toàn bộ trọng lượng của anh trên người mình, cô vòng tay qua cổ anh. Hai chân ông lấy eo anh, ngẩng người hôn anh. Ngay lúc này mọi lý trí đều sụp đổ, chỉ còn ý loạn tình mê, đầu ngón tay anh lạnh buốt, cơ thể cô lại vô cùng ấm áp, hai luồng nhiệt độ khác biệt cứ như vậy mà cuốn quýt lẫn nhau. Thời quan chợt ông chặt anh, đầu ngón tay cũng chạm vào phía sau lưng anh, cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ đến vậy. Âm thanh ưng vừa rời khỏi bờ môi liền bị thời cảnh nham nuốt vào. Hai người hôn nhau không hề chừa ra một kẻ hở nào, thời quan nghiêng mặt, anh có cái kia, cái kia không? Thời cảnh nham biết cô đang nhắc tới cái gì, đúng là anh không có, anh cũng không nghĩ sẽ muốn cô sớm như vậy. Mặc dù mấy hôm nay cô đều tới phòng anh ngủ, thế nhưng đều là cô ngủ giường, còn anh ngủ trên ghế sofa, thân mật lắm cũng chỉ là anh ông cô ở trên giường một lúc, đợi cô ngủ rồi anh liền quay trở về ghế salon. Nếu ông cô ngủ cả đêm, anh sẽ tự tra tấn chính mình mất. Hai người chưa bao giờ có những hành động mập mờ như vậy, cô đang ở dưới người anh, thân thể dính sát nhau hợp lại một khối loại tư thế chết người này rất dễ dàng để kích thích dục vọng của một người đàn ông. Thời quan cảm giác được tối nay mối quan hệ giữa cô và thời cảnh nham không còn giống như trước kia nữa, trước đây chỉ có ôm, hôn, những hành động còn lại chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, hai người đang dùng phương thức trực tiếp nhất để nhìn mặt nhau, hành động mập mờ như vậy khiến tim cô đập loạn nhịp, cũng không hề muốn dừng lại. Thời cảnh nham, sao vậy? Thanh âm từ tính gợi cảm của anh vang lên ngay bên tai cô, bây giờ cô mới nhận ra, Nói yêu đương thôi thì không hề giống với tình dục trong tình yêu, khi cả hai hợp nhất lại mới có thể khiến cho hai tâm hồn hòa làm một với nhau. Thời cảnh nham vỗ vỗ tay cô, buông ra đi em. Nếu không anh sẽ tiến tới thật sự mất, thời quan không hề bài xích những hoạt động thân mật này, thế nhưng bởi vì không có cái kia nên không đủ an toàn, cô liền buông tay, đi ngủ đi. Thời cảnh nham đắp chăn cho cô, sau đó đi vô phòng giữ đồ tìm một cái chăn lông, căn phòng chìm vào tĩnh lặng nhưng vẫn chưa có ai đi ngủ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tết Nguyên Tiêu vào đúng thứ hai, thời cảnh nhâm ngủ dậy trễ, tối hôm qua anh bị mất ngủ, đến 3 giờ sáng mới có thể ngủ được. Sáng hôm nay anh không kịp ngồi xuống ăn sáng, vội vàng chạy tới công ty. Buổi sáng thời quan tỉnh dậy phát hiện đang ở trong phòng của mình, cô mơ màng một lúc, cô nhớ mang máng, hôm qua lúc cô ngủ thiếp đi được một lúc, thời cảnh nham có ông cô, hóa ra là mang cô về lại phòng của mình cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, thời quan hoàng hồn, đau đau. Thời nhất thịnh gọi cô, ba vào đi. Thời quan giấu cả người dưới chăn, giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ, thời nhất thịnh, không dậy nổi a. À. Sáng nay ba dẫn con đi chơi, thời quan cười yếu ớt, đi đâu chơi vậy ba, thời nhất thịnh, đi đâu cũng được, đã hơn 20 năm rồi ba chưa đi dạo Bắc Kinh. Những lần trước đây đều vội vàng, khó có dịp được ở lại Bắc Kinh cả một ngày ông đưa quần áo ở trên ghế sofa cạnh chân giường cho thời quan đứng lên đi bà đi hâm đồ ăn sáng cho con thời nhất thịnh ra ngoài thời quan duỗi người một cái sau khi thay quần áo ra mới phát hiện những dấu hôn xanh xanh tím tím trên người mình đều là những dấu vết hôm qua thời cảnh nham lưu lại từng hình ảnh tối hôm qua như hiện hữu lại trước mặt cô cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ lại đi vào toilet rửa mặt ăn xong bữa sáng thời quan ra ngoài cùng với thời nhất thịnh hai người không đi xe mà chậm rãi tản bộ ra ngoài. Hôm nay chúng ta đi đâu vậy ba? Đi dạo hẻm gần đây, con thích không? Được à, con vẫn chưa đi dạo khu gần đây. Đã học ở đây được nửa năm nhưng số lần cô đi dạo phố có thể đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng là đi mua sắm với đường mật. Không biết vì cái gì mà thời nhất thịnh cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vì sáng nay ông nghe được những gì giúp việc trong nhà nói chuyện với nhau rằng từ Tết đến bây giờ thời quan vẫn luôn ở bên này. Dì nói rằng, Đào Đào đã ăn sủi cảo hơn 10 ngày rồi, vậy mà vẫn chưa ngán, dì đành phải làm thêm một túi bỏ vào tủ lạnh cho cô. Không chỉ vậy, hai ngày hôm nay Thời Quang cũng không liên lạc với Úy Minh Hải, cũng không hề thấy gọi cho cô cuộc điện thoại nào. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, theo lý thuyết, cô sẽ về nhà ăn Tết với Úy Minh Hải. Úy Minh Hải đi công tác chưa về sao? Ông hỏi lại một câu. Thời Quang không biết, bây giờ Quý Minh Hải ở Bắc Kinh hay ở nước ngoài cô cũng không rõ lắm. Nhưng cô gật đầu, dạ chưa biết khi nào sẽ trở về thời nhất thịnh hỏi tiếp tết cũng không về sao thời quang chỉ có thể nói mò không về ạ à, chi nhánh bên nước ngoài không có nghỉ lễ đúng lúc ông ấy cũng có dự án hợp tác với phía chính phủ bên đó hình như mất một khoảng thời gian dài nữa lúc này thời nhất thịnh mới yên lòng lại ông hỏi vậy sao con không qua nhà bà nội bà nội ông nhắc tới chính là bà nội úy thời quang nói dối hai hôm trước con có qua rồi con cũng không thân thiết với bên kia lắm ba đi công tác rồi con cũng không muốn ở bên đó một mình. Thời nhất thịnh tự mình hiểu rõ, cô không phải là một người thích náo nhiệt. Sau đó thời quan đổi chủ đề, nói đến chuyện khác, khi ba còn bé, Bắc Kinh là một thành phố như thế nào vậy? Con nghe nói xung quanh đều là vùng ngoại thành, cô nghĩ gì thì nói đó, chỉ muốn đổi sang một chủ đề khác mà thôi. Nhắc tới Bắc Kinh của 40 năm về trước, thời nhất thịnh bắt đầu kể cho cô nghe từng chút từng chút một, từ giao thông cho đến từng cao ốc xung quanh thời quan nghe đến say sư chăm chú thỉnh thoảng hỏi chút này chút kia trên quãng đường có đi ngang qua tập đoàn gờ cờ hai chữ này vô cùng dễ thấy ngay trên đỉnh cao của tòa nhà thế nhưng thời nhất thịnh lại không quá chú ý tới chi tiết này không quan tâm lắm thời quan thu tầm mắt lại suy nghĩ rối loạn nhưng cô chỉ coi đó là một dao động nhỏ trên mặt nước mà thôi đi qua khu này liền tới khu mua sắm rồi lúc đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường quỷ lam vô ý nhìn ra ngoài cửa xe ánh mắt vô thức nhìn làng đường dành cho người đi bộ, bỗng nhiên tầm mắt cô dừng lại, cô điều chỉnh góc nhìn một chút, không sai, chính là thời quan, cô ấy đang kéo lấy cánh tay của một người đàn ông trung niên, hai người vừa đi vừa nói cười, quý lam quay đầu, nhìn về phía người ngồi bên cạnh mình, quý minh hải đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, hôm qua ông bận rộn đến tận tối muộn, nếu như chỉ có một mình thời quan, cô sẽ không định gọi chú út. Nhưng bây giờ thời quan lại đang ở cùng với người thời gia, cô liền gọi ông, chú út quý minh hải không ngủ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện sao vậy quý lam con nhìn thấy em họ quý minh hải bỗng nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy đâu những mệt mỏi nãy giờ trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết quý lam ở bên này chú không nhìn thấy được đâu em ấy đang đứng chờ đèn xanh để qua đường vừa nói xong đèn xanh sáng lên ô tô chậm rãi chạy lên sau đó hình bóng thời quan lọt vào trong tầm mắt của quý minh hải bên cạnh cô chính là thời nhất thịnh chỉ lướt ngang qua nhau một chút, ô tô nhanh chóng đi mất, cách thời quan một khoảng rất xa. Quý Lam nhìn về phía Úy Minh Hải, trên mặt ông không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cô nói, nhìn tâm tình em ấy cũng không tệ lắm. Cô đoán người đứng bên cạnh thời quan lúc nãy chính là ba nuôi của cô ấy, nhưng vẫn cố gắng hỏi Úy Minh Hải, không biết người đi cùng em ấy là ai. Úy Minh Hải không nói gì, tiếp tục dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Quý Lam cũng thức thời không hỏi tiếp, cô quan tâm nói, tối qua chú bận tới tận nửa đêm đúng không? Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, chú cũng lớn tuổi rồi, thân thể sao có thể chịu đựng nổi? Quý Minh Hải, chú phải dậy sớm. Một ngày của ông bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi ông đã tới công ty. Quý Lam, chú bắt buộc phải dậy sớm như vậy sao? Quý Minh Hải chỉ nói, ừ. Quý Lam hiểu khi chú Út trả lời như vậy chính là đang mất kiên nhẫn, không muốn nói chuyện tiếp nữa, cô cũng không tiếp tục bắt chuyện, lấy túi văn kiện ra xem xét hôm nay văn phòng luật có vụ án, có một thủ tục cô đang không giải quyết được, đành nhờ chú út giới thiệu một người cho cô. Rất nhanh đã tới nơi hẹn trước, Quý Minh Hải mới nói vài chuyện liên quan đến công việc với cô, Quý Lam kể tóm tắt lại những sự kiện gần dây, sau đó nhắc tới buổi trình diễn thời trang của Aio, ngày đó chú có thể tới cổ vũ cho con không? Quý Minh Hải, ngày mấy? Quý Lam, ngày 20 tháng 4, Quý Minh Hải, con nói với thư ký Trần đi, Quý Lam gật đầu, được ạ. À? con sẽ về gọi điện báo cho thư ký Trần. Quý Minh Hải ngồi ở đó không được bao lâu, sau khi người ông giới thiệu cho Quý Lam tới, ông liền rời đi, nhưng không vội về công ty liền, mà đi tới nhà sách gần đó dạo một vòng. Ông mua tổng cộng 6 quyển sách, 4 quyển là sách tài chính, một quyển sách giáo dục, quyển cuối cùng chính là như thế nào để làm một người cha tốt. Lúc quẹt mã tính tiếng nhân viên nhà sách không khỏi nhìn Quý Minh Hải một chút, cứ tưởng rằng ông là một người cha mẫu mực, thư ký Trần gọi điện tới, nhắc nhở ông, Quý tổng, còn nửa tiếng nữa sẽ có cuộc họp, quý minh hãy trả tiền, mang theo sách rời đi, "Ừ, tôi về ngay." Vốn buổi họp hội nghị sẽ diễn ra sau buổi trưa, nhưng chiều nay ông lại có việc khác, liền phải đẩy thời gian lên. Mãi cho tới 5 giờ chiều, thời quan với thời nhất thịnh mới đi dạo về. Bà nội đề nghị nấu chè trôi nước, bà nói đã lâu rồi thời nhất thịnh chưa ăn chè trôi nước tự tay bà nấu, nhiều năm trôi qua như vậy đây là lần đầu tiên ăn Tết nguyên tiêu ở nhà thời quan và thời nhất thịnh cùng giúp bà nặng bánh trong thời gian chỉ có ba và cô là thích ăn bánh trôi nước những người còn lại thì ăn món ăn trong ngày tết nguyên tiêu di động thời quan vang lên có tin nhắn gửi tới thời nhất thịnh cầm chén chè trôi nước trong tay cô con trả lời tin nhắn đi để ba với bà nội nặng bánh là được rồi thời quan rửa tay đi ra phòng khách là úy minh hải gửi tới đào đào hôm nay con có ăn chè trôi nước không hốc mắt thời quan bỗng ê ẩm sau mười lăm ngày đây là lần đầu tiên Úy Minh Hải liên lạc với cô. Hôm qua thời cảnh nham có nói, thật ra cô cũng không đành lòng buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng cô không thừa nhận, thời cảnh nham lại nói, anh biết cô cũng là người hiểu cô nhất, có lẽ còn có chút oán trách, đối với Tần Minh Nguyệt cô không còn oán bà nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Hôm ở nhà bà nội Úy giống như một dấu chấm tròn kết thúc mọi chuyện buồn trước đây, cho dù cái kết không viên mãn lắm, thế nhưng còn Úy Minh Hải, rốt cuộc ông có thoải mái hay không? Sau cái ông ngày hôm ấy, cô cũng không dám nhìn ông thêm lần nào nữa. Đây là người đầu tiên khiến cô cảm thấy khổ sở như vậy. Sau khi đọc tin nhắn của úy Minh Hải, cô vẫn nhìn chầm chầm vào điện thoại. Bây giờ ông đang ở nhà, sau 3 giờ chiều đã quay về. 5 giờ sáng ông đã rời giường để tới công ty, mọi chuyện hôm nay đều đã hoàn thành xong cả rồi, liền chạy về nhà nấu chè trôi nước. Ông biết đào đào thích ăn chè trôi nước nhân vừng đen nhất, liền nói đầu bếp chuẩn bị nhân bánh vừng đen còn phần vỏ bánh nếp thì tự ông làm. Đây là lần đầu tiên ông nấu chè trôi nước, mặc dù trên bàn hơi bừa bộn, nhưng cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng nặng xong từng viên bánh trôi, dù là hình dạng không đồng nhất, cũng không tròn như mong muốn. Ông suy nghĩ, sáng nay đào đào sẽ ăn chè trôi nước ở thời gia, cơm trưa hẳn rất phong phú, xem ra nhất định là ăn Tết nguyên tiêu ở thời gia rồi, buổi tối có thể ăn bữa cơm tối với ông. Từ lúc gửi tin nhắn đến giờ, đã 10 phút trôi qua, cô vẫn chưa trả lời lại lại thêm 5 phút trôi qua, Quý Minh Hải vẫn đợi chờ tin nhắn của cô. Mỗi một phút qua đi đều khiến ông cảm thấy như bị dày vò, ông đành gọi điện cho cô. Thời quan ấn tắt tiếng, đi ra ngoài sân nghe điện thoại, giọng Quý Minh Hải khàn khàn, đào đào. Thời quan dạ một tiếng, một tay còn lại buông thõng, cô nắm chặt lấy một chiếc lá khô, vân về giữa các đầu ngón tay. Trong điện thoại đều là bầu không khí im lặng, không thể nào miêu tả được sự xa lạ này. Quý Minh Hải không khỏi khẩn trương, cổ họng nóng lên, Tối nay ba qua đón con, có thể ăn chè trôi nước với ba không? Chính là nhân vườn đen con thích nhất đó. Thời quan từ chối. Ba thời tới Bắc Kinh rồi, cũng đang làm chè trôi nước nhân vườn đen cho con. Tối nay con sẽ ăn Tết nguyên tiêu ở nhà bà nội, không qua đó được. quý Minh hải nhìn trên bàn ăn, nhìn những viên chè trôi nước mà ông tỉ mỉ làm, tự như có những cái bóng chồng lên nhau, mơ hồ không rõ. Ông không biết nói gì tiếp, cũng không muốn tắt điện thoại. Cứ như vậy, hai người im lặng hơn nửa phút. Vậy tối nay con ăn chè trôi nước nhiều một chút nhé." Thời Quang, "Dạ." Dừng mấy giây, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ nha ba. quý Minh Hải, "Tết Nguyên Tiêu vui vẻ." Ông chần chờ chưa muốn ngắt điện thoại, kết quả Thời Quang đã tắt máy trước rồi. Trong một giây phút, ông cảm thấy trong lòng ngập tràn sự trống rỗng, ông nhanh chóng gọi lại. Thời Quang nhìn hai chữ hiện lên trên màn hình, lại nghe mấy lần nữa, giọng điệu Úy Minh Hải có chút gấp rút, "Đào đào, khi nào con ăn tối xong?" ba qua đón con có được không? Nếu con ăn no rồi, thì con qua đây ăn một miếng thôi cũng được, chiều nay bà có nấu chè trôi nước cho con, tự ba làm đấy. Im lặng một lúc lâu, đến khi úy Minh Hải tưởng chừng như mất hết tất cả hy vọng, rốt cuộc thời quan cũng lên tiếng, ba muốn con qua đó thật sao? Qua đó con sẽ bắt ba làm việc cho con, nếu ba làm hư, con sẽ rất khó chịu. Quý Minh Hải hiểu rõ, sau sự kiện kia đã khiến tình cảm ba con hai người như bị rạn nứt, không cần con uy hiếp ba, chỉ cần con muốn là được, nếu con muốn ba giúp con làm việc, ba vui mừng còn không kịp, sao có thể không đồng ý được. Trong điện thoại lại rơi vào yên tĩnh, thời quan không thể kìm nén được sự khó chịu trong lòng, hóa ra cô vẫn còn cảm thấy ủy khuất như vậy, quý minh hải, ba có biết không, con rất hận ba. Khi còn bé có một chuyện khiến con cảm thấy vô cùng sợ hãi chính là, sau khi tần minh nguyệt mang thai, muốn đưa con đi tới nơi khác, ba thời không đồng ý, ngày nào con cũng hy vọng màn đêm đừng bao giờ buông xuống, bởi vì con sợ ngày thứ hai tỉnh lại ba thời sẽ thay đổi quyết định đồng ý để con ra đi bởi vì ông ấy cũng có con ruột của mình con sợ ông ấy không cần con nữa chính con còn cảm thấy mình là một người dư thừa có lúc con cũng muốn chuyển đi nơi khác nhưng con không biết sau này con sẽ đi đâu có phải sẽ được đưa tới cô nhi viện hay không loại cảm xúc lo lắng hoang mang ấy ám ảnh bản thân con ít nhất là một năm trời nhiều nhất là hai năm con cứ tưởng rằng khi con tìm thấy ba rồi sẽ không còn lo lắng bị ghét bỏ nữa, cho dù ba có đi ăn xin, con cũng nguyện ý đi theo sau ba. Nhưng ở quý gia, con lại là lựa chọn cuối cùng của ba, con không yêu cầu ba phải vì con mà lớn tiếng với người khác, chỉ cần vào thời điểm ấy, ba có thể che chở con vô điều kiện, vậy là đủ rồi. Con cũng không biết vì lý do gì mà con lại tin những lời nói của ba, vì sao lại cho ba thêm một cơ hội, thật ra con không muốn một người ba như ba, ba có biết điều đó hay không? Quý Minh Hải vẫn không lên tiếng, thời quan nhìn điện thoại, ông vẫn còn nghe máy. Quản gia từ trong viện bước tới, nhìn thấy nước mắt rơi đầy mặt Quý Minh Hải, ông trố mắt, phát hiện ra Quý Minh Hải đang cầm điện thoại để bên tai, ông lại nhanh chóng đi ra chỗ khác, thời quan hít sâu vài hơi, mới có thể cố gắng nói chuyện bình thường trở lại, cô nói thẳng, con nói cho ba biết, ba cũng đừng vội vui mừng, dù sao con chỉ đang lợi dụng ba mà thôi, lợi dụng ba để đối phó với Quý Lam, ba hiểu không? Vậy mà Quý Minh Hải lại nghiêm túc trả lời, ba hiểu, thời quan, tối nay 8 giờ ba tới đón con đi. Lúc này Quý Minh Hải mới thở nhẹ một hơi, bảy rưỡi ba qua đón con, thời quan, không còn gì để nói nữa, cô liền nhắc máy, chấm dứt cuộc nói chuyện. Hôm nay khó có dịp thời cảnh nham tan làm đúng giờ, đi một chuyến qua thăm công ty hàng bái, hàng bái hiện tại đang rất bận rộn, mí mắt cũng không ngẩng lên, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy, thời cảnh nham kéo ghế ngồi xuống, không có gió, mình rơi tự do. Hàng bái, rơi tự do sao cậu vẫn còn lành lặng đến vậy? Hàng bái vẫn đang xem tài liệu, chuyện gì? Anh biết thời cảnh nham, không có chuyện quan trọng sẽ không tới đây, lúc nãy trong điện thoại nói là có chuyện trọng yếu. Thời cảnh nham dương cầm lên, rót cho mình cốc nước đi. Hàng bái, gọi mình một tiếng chú đi rồi mình sẽ đi rót trà liền cho cậu. Thời cảnh nham tìm một cây bút trong ống đựng bút, ném thẳng qua đó, trùng hợp quăng trúng vào tài liệu ở trước mặt hàng bái, hàng bái mất hồn, liền giật mình để bút qua một bên cuối cùng xem hết nội dung trên tờ giấy ký tên khép lại văn kiện chuyện gì gần đây vợ câu có bận rộn chuyện gì không thời cảnh nham hỏi hàng bái nhìn anh làm gì thời cảnh nham đào đào muốn thành lập công ty nhưng có rất nhiều hạng mục vẫn chưa am hiểu lắm vợ cậu không phải rất giỏi những thứ này sao cậu đưa cô ấy một hạng mục nhỏ giúp đào đào tìm hiểu một chút trước đây anh muốn đào đào học hỏi úy minh hải thế nhưng Quý Minh Hải lại không có nhiều thời gian để giúp cô làm một bản kế hoạch, hơn nữa Quý Minh Hải lại không có hiểu biết sâu lắm về ngành nghề này. Nếu vậy không bằng nhờ người có chuyên môn giúp đỡ cô, vợ của Hàng Bái làm ở ngân hàng đầu tư, đây lại là chuyên môn của cô ấy. Hàng Bái, công ty thời vũ của cậu có nhân viên nào mà không biết làm những việc này chứ? Tại sao phải tìm Tần Thư? Tần Thư là vợ của Hàng Bái, thời cảnh nham, nếu để đào đào giao tiếp với nhân viên dưới trướng tớ, em ấy sẽ không cảm thấy dễ chịu lòng tự trọng của em ấy cao như vậy chắc chắn sẽ quan tâm đến suy nghĩ của bọn về mình cái gì em ấy cũng không biết vì chuyện này sẽ không dám hỏi người khác còn một chuyện nữa tần thư không lớn hơn đào đào bao nhiêu nói không chừng lúc hai người nói về chuyện kinh doanh lại cùng chung suy nghĩ khó mà nói trước được tần thư mới sinh con được nửa năm gần đây chỉ tham gia một hạng mục thương mại vừa vặn có thời gian quan tâm đến chuyện của đào đào hơn hơn nữa cô ấy cũng có hứng thú với thời trang. Đương nhiên, điểm mấu chốt chính là, Tần Thư biết cách để đối phó với Úy Lam. Hàng bái thăm dò anh một chút, đó mới là lý do đúng không? Thời cảnh nham cười, không thể nào né tránh được sự thật mà. Người Úy Lam thích chính là hàng bái, lúc trước Tần Thư có đối đầu với Úy Lam một lần, hẳn là cũng có chút kinh nghiệm. Năm ngoái Tần Thư cạnh tranh trực tiếp với Úy Minh Hải, hiển nhiên cô ấy sẽ hiểu rõ Úy Minh Hải hơn so với những người khác cũng nắm bắt được phong cách làm việc của quý minh hải như vậy chẳng khác nào biết cách làm việc của quý lam suy tính lâu như vậy anh cảm thấy để tần thư trợ giúp đúng là không gì thích hợp bằng hàng bái nhắc nhở anh cậu để hai người họ chơi với nhau những ngày tháng tốt đẹp giữa hai chúng ta cũng sẽ chấm dứt sớm thôi thời cảnh nham là ngày tháng của cậu đừng lôi mình vào hàng bái cũng chỉ đùa giỡn một chút anh đồng ý nói tối nay về sẽ nói chuyện với tần thư đợi hạng mục trong tay cô ấy làm xong sẽ liên hệ với đào đào Thời Cảnh Nham đứng dậy đi về, lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, hôm nay Mễ Tổng có tới tìm mình, nhờ mình hỏi thăm rốt cuộc là thái độ của cậu như thế nào, muốn rút vốn đầu tư thật sao? Nếu cậu làm như thế thật, hẳn thời gian tới bọn họ sẽ không dễ dàng lắm. Mễ Tổng là ba của Mễ Dĩnh, công ty nhà Mễ Dĩnh mới vừa lên sàn, Thời Cảnh Nham đã đầu tư trước khi công ty được đưa lên sàn, chiếm 34% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai gần đây thời cảnh nham có ý định rút vốn rời khỏi công ty này mễ tổng rất lo lắng sợ thời vũ rút vốn sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty sáng hôm nay đã dành thời gian qua thăm hỏi anh một chút muốn biết ý định của thời cảnh nham như thế nào thời cảnh nham mình nói tùy vào tâm trạng của tôi anh cầm áo khoác lên rời đi thời gian vẫn còn sớm thời cảnh nham đi qua xem chung cư một chút sáng hôm nay anh đã nhờ người quét dọn lại phòng ốc mua những vật dụng cần thiết đồ dùng trong phòng bếp cần gì cũng đều mua đủ. Căn phòng này cách trường học và văn phòng đã thuê của thời quan rất gần, đi xe chỉ mất 20 phút, anh còn đặc biệt để một phòng ra làm phòng làm việc cho thời quan, sau này có thể dễ tăng ca ở nhà hơn. Thời quan gọi điện tới hỏi anh, hôm nay anh có tăng ca không? Thời cảnh nham mở cửa phòng ngủ, không có, đang ở nhà. Thời quan nhíu mày, nhà nào? Cô nghĩ rằng, đang ở nhà bác cả A, à. thời cảnh nham, nhà của anh và em thời quan cảm giác hôm nay nước mắt cô cứ chực chờ muốn tuôn trào vừa nãy gọi điện với úy minh hải cũng nhịn không được mà chảy nước mắt bây giờ cũng chỉ vì một câu nói của anh nhà của anh và em lại lần nữa cảm động so sánh với câu tỏ tình lần trước của anh tặng hoa hồng hay chuẩn bị đệ cho cô giải câu này càng khiến cô cảm động cũng như ấm lòng hơn hẳn cô cố gắng bình ổn lại hơi thở dùng bàn tay làm quạt quạt đi những giọt nước mắt thời cảnh nham chờ đến ngày thứ hai sau khi em đủ tuổi để kết hôn chúng ta liền đi lĩnh chứng có được không? Thời cảnh nham, được. Thời quan từ từ, bà nội nhờ em hỏi khi nào anh về, bà chuẩn bị nấu chè trôi nước rồi. Thời cảnh nham, bây giờ nấu được rồi, tầm 20 phút nữa anh về đến nhà. Anh bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu, ghế sofa trong phòng khách cũng vừa mới mua theo phong cách ưa thích của cô. Anh vào phòng bếp lấy một bình nước, tưới cây trong phòng khách, lại nhìn quanh một chút, sau đó mới khóa cửa rời đi. Sau khi thời quan cúp máy, Cô không dám đi vào phòng ăn, liền đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu, lấy một cái khăn lạnh đắp lên mắt. Trước mặt tối đen, nhưng trong trí tưởng tượng của cô, hình dáng một căn nhà dần dần hiện ra. Cô không cần một căn nhà quá lớn, đủ ở là được rồi. Trong nhà có thời cảnh nham, sau này sẽ có thêm hai thiên thần nhỏ nữa. Căn nhà được hiện lên rõ nét trước mắt cô, nhưng cô lại bắt đầu suy nghĩ đến hình bóng Úy Minh Hải. Cô không biết vì sao mình vẫn còn tin vào lời nói của Úy Minh Hải. Lại có thể dễ dàng tha thứ cho ông như vậy Cô không để lại một đường lui nào cho bản thân Lỡ như đến một lúc nào gió ông lại vô ý thiên vị quý lam hơn Cô nhất định sẽ chặt đứt đoạn tình cảm cha con này Đường mật nhắn tin cho cô Đào đào, tết nguyên tiêu vui vẻ Thời quan để khăn mặt lại trong phòng tắm Dựa vào con gấu lớn trong phòng Về ký túc xá rồi sao Lúc này đường mật đang trên đường tới phòng ăn Hôm nay các cô tới công ty để báo danh Tập luyện mới chút Còn đi trụ sở của AIO qua mấy ngày nữa, bên phía nhân sự sẽ sắp xếp cho các cô đi tham quan nhà máy. Các cô có tổng cộng 10 người, đều là thực tập sinh từ nhiều trường khác nhau, thế nên thầy cố vấn dẫn mọi người đi liên quan, nói coi như đây là team building. Vừa tập luyện xong, quý Lam tới, quý Lam ngoài đời thật còn nữ cường hơn cả trong ảnh, lôi lệ phong hành, thế nhưng đối xử với các cô rất tốt. Nghe nói giáo viên định dẫn mọi người đi ăn cơm, cô ấy liền nói tối nay là Tết Nguyên Tiêu, mời mọi người ăn ngon, cô ấy trả tiền. Đương mật trả lời, tối nay ăn liên hoan này, thời quan, hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Đương mật, trụ sở của Aio, to lớn thật sự, nội thất bên trong trụ sở Aio được thiết kế theo phong cách xa hoa, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Chắc do quý lâm khá quan trọng tiểu tiết, thế nên mỗi một chi tiết trong tòa nhà đều được quan tâm kỹ càng, kể cả thảm thực vật ngay gốc trẻ cũng được trang trí tinh xảo và đặc sắc. Nghe nói tòa nhà này trước đây thuộc về gờ cờ, nhưng sau này để lại cho Aio sử dụng. Có một người chú như thế thật tốt, cô không thể nào có mệnh khí tốt như vậy. Đường mật nói, mình quyết định rồi, sau này chờ công ty hai chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi, mình cũng muốn thiết kế ra một tòa nhà giống như vậy. Môi trường làm việc vô cùng ảnh hưởng đến tâm trạng nhân viên cũng như cảm hứng sáng tác của mọi người. Môi trường làm việc ở Aio khiến tâm trạng mọi người trong đó luôn luôn vui vẻ. Cô cũng thích như vậy, đó là mục tiêu cô muốn hướng tới. Thời quan, sẽ có thôi đợi công ty cô đi vào quỹ đạo sau này sẽ thuê một vị trí khác lớn hơn có thể thuê một tòa nhà phòng làm việc của cô phải thật lớn có cửa sổ sát đất tầm nhìn hướng ra thành phố những lúc công việc mệt mỏi có thể quan sát thành phố xung quanh cô nhìn xe cổ nườm nượt chạy người người dạo bước xung quanh đường mật nói đùa hôm nay mình tiến thêm một bước trong quá trình nhận lại ba của mình rồi chờ tới khi mình nhìn thấy úy minh hải thì đó chính là ngày phát tài của hai đứa mình Thời quan biết đường mật chỉ đang nói đùa để khiến cô vui vẻ mà thôi, rõ ràng đi thực tập Aio không phải quyết định của cô ấy, nhưng nếu sau này cô ấy có lựa chọn ở lại Aio, thì cũng bình thường thôi, dù sao thì Aio là đích hướng tới của nhiều nhà thiết kế, có thể đường mật sợ cô khó chịu, chỉ cần có chút thời gian liền nghĩ cách khiến cho cô vui vẻ. Cô nói với đường mật một lần nữa, đường đường bé nhỏ à, quý minh hải thật sự là ba mình, mình không có giận với cậu, đường mật xém chút nữa thì bật cười, trên xe vẫn còn những thực tập sinh khác, cô che miệng, chờ trận cười này qua đi, mới trả lời lại được, được rồi, hai chúng ta đừng mơ mộng hảo huyền nữa, thời quan đành chịu, chắc mọi người đều cảm thấy cô và thời cảnh nham giống như như anh em, nên sẽ không suy nghĩ đến tình huống nhận nuôi bao giờ. Không tin thì thôi vậy, để bữa nào dẫn cô ấy tới dạo chơi văn phòng của Úy Minh Hải, thời cảnh nham trở về liền lên lầu gọi cô xuống ăn cơm, đào đào, em ở đây, anh đẩy cửa bước vào, thấy cô đang nằm dựa vào con gấu bông đang nhếch miệng cười với cái điện thoại thời quang xoay mặt qua nhìn nhanh vậy à ừ thời cảnh nham khóa trái cửa lại ngồi trên mép giường con gấu này tên là gì thời quang để điện thoại qua một bên cười anh đoán xem hay gọi là thời cảnh nham con gấu bông cô đang giữ cũng có cái tên này si tinh giang thời cảnh nham không cần đoán anh kéo cô ra khỏi người con gấu bông sau đó đè thân mình lên tối hôm qua anh và cô đã làm chuyện thân mật này chính là lúc tắt đèn bóng tối khiến cho người ta có cảm giác an toàn hơn hiện giờ căn phòng này sáng như vậy cũng không khác ban ngày là mấy cô lại có chút khẩn trương bị anh đặt dưới thân như vậy cô suy nghĩ có chút xấu xa thời cảnh nham chóng hai tay lên giường để cô gối đầu lên cánh tay anh bao vây cả người cô lại thời quang không dám đối mặt với anh nhìn qua chỗ khác nói sắp ăn cơm rồi lời nói này của cô có chút mất hứng nói xong cô lại quay sang hôn anh một chút Cô vừa rời khỏi môi anh, thời cảnh nham liền nhanh chóng đè lại, nụ hôn ấm áp khiến hai người không thể nào kiềm chế được, hận không thể dày vào thân thể lẫn nhau. Mới một ngày không gặp, nhưng cả hai đều không kiềm chế được tương tư trong lòng. Thời quan ông chặt lưng anh, vô thức vuốt nhẹ, cách một lớp áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được những đường công cơ thể đầy rắn chắc của anh. Đây là một loại cảm giác mà cô không thể nào miêu tả được. Muốn tình yêu sâu đậm hơn là phải làm. Thời quan tin câu nói này tình yêu giữa cô và thời cảnh nham chưa đủ sâu sắc, chỉ dừng lại ở phương diện tinh thần. Thời cảnh nham dời môi xuống, hôn cầm và cổ cô, nhưng cũng không tiếp tục xuống dưới, cuối cùng quay trở lại môi cô. Thời quan khiến anh không thể nào kiềm chế được, cho dù hai người mặc quần áo ở nhà ông hôn nhau nhưng anh xém nữa không thể dừng lại được. Điều chỉnh hơi thở một chút, xuống lầu ăn cơm thôi. Anh đứng dậy, vuốt tóc cô lại thật gọn gàng. Thời quan nghĩ đến những dấu vết tối qua còn lưu lại trên người mình, oán cách anh lần sau anh cắn nhẹ thôi trên người em toàn vết xanh tím thời cảnh nham xanh thì xanh dù sao cũng chỉ mình anh thấy thời quan ông lấy cổ anh khai giảng xong có thể qua chung cư ở rồi à thời cảnh nham gật đầu tùy em khi nào cũng được căn nhà đó anh đã dọn dẹp xong rồi thời cảnh nham qua thư phòng thời quan chỉnh trang một chút mới xuống lầu anh con đâu bà nội hỏi thời quan à đang ở thư phòng ạ à, nói có bưu kiện mới lấy về sẽ xuống liền ạ à. lần này cô không ngồi gần thời cảnh nham nữa thành thật ngồi cạnh bà nội lúc ăn cơm thời quang có nói lát nữa sẽ qua nhà úy minh hải ông bà nội rất vui mừng vậy ăn xong con liền đi sớm đi bất an trong lòng thời nhất thịnh rốt cũng được thả lỏng chỉ có thời cảnh nham không có chút biểu cảm nào ăn cơm xong anh đưa em qua đó thời cảnh nham đề nghị thời quang à ba em qua đây đón em thời cảnh nham nhìn vào mắt cô lại hỏi tối nay có trở về không hay ở bên đó, thời quan, về chứ, thời cảnh nham, ừ, đừng nói chuyện mà không có tính toán gì hết. Cảm thấy không ổn, lại nói thêm một câu, sáng mai còn phải đưa chú Tư ra nhà ga, thời quan, rõ ràng anh đang tìm lý do, không muốn cho cô ở bên đó, cô phát hiện ra một điều kỳ quái, lúc cô cãi nhau với Quý Minh Hải, anh vô cùng thoải mái, còn khi cô hòa giải với Quý Minh Hải rồi, anh liền nhìn Quý Minh Hải không vừa mắt nữa thời nhất thịnh giải thích với thời quan nếu trễ quá thì ở bên đó đi cứ chạy tới chạy lui làm gì thời quan con về mà sáng mai con sẽ tiễn ba ra nhà ga ăn cơm xong mới bảy giờ ba mươi thời quan đã nhận được tin nhắn của úy minh hải đào đào ba đến cổng rồi con không cần vội đâu tám giờ ra cũng được thời quan thời quan nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu ông vậy mà lại qua sớm cô mặc áo khoác cầm túi lên chào ông bà nội một tiếng thời cảnh nham anh đưa em ra ngoài thời nhất thịnh đứng lên con xem tivi đi để chú đưa Đào đạo qua đó thời cảnh nham nhìn chú tư không nói gì thời quang không cần đâu ở ngay cửa thôi mà thời nhất thịnh vẫn khăng khăng muốn đưa cô đi ông đã lấy áo khoác sẵn rồi thời quang đành phải đi theo ông ra tới cửa thời nhất thịnh kéo khăn choàng cổ của cô lên cao che kín cả lỗ tai có lạnh hay không thời quang lắc đầu con mới ăn xong còn nóng lắm không tin ba sờ thử tay con đi Thời nhất thịnh sờ một chút, không có lạnh chút nào, đoạn đường này vốn dài nhưng cô cảm giác như rất ngắn, quý Minh Hải nhìn thấy hai người từ bên trong, ông đẩy cửa xe xuống, bảo vệ biết ông tới đây đón ai, lúc này mới đồng ý cho ông đậu xe ở gần cổng. Đây là lần gặp mặt thứ hai của thời nhất thịnh và quý Minh Hải, nhưng có Thời Quang ở bên cạnh thì lại chính là lần đầu tiên, hai người bắt tay nhau, khách sáo chào hỏi vài câu, thời nhất thịnh nhẹ nhàng nắm bả vai của Thời Quang, khi còn bé con bé cứ ngóng trong tôi về nhà nhiều hơn, nhưng quá bận rộn, nhiều nhất là mỗi tháng một lần. Nếu có buổi diễn tập, có khi hơn ba tháng mới về nhà. Nói xong, ông cười bất đắc dĩ, không ngờ ba ruột con bé còn bận hơn cả tôi. Ông thời dài một hơi, lại vỗ nhẹ vai cô. Quý Minh Hải hiểu ý ông, sau này tôi sẽ cố gắng dành thời gian ở nhà với con bé nhiều hơn. Đây chính là ý của thời nhất thịnh, ông đưa cô ra đây cũng là muốn nói những lời này, bởi vì thân phận và trách nhiệm của ông, nên không thể nào làm việc tùy ý được. Quý Minh Hải lại không như vậy, ông là doanh nhân, kiếm tiền ít đi một chút cũng không ảnh hưởng mấy, nhanh lên xe thôi, ở ngoài lạnh lắm. Thời Nhất Thịnh nhẹ nhàng đẩy sau lưng cô, đẩy cô tới bên cạnh Quý Minh Hải, giống như đang tự tay giao con gái cưng của mình cho Quý Minh Hải. Hai người đàn ông bắt tay một lần nữa, không nói gì, thời quan nhìn hình bóng cô đơn của ông càng ngày càng rời xa, trong khoảnh khắc, cô cảm nghĩ mình đang bước từng bước trên con đường của sự trưởng thành chỉ vì bóng lưng của ông, vì tình yêu thương của một người cha bận rộn như ông, cô liền không để tâm đến những việc Tần Minh Nguyệt đã làm với mình, có lẽ cô nên về nhà thăm ông, cũng tiện thể thăm hai đứa em nhỏ, hỏi han ông bà ngoại bên đó. Quý Minh Hải nhìn con gái, mọi ngôn từ đã chuẩn bị trước đó đều không cánh mà bay, ông giang hai cánh tay ông lấy cô. Nửa đêm tỉnh giấc, suy nghĩ của ông đều quay quanh khung cảnh này, chúng ta về nhà thôi, ba nấu chè trôi nước cho con rồi. Ông buông cô ra, mở cửa xe, lúc thời quan lên xe, cố ý dẫm lên chân ông một cái, quý minh hải, ông chịu đựng đau đớn, mỉm cười, ngồi trên xe rồi, thời quan cũng không nói chuyện với ông, cô dựa vào ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trên đường phố vô cùng động, không khí ăn Tết vẫn còn chưa tản đi, cả một mùa nghỉ Tết này, cô chỉ cảm thấy hương vị Tết trong hôm nay, cảm nhận rằng năm cũ đã qua, năm mới lại tới. Quý Minh Hải chủ động ngồi vào giữa, bắt chuyện với cô, đào đào, thời quan cũng không quay đầu lại, còn không muốn nói chuyện với ba. Quý Minh Hải cũng không dám làm phiền cô, ông mở đèn trong xe, xõa mái tóc dài cô ra sau lưng, bắt đầu thắt tóc cho cô, thật cẩn thận lấy từng sợi ở trước trán, nghiêm túc thắt cho cô, đang thắt tóc, đột nhiên ông nhớ ra, đào đào, còn có dây cột tóc không? Thời quan tức giận hỏi, ba định làm gì? Quý Minh Hải, cột tóc cho con. Thời quan cảm giác được ông đang thắt một bím tóc nhỏ, Vừa nãy cô tưởng ông chỉ đang nhàm chán thôi, ai ngờ ông thật sự muốn thắt. Nếu ba làm tóc con rối lên, con sẽ không nhẹ nhàng với ba đâu. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn đưa một sợi dây cột tóc trong túi ra cho ông. Quý Minh Hải nhanh chóng nắm bắt cơ hội để nói chuyện với con gái, sao lại không nhẹ nhàng nữa? Thời quan quay lại, lườm ông một cái, liền quay qua chỗ khác. Quý Minh Hải vô cùng hưởng thụ hành động này của con gái dành cho mình, ít ra cô vẫn chịu làm nũng với ông nội tâm trống rỗng trong hai tuần lễ qua rốt cuộc cũng được lấp đầy trở lại, Biến tóc rất nhanh đã được thắt xong, vô cùng tinh tế, hình dáng cũng rất xinh đẹp. Ông đưa biến tóc nhỏ ra trước mặt cô, con xem thử thế nào, thời quan kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn ông, ba còn biết làm những chuyện này sao, quý minh hải, từ, học trong lúc ăn tết. Mấy con búp bê Barbie trong phòng con ba đều lấy ra thực hành hết, về nhà con xem là biết. Mùa xuân này của ông vô cùng u ám, buổi tối không ngủ được, ông đều qua phòng cô ngồi một hồi lâu, những bộ đồ chơi cần được lắp ráp ông đều hoàn thành cả rồi, sau đó ông chỉnh lại búp bê, lại nhớ cô từng nhắc tới, khi còn bé chỉ có mẫn lộ thắt tóc cho cô, về nhà cô cũng không nở tháo ra, ông liền tìm kiếm video, học tập từng bước từng bước một, bây giờ ông biết thắt 10 loại bím tóc khác nhau. Nhưng tất cả đều không còn phù hợp với cô nữa, đều là kiểu tóc công chúa cho mấy cô bé con. Thời quan nhìn cái bím tóc nhỏ kia, rất giống với kiểu dáng chị văn văn từng thắt cho cô khóe mắt cô nâng lên nhìn ông ba đừng nghĩ làm những chuyện này rồi sẽ khiến con mềm lòng quý minh hải cười ôn hòa cô nói cái gì thì chính là cái đó lại hỏi cô còn thừa dây nào không ba lại thắt kiểu khác cho con xem thời quan lắc đầu bình thường cô rất ít cột tóc đây là sợi dây cột tóc cô luôn bỏ trong túi bởi vì khi hôn thời cảnh nham bị vướng tóc cô mới cột lên chủ đề thắt tóc tới đây là kết thúc cô lại không để ý tới ông nữa Quý Minh Hải nhìn cô chầm chầm một lát, cảm thấy cô thay đổi không ít. Ông đưa tay chạm vào gò má cô, buổi tối có duy trì việc uống sữa bò hay không? Im lặng rất lâu, thời quan mới trả lời có. Sau đó, bầu không khí vô cùng tẻ nhạt. Quý Minh Hải lấy điện thoại di động ra, đào đào, con thêm lại uy chát của ba được không? Thời quan, qua đợt khảo sát này hãy nói. Quý Minh Hải nhìn biểu cảm cuộc cường của cô, ba cam đoan, không cần qua đợt khảo sát đâu. Thời quan gối đầu lên cánh tay của mình, nhìn từng hình ảnh xinh đẹp lướt qua trên khung cửa, lời hứa của ba cũng như pháo hoa vậy, lóe sáng một chút liền biến mất, không tin nổi. Quý Minh Hải, chơi kéo búa bao đi, nếu ba thắng, cô liền thêm có được không? Thời quan ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn ông, ánh mặt ông vô cùng bất lực, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Cô bỗng nhiên mềm lòng, hỏi ông, ba ra cái gì? Quý Minh Hải, búa đi. Thời quan nói ba hai một, hai người đều đưa tay ra, Quý Minh Hải thật sự ra búa thời quan ra cái kéo, sau đó mở điện thoại ra quét mã hai chiều, đây, ba tranh thủ một chút, hết thời gian con không thêm nữa đâu, Quý Minh Hải nắm chặt tay cô, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn con. Rõ ràng là cô cố ý để ông thắng, thời quan nhìn màn hình điện thoại của ông, vẫn là giao diện trước đây cô cài cho ông, sau khi thêm uy chát xong, Quý Minh Hải lại hỏi cô, không phải con cũng hay chụp ảnh sao? Có thể gửi cho ba một tấm ảnh chung của hai chúng ta không? ba thay ảnh đại diện, thời quan nhìn ông chầm chầm, cũng không phải là không được. Quý Minh Hải nghe được ý trong lời nói của cô, ba phải làm việc giúp con phải không? Thời quan, đúng vậy, Quý Minh Hải nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô, liền cười, con nói đi, thời quan, làm cho con một bản kế hoạch cho một hạng mục được không? Quý Minh Hải suy nghĩ một lát, có thể, nhưng không biết có phù hợp với công ty con không, ba không am hiểu ngành nghề thời trang lắm, cũng không có thời gian đi tìm hiểu, ông thương lượng với cô có thể nhờ thư ký Trần không? Sẽ đưa cho con những tư liệu mới nhất liên quan tới ngành nghề này, chỉ một mình ba làm thì lượng công việc quá lớn, thế nhưng ba sẽ cố gắng hết sức giúp con, thời quan cũng không cần gấp như vậy, cũng không nói một mình ông phải làm, ông có thể nhờ những người khác, cô gật đầu, có thể, Quý Minh Hải quan tâm hỏi, quyết định tự lập nghiệp à, dạ, địa điểm văn phòng ở đâu, thời quan nói cho ông biết địa chỉ chi tiết, Quý Minh Hải, bên đó cũng gần trường học con, khá thuận tiện, chờ sau này cần phát triển quy mô lớn hơn, có thể đến nói ba. Thời quan không có ý định nhờ vả ông, không phù hợp đâu. Quý Minh Hải, tòa nhà gờ cờ có tòa A và tòa B. Trước giờ thời quan không chú ý, hai tòa lận ạ. Quý Minh Hải gật đầu, hiện tại trụ sở gờ cờ tập trung ở tòa A, tòa B đang cho bên công ty taxi thuê. Đến lúc đó con muốn dùng mấy tầng, bà sẽ nói với thư ký Trần, hợp đồng thuê vào kỳ sau sẽ không ký tiếp với bên taxi nữa, giữ lại cho con. Thời quan nghĩ đến sau này Time và gờ cờ sát cạnh nhau, cô cảm thấy không xứng tầm với nhau, tiền thuê khu vực đó quá mắc rồi. Quý Minh Hải, khi con đã thành lập công ty rồi, cần phải tạo động lực và kích thích nhiệt huyết của nhân viên, văn phòng con lại gần ba, cái gì cũng thuận tiện. Sau này nhân viên con có thể dùng nhà ăn của nhân viên gờ cờ, những phúc lợi này con nên cân nhắc. Thời quan không từ chối nữa, suy nghĩ, tầng 36 đến 40 giữ cho con đi. Nếu đạt tới quy mô kia, vậy Tam có thể hướng ra thị trường quốc tế rồi, có phải cô đang tham lam quá hay không? Thôi quên đi, ba để con tầng 39 và 40 là được rồi, phòng làm việc con sẽ đặt ở tầng 40, Quý Minh Hải, đều giữ lại cho con. Ông hỏi, tại sao lại muốn tầng 40, thời quan nhắm mắt lại, sau đó quay qua khó chịu nhìn ông, năm ba 40 tuổi, con gặp được ba, coi như lưu giữ kỷ niệm, miễn cho đến lúc nào đó con lại quên mất. Mất thời gian này không đáng nhớ, chắc qua mấy ngày nữa con lại quên rồi, cô nói tiếp, nghe nói đàn ông 40 tuổi rất chững chạc, quả nhiên nhìn ba cũng không khác mấy, quý minh hải bật cười, đưa tay xoa đầu cô, cảm ơn con. Một nơi quan trọng như vậy, lại có liên quan đến ông, thời quan né tránh bàn tay ông, cảnh cáo, sau này ba không phép vào đầu con nữa, đều bị mọi người xoa đến không dài nổi rồi. Trong khoảng thời gian này, ai cũng xoa đầu cô, có khi một ngày vò đi vò lại rất nhiều lần. Quý Minh Hải chỉnh lại tóc cô, lại nói tiếp chuyện khởi nghiệp, có nhân viên chưa? Kế hoạch như thế nào rồi? Thời quan, cái này phải chỗ khai giảng mới nói được, con cần sự giúp đỡ của ba đó, con không ngại đâu. Quý Minh Hải, ba cảm thấy con cần phải dành một chút thời gian để tìm hiểu thêm kiến thức tài chính, sau này chắc chắn sẽ dùng đến. Ba đã chọn cho bốn quyển sách, mỗi ngày ba đọc một chút cho con nghe. Thời quan, con không có thời gian qua bên đó đâu, khai giảng xong quá bận rộn. Quý Minh Hải biết cô chắc chắn sẽ bận rộn không có thời gian về nhà, trước khi con đi ngủ, ba sẽ gọi cho con, đọc qua điện thoại để con nghe. Thời Quang nhìn ông một lát, cuối cùng gật đầu. Quý Minh Hải chủ động hỏi, "Con cần ba giúp gì cho con?" "Con muốn tự mình làm để trải nghiệm quá trình thành lập công ty để vừa lòng con mà phải không? Nếu cô muốn quá trình, ông sẽ cùng cô đi qua đoạn đường ấy rồi sẽ trưởng thành thôi. Nếu chỉ muốn một công ty thời trang, ông sẽ tìm một đội ngũ chuyên nghiệp giúp cô làm." Bảo đảm trong vòng mấy năm sẽ cho cô một cái công ty vô cùng xuất sắc, thời quan, con muốn quá trình, chính con sẽ nỗ lực để phát triển thương hiệu này. Nếu con muốn một cái công ty thôi thì để ba mua AIO cho con là được rồi không phải sao? Con cần gì phải khiến bản thân khổ sở như vậy, thật ra cũng không cần ông mua, cổ phần của thời cảnh nham cũng để cho cô hiên ngang đi lại trong AIO, nhưng như thế sẽ không có ý nghĩa gì, cô thành lập công ty không phải cạnh tranh cao thấp với Úy Lam, chỉ là muốn làm điều mình thích hưởng thụ thành tựu sau những nỗ lực và cố gắng của bản thân. Mặc kệ là quý Minh Hải hay thời cảnh nham cho cô bao nhiêu tiền và cổ phần, đối với cô mà nói, đều chỉ là hưởng thụ, lại không về vui vẻ. Giống như khi cô thi đậu đại học, cảm xúc vui vẻ ấy không tiền nào có thể mua được, cái gì vĩnh viễn thuộc về mình thì không ai có thể lấy đi được. Quý Minh Hải, vậy ba sẽ giúp con. Khi con bé không có cơ hội ở bên cô, bỏ qua đoạn thời gian trưởng thành của cô, vẫn còn may, còn cơ hội thành lập công ty này đột nhiên thời quan chuyển đề tài, hỏi ông, nếu con muốn Aio, ba sẽ mua cho con sao? Quý Minh Hải rất bất đắc dĩ, không phải trước đây ba đã hỏi con rồi sao, có muốn tới Aio không? Nếu muốn, ba sẽ đầu tư để con làm cổ đông, không phải con không chịu sao? Thời quan nhớ lại, lúc đó ở trong văn phòng ông có nhắc qua, không nhớ lắm, con quên rồi. Quý Minh Hải gõ trán cô, nói chuyện nhiều như vậy nhưng ông vẫn nhớ rõ, còn chuyện gì muốn ba giúp nữa hay không? Thời quan, Tạm thời thì chưa, sau khai giảng sẽ có. Quý Minh Hải chỉ điện thoại của cô, vậy con có thể gửi hình cho ba chưa? Thời quan, cô chọn lấy một tấm hình đẹp nhất, là lúc ở trong thư phòng ở nhà, lúc ấy Quý Minh Hải đang xử lý công việc, cô thì đọc sách trong thư phòng, đọc mệt mỏi rồi liền dựa vào lưng ông nghỉ ngơi một chút, nhàm chán không có gì làm cô liền chụp một tấm. Quý Minh Hải rất thích tấm hình này, sau khi nhận được liền đổi thành ảnh đại diện của mình. Thời quan hỏi, Trước kia ba không cần mà hình trước đây chắc có liên quan đến mẹ cô, là một quyển sách, trên quyển sách có bốn chữ trời cao biển rộng, chắc là do mẹ cô viết, Quý Minh Hải, bây giờ đổi, tháng này dùng của con, tháng sau dùng của mẹ con. Sau khi Quý Minh Hải nhìn điện thoại, thời quan lại dựa vào ghế nhìn ra ngoài, bỗng nhiên mi tâm nhăn lại, sao đường là vậy ba? Đây không phải là đường về nhà, Quý Minh Hải cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ông cũng không biết gì, là tài xế tự quyết định, vừa rồi thấy ba con hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, ông sợ dừng xe sẽ phá hỏng bầu không khí, dù sao thời quan cũng mới ăn tối xong, chậm một lát cũng không đói bụng, ông liền rẽ xe đi hướng khác. tài xế giải thích, vừa rồi đường kia bị kẹt xe, tôi liền đi đường vòng. quý minh hải nhìn tài xế một chút, cũng không nói gì. đoạn đường này rất dài, phải hơn hai tiếng mới về tới nhà. đến cửa biệt thự, quý minh hải cũng không vội vã vô nhà, lôi kéo tay thời quan, trước tiên phải lưu dấu vân tay vào mặc dù có khả năng cô sẽ không cần đến dấu vân tay để vào nhà bởi vì trong nhà lúc nào cũng có người thời quan định rút tay về quý minh hải lại nắm vô cùng chặt cô không thể rút ra được quý minh hải nhìn cô chỉ có dấu tay của ba con và quản gia thôi sau này dù là ai tới nhà cũng phải liên hệ với quản gia trước lúc này thời quan mới đồng ý lưu dấu vân tay quý minh hải nói với cô sau này không cần thẻ ra vào nữa hệ thống an ninh đã được nâng cấp rồi chỉ cần quét mặt là có thể vào lát nữa con rảnh thì nhắc quản gia thêm con vào, thời quan, tân tiến vậy sao, quý minh hải, từ ông bỏ tiền để nâng cấp toàn bộ tiểu khu này, cho dù là cổng ra vào cũng có thể quên thẻ, dùng hệ thống quét mặt sẽ an toàn hơn thẻ ra vào, vào trong biệt thự, quý minh hải cởi áo khoác, nhận lấy áo của cô, con đi rửa tay đi, ăn trái cây ướt lạnh trước, ba nấu chè trôi nước cho con, quý minh hải đi vào phòng bếp, thời quan ngồi ở phòng ăn ăn trái cây. Thời cảnh nhâm nhắn tin tới, khi nào thì em về thời quan cô chỉ vừa về tới nhà phải một lúc nữa thời cảnh nham có phải quý minh hải nấu một bồn lớn chè trôi nước hay không đã hai tiếng rồi một chén chè cũng chưa xong thời quan cô bật cười quý minh hải đang nấu chè trôi nước trong phòng bếp muốn đi ra nhìn con gái đang ngồi ngoài phòng ăn một chút trước đây phòng bếp được thiết kế theo phong cách biệt lập tách biệt với phòng ăn bây giờ ông đang nghĩ có nên thiết kế lại thành bếp mở không đào đào không gian vô cùng vắng lặng, tiếng gọi của ông vang lên, thời quan cũng nghe nhưng không đáp lại. cô đang thảo luận với thời yến lãng ngày mai nên bố trí văn phòng như thế nào. cô sẽ làm việc chung với thời yến lãng, thuê một tầng để làm việc, cô dùng một phần ba, hai phần ba còn lại thuộc về tim của thời yến lãng. thời yến lãng tìm một công ty nội thất thiết kế đơn giản một chút, vẫn dùng chung cửa ra vào, nhưng bên trong sẽ tách riêng ra thành hai công ty, công ty nào cũng có cửa ra vào riêng. bên tay trái sẽ là công ty thời trang tam bên tay phải là công ty công nghệ của hắn và phó hàng hắn cũng thiết kế logo riêng cho công ty của mình nhìn qua sẽ để lại ấn tượng cho khách hàng hơn thời yến lãng ngày mai đi dạo chợ hoa không mua chút hoa cỏ khoác lên cho văn phòng thêm sống động một chút thời quan anh học ngữ văn có giỏi không vậy gọi là trang trí mấy giờ thì đi sáng mai không được rồi em phải tiễn ba ra nhà ga thời yến lãng vậy buổi chiều đi trưa mai anh sẽ qua nhà bà nội ăn cơm. Hắn lại nhớ tới một chuyện, liền gọi điện qua, đúng rồi, anh muốn in lại danh thiếp, tiện in cho em hai hộp nhé. Dù sao sau này cũng cần đến, thời quan, được à. Nhưng nghĩ đến chức vụ của bản thân, vậy em nên đề chức gì? Nhà thiết kế, thời yến lãng, tổng giám đốc, thời quan, hình như hơi quá, trước mắt trong công ty chỉ có một mình cô, còn làm tổng giám đốc, thôi quên đi, em thấy không ổn thời yến lãng cười nếu không anh giới thiệu cho em một chức danh khác lợi hại hơn nhé thời quan không nghĩ nhiều nghiêm túc hỏi chức gì thời yến lãng không cần thiết kế danh thiếp cầu kỳ là gì đơn giản nhưng viết trên đó con gái của úy minh hải đằng sau lại gắn thêm cách thức liên lạc là được rồi thời quan được rồi đấy thời yến lãng vẫn đang đợi chơi game không có thời gian tám chuyện với cô để cho cô chút thời gian suy nghĩ thời quan nghĩ đi nghĩ lại để tên em với cách thức liên lạc thôi thì lại quá đơn điệu vậy thêm chức nhà thiết kế những thông tin khác không cần đâu quá dư thừa thời yến lãng phong cách gì dân kinh doanh hay nhà giàu thời quan đơn giản là được thời yến lãng hiểu rồi đang nói đến chuyện danh thiếp lại hỏi cô kế hoạch truyền thông thế nào rồi thời quan xoa xoa mi tâm nhiều việc lặt vặt như vậy thời yến lãng chứ em nghĩ sao đâu phải em chỉ ngồi thiết kế trong văn phòng là được sau này còn rất nhiều chuyện phát sinh nữa bây giờ em cũng không có kinh nghiệm gì muốn tiết kiệm ngân sách phải tự mình làm nhiều việc thuế vụ này ngân hàng này em đều phải tự đi làm lấy thời quan em biết rồi đối với cô mà nói không chỉ những việc vặt này thôi đâu chuyện quan trọng nữa là cô phải hoàn thành bản vẽ thiết kế trang phục hiệu quả và có tính ứng dụng cầm những bản thiết kế này đi tìm nhà máy gia công ở phía nam còn phải tìm kiếm những phụ kiện vải vóc đồng thời phải suy nghĩ đến việc phát triển hệ thống phân phối. Thời Yến Lãng có điện thoại gọi tới, cúp đây. Thời quan để điện thoại di động xuống, nghĩ đến những người trước đây đã từng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có gì là dễ dàng, vô cùng lợi hại, giống như Quý Minh Hải vậy. Cô không có tâm trạng ăn trái cây, nghĩ đến những chuyện vụn vặt liên quan đến công ty. Quý Minh Hải vẫn bận rộn trong nhà bếp, chè trôi nước sắp sôi, ông tiền chén và dĩa ra. Thư ký Trần gọi điện tới cho ông, Quý Tổng, có đang bận không? ông không biết hôm nay Quý minh hải bận chuyện gì ông ấy cũng không nói với ông sau ba giờ liền rời khỏi công ty ông nói đi úy minh hải mở lời tay đặt trên nắp nồi ông tắt bếp bắt đầu múc chè trôi nước thư ký trần nói tổng giám đốc công ty con thuộc trực thuộc gờ mới gọi điện tới báo cáo dự án phát triển áp vốn giao cho thời yến lãng làm vốn dĩ ngày mai sẽ hẹn thời yến lãng tới công ty để nói chuyện cuối cùng thời yến lãng lại không chút do dự mà từ chối nói không nhận dự án này nữa. Tổng giám đốc trợn tròn mắt, đứa nhóc này thật phách lối, quá ngông cuồng rồi. Một cơ hội tốt như vậy, người khác cầu mà không được, vậy mà thời yến lãng lại nói không làm. Thư ký trần cười, đứa nhỏ này, rất có khí chất đấy. Quý Minh Hải, từ, đúng là đang tỏ rõ lập trường của bản thân, ủng hộ đào đào, đối nghịch với tôi. Thư ký Trần xin chỉ thị, vậy làm sao bây giờ? Giao cho nhóm khác làm sao? Dự án này không thể trì hoãn, Quý Minh Hải, ngày mai tự tôi sẽ liên lạc với thời Yến Lãng. Thư ký Trần, Quý Minh Hải không nhịn được mà chia sẻ tâm trạng lúc này của mình, tôi với Đào Đào đã làm hòa, con bé chịu về nhà rồi, tôi đang nấu chè trôi nước cho con bé. Thư ký Trần cười, nụ cười của ông ánh lên vẻ vui mừng của người bạn đối với niềm vui của Quý Minh Hải, vậy tốt rồi, quá tốt rồi. Trong lòng ông vô cùng chắc chắn, dự án kia thời Yến Lãng chắc chắn sẽ nhận thôi. Cúp điện thoại, Quý Minh Hải bưng chè trôi nước mang sang phòng ăn. Thời quan còn đang thất thần, trong đầu đều suy nghĩ đến chuyện liên quan đến thành lập công ty, đào đào, ăn cơm, thời quan hoàng hồn, những viên chè trôi nước này với sợi mì cô cắt không khác nhau là mấy, giá trị nhàn sắc vô cùng thấp, cô lấy một viên lên, thổi thổi, quý Minh Hải, chậm một chút, đừng để bị bỏng. Bây giờ ông hận không thể đút cho cô ăn được, cả một bữa ăn, ông chỉ nhìn thời quan ăn, còn bản thân thì không có tâm tư mà ăn, ăn ngon không, thời quan gật đầu thơm thơm ngọt vừa không quá ngán, vừa vào miệng liền tan ra. Quý Minh Hải cẩn thận thương lượng với cô, ngày mai con có bận không, tới công ty với ba đi, nói kế hoạch lập nghiệp của con cho thư ký Trần nghe một chút, thời quan, ngày mai không được rồi, con phải đi mua một vài vật dụng trong văn phòng với thời yến lãng, đã hẹn trước với anh ấy rồi, cô suy nghĩ một chút, ngày kia đi, ngày nào đi cũng được, chỉ cần qua đó là được, Quý Minh Hải liền cảm thấy thỏa mãn rồi ông nói đợi ngày mai xong việc rồi sẽ qua phòng làm việc cô xem thử một chút thời quan không cho ông đi bây giờ chưa có gì trong đó cả chờ sau khi khai giảng cô thành lập được một nhóm riêng của mình rồi thì sẽ để ông qua ủy minh hải đến lúc đó ba sẽ làm hậu phương cho con lo cơm nước chăm sóc sức khỏe con thật tốt khoảng thời gian ba lập nghiệp không đủ thời gian để làm tất cả mọi việc lúc ấy một ngày có thể ngủ được ba đến bốn tiếng là ba cũng cảm thấy thỏa mãn rồi ông bưng chén nước tới bên miệng thời quan uống một ngụm nào, thời quan không uống, lại nhìn ông chằm chăm. Quý Minh Hải mở to mắt nhìn cô, không biết mình lại chọc giận cô chỗ nào rồi. Ông tự kiểm điểm bản thân mình, từ lúc trở về đến giờ, ông cảm thấy mình vẫn chưa nói sai chỗ nào, cũng không nói chuyện qua loa với cô bao giờ, lại chưa thiên vị ai quá nhiều. Sao vậy? Thời quan mấp mấy môi, mấy năm ba có mệt mỏi hay không? Trái tim Quý Minh Hải bỗng nhiên cảm thấy ấm nóng hẳn, không mệt. Ông không cho thời quan ăn thêm chè trôi nước nữa, sợ cô ăn quá no, sau khi cô ăn hai miếng, ông liền kéo chén chè lại về chỗ mình, đưa một ly nước chanh để cô uống tiêu thực. Ba có bỏ thêm mật ong trong này, không chua đâu, con nếm thử đi. Thời quan không thích chua, nhưng vì trắng đẹp, cô vẫn hít mắt uống được nửa ly. Hôm nay Quý Minh Hải không muốn làm thời quan khó xử bằng cách ở lại chơi với ông nữa, sau khi ăn chè xong liền đề nghị đưa cô trở lại thời gian. Nhưng không phải là không có điều kiện, ông nói, bà đưa con về có được không? đi bộ từ đây đến nhà bà nội mất hơn một tiếng. Hôm nay cô đi dạo cùng thời nhất thịnh gần cả một ngày rồi, chân đều mệt mỏi rã rời, không muốn cất thêm bước nào nữa. Ánh mắt quý minh hải tràn đầy hy vọng nhìn cô, thời quan hiểu rõ, ông cũng không phải là muốn tản bộ, chỉ là muốn dành thêm một chút thời gian với cô mà thôi. Cô gật đầu, đồng ý với ông. Quý Minh Hải phân phó cho tài xế đến trước cổng khu nhà thời quan đón ông, ông nắm tay thời quan từ từ chậm rãi đi trên đường, cảnh đêm vô cùng tĩnh lặng, đèn đường rất ấm, chiếu lên hình bóng hai người tạo nên khung cảnh vô cùng ấm áp. Ông sợ tay thời quan sẽ bị lạnh, nắm chặt lấy tay cô nhét vào trong túi áo khoác ông. Thỉnh thoảng thời quan sẽ nhìn qua úy Minh Hải, phát hiện ra ông đang thất thần. Ba, sao con? Trước đây ba và mẹ cũng sẽ đi bộ như vậy sao? Ừm, nhưng chỉ là đi dạo trong sân trường, hai người vừa đi vừa thảo luận đề tài, lúc rảnh rỗi, bà ấy sẽ thả lỏng trí não tưởng tượng nghĩ về một tương lai xa vời nghĩ đến sau này sẽ xây dựng một ngôi nhà như thế nào với ông. Khi đó bà có nói, quý Minh Hải, cả đời này anh chỉ có thể có mình em thôi, không cho phép yêu những người con gái khác nữa, có biết không? Bà ấy còn nói, sau này em sẽ sinh cho anh một bé gái, nếu anh dám đối xử không tốt với em, em với con sẽ dạy dỗ lại anh. Quý Minh Hải không nhớ những chuyện xưa nữa, có mệt hay không? Thời quan, vẫn ổn. Quý Minh Hải nhìn chầm chầm mặt cô, ông nhìn ra được cô có chút mệt mỏi, Ông cố gắng phân tán sự chú ý của cô, vừa đi vừa chơi một trò chơi với ba sẽ nhanh tới nhà thôi. Chơi gì vậy ba? Bao búa kéo. Quý Minh Hải đề xuất ra luật chơi, người thua sẽ đồng ý một điều kiện của người thắng. Ông đối diện với cô, có dám chơi với ba không? Thời quan nghe ông nói như vậy, một chút hứng thú cũng không còn, cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Mắt cô chớp chớp nhìn ông, ba có ý gì vậy? Có phải đang hối hận điều kiện đã đồng ý với con bang nãy rồi không? nếu vậy thì ba cứ nói thẳng, con sẽ không làm khó ba nữa. Quý Minh Hải, không liên quan đến sự nghiệp của con, thời quan nghi ngờ nhìn ông, nếu ba gạt con thì tối nay ba sẽ mất đi áo bông nhỏ của ba đó, cho dù cái áo bông đó có lòng dạ hiểm độc cỡ nào. Quý Minh Hải cam đoan, sẽ không đâu, thời quan liền đồng ý chơi với ông, cô hồ ba hai một, Quý Minh Hải ra cái kéo, thời quan ra sau ông, thấy ông ra kéo, cô mới ra búa, dùng sức đập ngón tay ông, ba thua rồi, con sẽ nói điều kiện của con. Sau này thời cảnh nham có khó chịu với ba, ba cũng không được thể hiện sự bất mãn ra ngoài, ba nhớ không? Quý Minh Hải, thời quan, ba hai một, ván thứ hai, Quý Minh Hải cũng không ra, lẳng lặng nhìn cô, thời quan, dùng bả vai cọ ông, nhanh lên nhà, ba còn như vậy con sẽ tuyên bố ba phạm luật đó. Náo nhiệt một hôi, Quý Minh Hải thương lượng với cô, chúng ta không chơi ăn gian nữa, nghiêm túc nhé, có được không con? Thời quan đồng ý bắt đầu cạnh tranh. Lượt thứ nhất, thời quan thua, Quý Minh Hải nói ra điều kiện, sau này không được phép kéo đen uy chát của ba. Lượt thứ hai, thời quan thua, Quý Minh Hải, mỗi ngày ít nhất phải gọi điện cho ba ít nhất là nửa tiếng. Lượt thứ ba, thời quan thua, Quý Minh Hải, mỗi tuần phải đi dạo với ba một lần. Lượt thứ tư, thời quan vẫn thua như cũ, cô tức hỗn hỉnh, dùng sức đánh bàn tay Quý Minh Hải mấy lần, còn không chơi nữa, không hay ho gì cả. Quý Minh Hải cười, nói tiếp điều kiện của mình, sau này cho dù có bận rộn cỡ nào, nhất định phải ra ngoài vận động thể thao tầm nửa tiếng, không có sức khỏe, con sẽ không có cái gì cả. Mặc dù ngoài miệng nói không chơi nữa, thời quan vẫn muốn thắng Úy Minh Hải một lần, liền chơi thêm một lượt nữa, lúc này cô thắng, khóe miệng cô nở một nụ cười đắc ý, nhưng vẫn chưa nghĩ ra điều kiện gì, con sẽ giữ lại điều kiện này, khi nào cần con sẽ nói với ba. Úy Minh Hải cũng không để tâm nếu cô không nói hôm nay thì ông vẫn sẽ đồng ý với cô. Chơi liên tục 10 năm phút, Quý Minh Hải chỉ thắng một lần, những lần còn lại đều là thời quan thắng, tổng cộng cô có 202 điều kiện. Thời quan cảm thấy Quý Minh Hải cố ý để cô thắng, nhưng như vậy không có khả năng xảy ra, sao ba biết con sẽ ra cái gì? Quý Minh Hải không nói ra sự thật, không biết, trùng hợp thua thôi. Trò chơi này nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên, muốn ra cái gì cũng đều chật lóe trong suy nghĩ thật ra cũng không phải là không có kỹ xảo để chơi. Trò chơi này cũng giống với tư duy tâm lý theo quán tính, nhưng cái này quá phức tạp, ông không muốn nói ra. Trước kia mẹ đào đào rất thích chơi, vì muốn bà ấy vui vẻ, ông liền suy nghĩ cách làm sao để luôn thua bà ấy, nghiên cứu một khoảng thời gian rất dài. Di động thời quan vang lên, là thời cảnh nham gọi tới, vẫn chưa về sao. Bây giờ đã gần sáng rồi, chè trôi nước làm bằng sắt a, à, ăn đến tận bây giờ vẫn chưa xong, thời quan, sắp về tới rồi. Cô nhìn xung quanh một chút, còn tầm 10 phút nữa em tới, thời cảnh nham, ừ, anh vừa muốn để điện thoại xuống, lại có tin nhắn gửi tới, là hàng bái, mình nói với Tần Thư rồi, cuối tháng này cô ấy kết thúc hạng mục sẽ liên hệ với thời quan, vốn dĩ ngày mai Tần Thư có thể nói chuyện với thời quan rồi, nhưng anh không muốn như vậy, vẫn còn trong thời kỳ cho con bú, chất lượng giấc ngủ của cô ấy vốn không tốt, trong tay còn thêm một cái hạng mục, ban ngày không rảnh rỗi, lại phải lo lắng chuyện công việc, thân thể nào chịu đựng nổi, thời cảnh nham, ừ, không vội, đã cuối tuần, từ giờ đến cuối tháng cũng chỉ còn hơn 10 ngày, anh để di động trên bàn, tắt màn hình máy tính đi xuống đón cô, những người khác trong nhà sớm đã đi nghỉ rồi, chỉ còn mình anh vẫn kiên trì chờ cô trở về, thời cảnh nham đứng trước cổng khu nhà ở một lát, trong tầm mắt liền xuất hiện hình ảnh của hai cha con, thời quan như một đứa trẻ dính sát người vào úy minh hải, rốt cuộc cũng là cha con cho dù có xích mích và khó chịu đến mấy, thì chỉ cần một ánh mắt, một động tác, liền tiêu tan mọi hiềm khích, trở lại như ban đầu, cô vẫn chưa nhìn thấy anh, thời cảnh nham liền lên tiếng gọi cô, đào đào. Thời quan vô cùng tập trung nhiên mặt qua nói chuyện với Úy Minh Hải, không chú ý phía trước, nghe được tiếng người gọi mình, cô mới quay đầu lại nhìn, vẫy tay với anh, đi đến trước mặt anh, thời cảnh nham gật đầu chào Úy Minh Hải một tiếng, không nói gì, anh vẫn còn bất mãn với Úy Minh Hải tất cả đều thể hiện trên mặt anh. Cả một kỳ nghỉ Tết này, đào đào đều vô cùng khó chịu, anh lại bất lực. Thời quan hỏi anh, anh chờ có lâu không? Thời cảnh nham, anh vừa tới thôi. Thời quan quay qua chào tạm biệt với Úy Minh Hải, nào biết vừa quay một nửa đã bị thời cảnh nham cầm gáy xoay lại, sau đó dùng bàn tay ngăn một bên mặt cô lại, không cho cô nhìn Úy Minh Hải, về nhà thôi. Thời quan, Úy Minh Hải im lặng, hai tay ông bỏ vào túi quần, đưa mắt nhìn hai người bọn họ tiến vào cổng, cho tới khi không thấy nữa. Về đến nhà, thời quan bị thời cảnh nham dẫn vào phòng của anh, thời quan ghét nhất hành động này của anh, ý vào chiều cao của bản thân, liền kéo lấy cổ áo cô, giống như đang xách gấu bông vào phòng vậy, anh thả em ra. Thời quan đánh anh, thời cảnh nham buông tay, ông cô vào lòng, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có chuyện gì không thể nói với Úy Minh Hải vào ngày mai à? Thời quan cười, đưa môi mình qua, chủ động hôn anh thời cảnh nham dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ bờ môi cô nâng cầm cô lên sau đó anh áp người xuống trong nháy mắt thời quan cảm nhận hóc mon nam tính của anh đang vây quanh đầy mạnh mẽ hôm nay anh mặc áo sơ mi đen đây là màu sắc mà cô thích nhất lúc đầu lưỡi giao nhau tim cô bỗng nhảy lên một nhịp thời cảnh nham sợ mình không thể tự khống chế kịp thời dừng lại bỏ tay đang đặt trên hông cô xuống anh cố gắng điều chỉnh hô hấp nói bên tai cô anh mua rồi để bên nhà mới thời quan cô nghe hiểu thứ mà cô nhắc tới đêm đó anh đã mua rồi chuyện đó hai ngày nữa chúng ta qua đó đi nói xong cô cũng thấy ngượng ngùng dựa vào ngực anh cô thừa nhận cô đã ngấp nghé anh lâu lắm rồi càng ngày khao khát ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn thời cảnh nham đương nhiên đồng ý nếu không phải mai phải đưa chú tư ra nhà ga tối nay anh đã muốn đi rồi mọi đồ dùng cần thiết ở bên đó đều đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn chưa có quần áo em mua cho anh thêm mấy cái áo sơ mi đi quần áo còn lại thì anh lấy từ bên này đem qua thời quang hỏi anh chỉ cần áo sơ mi thôi sao còn áo vét áo lạnh có muốn mua thêm mấy cái không thời cảnh nham quá đắt khi nào em giàu rồi thì mua cho anh cũng được bây giờ tiền lương của cô chỉ đủ để mua mấy cái áo sơ mi cho anh bây giờ thời quang không hề coi úy minh hải là người ngoài nữa không sao em có tiền mấy ngày nữa em qua lấy thẻ của ba quẹt thoải mái thời cảnh nham cười nhẹ vậy mua nhiều một chút đều mua đồ xịn. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt khóe môi cô, ánh mắt cô tràn đầy ý cười, có thể làm say lòng người. Nhìn không được, anh lại hôn thêm lần nữa. Lần này anh không dám hôn sâu, chỉ hôn nhẹ ở khóe miệng cô. Hô hấp thời quan có chút dồn dập, thật ra anh hôn chỗ nào cũng khiến cô sao động cả. Thời cảnh nham rời đi rất nhanh, kéo mái tóc cô ra sau lưng, bỗng chạm đến một thứ thô ráp, anh nhìn thử, là một cái bím tóc, tự thắt à, thời quan điều chỉnh hô hấp ổn định, không phải ba em thắc đó, thời cảnh nham, chú Tư còn biết làm mấy chuyện này sao, thời quan, là Quý Minh Hải, thời cảnh nham vô cùng bất ngờ, Quý Minh Hải vì muốn lấy lòng cô mà hết lòng như vậy, không còn sớm nữa, thời cảnh nham nhường phòng tắm cho thời quan, thời quan không muốn làm phiền anh, nếu cô ngủ ở đây, trước khi trời sáng còn phải ông cô về phòng, đề phòng trường hợp buổi sáng bị thời nhất thịnh nhìn thấy, hôm nay em không ngủ ở đây. Cô chỉnh lại áo sơ mi của anh, tối nay ngủ ở phòng em, chạy tới chạy lui phiền lắm, cũng ngủ không ngon. Điều thời cảnh nhằm lo lắng đó là, một mình em cũng ngủ được sao? Thời quan, ngủ không được thì em tăng ca, mệt mỏi sẽ ngủ được thôi. Cô dùng sức kiển chân, hôn cầm anh một cái, ngủ ngon. Thời quan vừa mở cửa, cửa phòng đối diện cũng mở ra, hai người đều khẽ giật mình. Thời nhất thịnh trừng mắt nhìn, suy nghĩ hỗn loạn, còn tưởng mình bị hoa mắt hay mộng du rồi. Hơn nửa đêm, đây là, ba chưa ngủ sao? thời quan tỏ vẻ bình tĩnh thời nhất thịnh bị tỉnh giấc ba định xuống dưới uống nước chè trôi nước mẹ ông nấu có hơi ngọt ông lại ăn không ít giờ cuốn họng có chút khó chịu bên trong phòng lại không chuẩn bị trà ông đành phải đi xuống phòng bếp lấy nước điều ông buồn bực chính là không phải con nói tối nay không về sao sao giờ lại về rồi thời quan cô không hiểu cô có nói không về sao ba cô đang mộng du lúc này thời cảnh nham đã chỉnh quần áo lại bước từ trong phòng đi ra Chú Tư thời nhất thịnh gật đầu, không phải con nói Đào Đào không về sao? Tối nay ông định thức đợi Đào Đào, thời cảnh nham lại nói với ông, Đào Đào nhắn tin nói tối nay sẽ không về, tạm thời ở lại nhà Quý Minh Hải, sáng sớm mai sẽ trở về. Ông vừa nghe nói Đào Đào không về, liền về phòng nghỉ ngơi sớm. Thời quang lướt nhìn thời cảnh nham, vậy là anh nói dối, cô dựa theo lời nói của anh mới vừa quyết định lại thôi, sáng mai đưa ba đi sẽ thuận tiện hơn. Thời nhất thịnh cũng không quan tâm điều ông buồn bực là, sao con vẫn chưa ngủ? Thật ra ông muốn hỏi, đã hơn nửa đêm sao con vẫn còn ở trong phòng anh con, tụi con mới vừa về tới nhà. Thời cảnh nham liền dơ biếm tóc của cô lên, chỉ vì cái này mà tức giận với con, bắt con phải thắt lại, nếu không sẽ không cho con làm việc. Thời nhất thịnh nhìn biếm tóc kia, trước đó ai thắt cho con? Thời cảnh nham, ngoài quý minh hải ra còn ai nữa? Thời nhất thịnh sau khi suy nghĩ lại, liền hiểu ra, ông thúc giục thời quan, tranh thủ tắm rửa đi ngủ đi, bây giờ gần 2 giờ sáng rồi. Thời quang, dạ, con ngủ liền đây, ba ngủ ngon, ngủ ngon. Thời nhất thịnh đi xuống lầu, thời quang thở vào, hôn chỗ hầu kết của thời cảnh nham một cái, chạy nhanh như chớp về phòng mình, vừa cởi áo khoác ra, chuẩn bị tắm rửa, điện thoại vang lên, cô còn tưởng là thời cảnh nham, hóa ra là quý Minh Hải, ba tới nhà rồi, con ngủ sớm đi. Thời quang, dạ, ba cũng ngủ sớm nha, đừng thức khuya bây giờ úy minh hải không thể nào ngủ được vẫn còn vài mail công việc chưa xử lý xong buổi chiều ông mới nhận được lúc ấy chỉ lo nấu chè trôi nước không có tâm trạng giải quyết sau khi nhắn tin ngủ ngon ông đi qua thư phòng bắt đầu làm việc trong đó có một mail của úy lam gửi tới là bản báo cáo tiến trình của một hạng mục đây là hạng mục cô đảm nhiệm cố vấn trong công ty luật sau khi xem xong ông trả lời lại đọc tiếp mail thứ hai chưa được mấy phút úy lam gọi điện thoại tới úy minh hải nghe máy Mở loa ngoài, giọng Úy Lam vang lên, "Đã trễ như vậy sao chú vẫn còn chưa ngủ? Úy Minh Hải, sắp xong rồi đây. Bây giờ Úy Lam đang ở hội sở, sau khi nhận được mail trả lời, liền tìm một góc yên tĩnh gọi điện thoại, tối nay cô vô tình phát hiện avatar của chú Út đã đổi rồi. Avatar trước đây chú Út đã để được 8 năm, vậy mà hôm nay lại đổi, còn là hình chụp chung của ông và thời quan. Cô không đoán được chú Út vì chuyện gì mà đổi, giải quyết được chuyện với thời quan rồi sao?" cô lại cảm thấy đây là điều không thể, bởi vì tối hôm nay, giám đốc trong công ty có nói với cô, hỏi cô có quen với thời yến lãng hay không, rồi nói gì mà một dự án tốt như vậy mà lại từ chối, anh ta cũng không dám đi tìm chủ tịch quý, chỉ có thể hỏi thăm cô một chút, thái độ của thời yến lãng, cũng là đại diện cho thái độ của thời quan. Nếu như mối quan hệ giữa thời quan và chú Úc đã hòa giải rồi, vậy thì thời Yến Lãng không nhất thiết phải từ chối một dự án tốt như vậy. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời nói tới bên miệng lại đổi thành, dạ, vậy chú nghỉ ngơi sớm chút nhé, nhớ chú ý sức khỏe. Sau khi cúp máy cô cũng không vội quay lại phòng, khoanh tay đứng nhìn ngoài cửa sổ, vị trí của hội sở này khá yên tĩnh, đêm khuya tĩnh mịch, thỉnh thoảng sẽ có gió thổi qua, vài nhánh cây rung rinh. Mối quan hệ giữa thời quan và chú Úc hòa hoãn lại sẽ là một bất lợi đối với cô, tiếp theo thời quan chắc chắn sẽ bắt đầu xây dựng công ty, cô đã đi điều tra, thời quan đăng ký thành lập một công ty thiết kế thời trang, Tên là tan, nếu tan thành công, sẽ uy hiếp trực tiếp đến thị trường của AIO, sau này, bất kể là tài chính hay vấn đề quản lý, tam đều sẽ vượt qua công ty AIO của cô, hết lần này tới lần khác, công ty AIO còn bị thời cảnh nham nắm quyền bên trong nữa, biết vậy cô sẽ không làm, không nên đáp ứng điều kiện hà khắc của thời cảnh nham, cứ mặt dậy đi tìm chú Úc xin thêm vốn đầu tư cũng sẽ không ở trong tình trạng bị động như bây giờ. Ai có thể ngờ rằng, thời quan sẽ là con gái của chú Úc chứ? cậu sao vậy? Mình tìm cậu nãy giờ. Mễ Dĩnh đưa một dĩa anh đào đang ăn đưa tới trước mặt cô, nếm thử đi, cũng ngon. Quý Lam không thấy ngon miệng, lắc đầu. Mễ Dĩnh nhìn cô như vậy, sao thế? Quý Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện công ty ấy mà, công ty nào? Gờ cờ hay Aio, Aio. Mễ Dĩnh sống phóng túng đã quen, nói lên ý cô, nhưng lại không đúng ý, hết tiền số tiền ban đầu thời cảnh nham đầu tư đã xài hết rồi sao Quý lam tiền không phải là vấn đề có tiền mà không giải quyết được sao mễ dĩnh khẽ cắn một trái anh đào đừng phiền lòng nữa có khó khăn gì thì cứ tiền chú út của cậu đi cậu có đứng đây buồn đến bạc đầu cũng không giải quyết được đâu Quý lam không trả lời chú út chính là nguyên nhân khiến cô phiền lòng mễ dĩnh thấy cô không muốn nói nhiều cũng không muốn truy hỏi đến cùng liền nhắc tới nam địch ở trong phòng lúc đi làm cậu dẫn theo cô ta thì không nói sao lại dắt tới trong những mối quan hệ riêng quý lam bình tĩnh nói không phải cô ấy là bông hồng trong nhà kính sao vẫn còn cảm thấy bản thân rất tốt à mình mang cô ấy đến đây để cô ấy tự nhìn thấy thế giới bên ngoài so với những gì trong suy nghĩ của cô ấy khác xa hoàn toàn những kiến thức trước đây từng học cũng chỉ là một hồ nước nhỏ thôi mễ dĩnh xem thường cậu cũng tốt quá đấy cô ấy còn trẻ như vậy lại có nhan sắc khí chất cũng không bình thường đàn ông thích nhất là kiểu con gái như vậy Cậu cẩn thận người đàn ông cậu nhìn trúng lại bị cô ta nhìn thấy đoạt mất đấy. Quý Lam, cô ta thích thời cảnh nham. Mễ dĩnh trận mắt hốc mồm, chợt lại mỉm cười, vậy nghĩa là, thời quan cần phải cảm thấy được nguy hiểm, nam địch nhìn qua không phải dạng vừa, tâm tư cũng khó đoán như mò kim đáy biển, có khi còn hơn cả đàn ông, không thể không phòng bị. Quý Lam không nói gì, lấy một trái anh đào từ trong dĩa của mễ dĩnh bỏ vào miệng, chua chua ngọt, hương vị vừa phải, cầm cô khẽ nhất ra hiệu mễ dĩnh cùng nhau trở về phòng hôm sau sáu giờ thời quang đã bị thời nhất thịnh đánh thức đào đào dậy thôi nếu là trước đây ông sẽ không nỡ gọi cô dậy sớm nhưng khó có dịp trở về không biết bao giờ mới rảnh quay lại bắc kinh thời quang mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra chuẩn bị liền đây sau đó cô nằm trong chăn thêm mấy phút cuối cùng gắn gượng ngồi dậy sáu giờ sáng mùa đông trời mới tờ mờ sáng không khí buổi sáng sớm xen lẫn mùi hương thanh lãnh lạnh chết người khi đón tia nắng đầu tiên, bọn họ đã đến nhà ga, thời nhất thịnh bảo họ dừng lại, không cần vào đâu, cũng sắp tới giờ soát vé rồi. Ông ông nhẹ thời quan một cái, nếu khởi nghiệp quá mệt mỏi, cũng đừng cố gắng, gọi điện cho ba. Thời quan cười yếu ớt, dạ, dù có chuyện hay không con cũng sẽ gọi điện cho ba. Thời nhất thịnh dặn dò thời cảnh nham, chăm sóc cho giàu đào thật tốt, muốn đi đâu, cũng phải cho người đi với em, về phần xã giao, càng không thể để con bé đi một mình. Thời cảnh nham, con sẽ chú ý thời nhất thịnh quay người bước đi giống như lúc ông mặc quân trang thoải mái và lưu loát thật ra trong mắt đều là sự không nở trải qua biết bao nhiêu lần từ biệt đây là lần đầu tiên khiến ông không nở từ nhà ga đi ra thời cảnh nham hỏi thời quang có việc gì tiếp theo không thời quang buổi chiều đi dạo chợ hoa với thời yến lãng bây giờ thì không có chuyện gì thời cảnh nham vậy đi trung tâm thương mại đi thời quang hỏi mua áo sơ mi sao thời cảnh nham không phải em mua cho anh một chiếc nhẫn, lý do thời cảnh nham muốn chiếc nhẫn rất đơn giản, đeo lên có thể phòng ngừa hiểu lầm không cần thiết, về phần thời quan, cô không cần phải đeo, nếu cô đeo, không chỉ có ông bà nội, bạn học sẽ không ngừng hỏi cô, anh không yêu cầu nhiều, em mua tầm 900 đồng là được. Thời quan hỏi, vì sao phải mua giá 900? Có ý nghĩa gì sao? Thời cảnh nham, bạn bè anh không ít người nhận được nhẫn từ vợ rồi, giá rẻ nhất cũng là 800, anh muốn có giá hơn bọn họ một chút. Thời quang, cô cười nói, vậy em sẽ mua cho anh cái nào hơn một ngàn, để anh đắc ý một chút, chỉ tiếc là trong thẻ cô hơn một ngàn cũng không có, tiền lương gia sư đều đã xài hết rồi, lần trước mua một cái bật lửa cho úy Minh Hải, trong thẻ chỉ còn dư lại ba chữ số, căn bản là không đủ để mua một chiếc nhẫn. Cô quyết định, lát nữa trước khi qua biệt thự bên đó, em sẽ về nhà một chuyến. Thời cảnh nhâm nhìn cô, mới sáng sớm tìm cái người úy Minh Hải kia làm gì? Thời quang cầm thẻ bạch kim của ba cho em về lần trước giận dỗi em đã trả lại rồi cô quyết định mua cho anh cái nào đáng giá một chút chờ khi nào em nhận được học bổng sẽ trả lại cho ba cô còn muốn đi dạo mua vài cái áo sơ mi cho anh dù sao cũng cần cái thẻ kia hôm nay tiện thể cầm về luôn trong khoảng thời gian này thời cảnh nham cũng quên hỏi hang thành tích học tập của cô có điểm rồi sao thời quan gật đầu chỉ có một môn đứng thứ hai còn lại đều đứng nhất cho nên cũng giành được học bổng xuất sắc đủ mua cho anh chiếc nhẫn mua nhẫn xong nếu còn dư sẽ mua thêm áo sơ mi cho anh thời cảnh nham đang nằm ngón tay mình vào ngón tay cô em cũng mua cho mình đi thời quang không thiếu gì nếu muốn mua cô cũng sẽ lấy tiền úy minh hải đi mua cô cười tiền của em đều cho anh xài sau này một nửa số tiền kiếm được đều sẽ cho anh thời cảnh nham xoa mua bàn tay cô nửa còn lại cho úy minh hải sao thời quang có nhiều người lắm ông ấy chỉ là một trong số đó thời cảnh nham vậy ông ấy không được chặn không cho anh vào cửa rồi. Thời quan cười ra tiếng, sau đó nhắc về Úy Minh Hải, ông ấy không cần tiền, dù sao ông ấy cũng xài không hết, ông ấy chỉ muốn em ở cùng ông ấy thôi, sau này em dành nhiều thời gian cho ông ấy là được. Không đùa giỡn nữa, thời quan hỏi anh, có phải anh cũng nên mua cho em một chiếc nhẫn không? Thời cảnh nham, tạm thời chưa cần, sau này sẽ thiết kế riêng cho em. Anh nói, anh mang là được rồi, em không cần. Thời quan ngồi thẳng, đặt cầm trên vai anh, nhỏ giọng nói đây không phải là không công bằng với anh hay sao em vẫn chưa muốn công khai người khác sẽ không biết em có bạn trai rồi thời cảnh nham ai bảo em nhỏ phải nhường em thời quang nhường bao lâu thời cảnh nham nhìn vào mắt cô đáp án của bảy đề toán kia một nghìn ba trăm mười bốn một đời một kiếp trước đây thời quang không phát hiện anh còn có thể lãng mạn đến như vậy thời quang cũng không biết sự lãng mạn của thời cảnh nham là bị anh ép bức mà ra anh không muốn cô bị vỡ ảo mộng về một tình yêu lãng mạn nhiều năm, để rồi lại tiếc nuối. Thời cảnh nham thương lượng với cô, khi nào dọn ra chung cư ở, thời quan thốt ra, nếu không thì mai đi. Thời cảnh nham gật đầu, tối nay anh sẽ sắp xếp lại đồ đạc. Thời quan suy nghĩ làm sao để nói với ông bà nội, liền nói quay về trường sớm, còn thời cảnh nham thì sao bây giờ? Cô cọ nhẹ cầm lên bả vai anh, ai, vậy anh đi nói sao với ông bà nội? Cũng không không thể nói đi vài ngày, sau này bọn họ định ở lâu dài bên đó mà, thời cảnh nham, nói đi công tác thôi. Trước đây cả một năm thì hết hai phần ba khoảng thời gian anh đều không ở Bắc Kinh, ông bà nội đã sớm quen với điều này, thời cảnh nham nhìn ngoài cửa xe, cách nhà Úy Minh Hải không xa, anh nói với tài xế, chạy tới biệt thự của Úy Minh Hải, thời quan đã gọi điện cho Úy Minh Hải, ba, con về nhà một chuyến, Úy Minh Hải đang ăn sáng, còn tưởng mình nghe nhầm, con muốn về sao? sau đó ông không khỏi suy nghĩ, sao vậy? Cãi nhau với thời cảnh nham, thời quan, không có, con về lấy thẻ, con hết tiền rồi, đến bây giờ Úy Minh Hải chưa từng vui mừng như vậy, tối hôm qua còn vắt óc suy nghĩ làm sao để đưa thẻ cho cô, sợ cô mẫn cảm, suy nghĩ nhiều, ông không có tâm trạng ăn nữa, để đổ xuống, hỏi cô, con ăn sáng chưa, thời quan, ăn một chút rồi, thật ra cô mới uống hai ngụm sữa bò với ăn một miếng bánh mì, Úy Minh Hải còn bao lâu nữa thì tới, thời quan, con không chắc, nếu không kẹt xe thì 20 phút, còn kẹt xe thì không biết, cúp máy, Quý Minh Hải nói với quản gia, lát nữa dẫn đào đào đi thêm thông tin để nhập vào hệ thống thông tin, sau này chỉ cần quét mặt là có thể vào, ông để điện thoại xuống, đi vào phòng bếp, sợ thời gian không đủ, ông nói đầu bếp giúp ông làm chung, đầu bếp, ông định nấu gì, Quý Minh Hải, hấp tôm bóc vỏ với trứng, đào đào không ăn tôm, nên lột vỏ tôm ra băm rồi bỏ vào trong trứng. Tổng cộng có 10 con tôm tươi, thêm hai quả trứng gà. Quý Minh Hải làm một tô trứng hấp cho thời quan, ông múc một muỗng lên nêm nếm, độ mặn vừa đủ. Trứng hấp mới vừa làm xong, thời quan đã tới, chào ba. Cô vội và chạy lên lầu, Quý Minh Hải từ phòng bếp bước ra, gọi cô lại, chờ chút, sao vậy ba? Thời quan ngừng chân, Quý Minh Hải, tối hôm qua chơi bao búa kéo, ba thắng một lần, con nhớ không? Thời quan nhìn ông, ba định đưa điều kiện gì? Quý Minh Hải ra hiệu cho cô, nhắm mắt lại ăn hết đồ ăn sáng đi. Chỉ vậy thôi à? Ừ. Món gì vậy à? Quý Minh Hải hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nếm thử ngon hay không? Thời quan tưởng ông muốn cho cô ăn món ngon gì, rất nghe lời nhắm mắt lại. Quý Minh Hải cầm một cái chén nhỏ, múc một muỗng nhỏ, để nguội sau đó đút cho cô, sao rồi? Thời quan nếm ra, đây không phải là trứng hấp sao? Có vẻ, cũng không khó ăn như cô nghĩ. Bởi vì cô không thích ăn lòng đỏ trứng gà, thế nên trứng chiên hay trứng hấp, cô chưa từng thích ăn. Quý Minh Hải hỏi lại lần nữa, có ngon hay không? Thời quan, cũng tạm được ạ. À. Lúc cô nhai, cảm giác được hạt gì nhỏ nhỏ, thế nhưng nhỏ quá không nếm ra được đó là cái gì? Ba bỏ gì vào trong vậy? Quý Minh Hải, món trứng hấp gia truyền của quý gia, ăn vào có thể nhanh chóng cao lớn, ba cao như vậy là do công lao của món này. Thời quan cười, thật ạ. À. Quý Minh Hải, lừa con làm gì? một tô trứng hấp, quý minh hải đút cô hơn một nửa, còn lại ông ăn, xong rồi, có thể mở mắt ra, thời quan nhìn trong chén, cái gì cũng không còn, đã ăn sạch, cô không nhìn ra được món khi nãy mình không đoán được là gì, cô nhìn quý minh hải, làm gì thần bí dữ vậy, quý minh hải không trả lời, chỉ vào bàn trà trong phòng khách, thẻ để trên bàn, ông đi vào phòng ăn lấy một túi trái cây, đã cắt gọn, bên trong còn mấy cây tăm, cầm theo ăn trên đường. Thời quan vội vàng đi trung tâm thương mại chọn nhẫn nên nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Bữa sáng của quý Minh Hải đã nguội, ông cũng không muốn ăn, liền đi tới công ty. Thư ký Trần đưa một phần tài liệu cho ông, sáng nay quý Phong gửi tới. Lúc quý Minh Hải còn chưa tới, liền gửi chỗ ông. Lúc quý Phong rời khỏi có hỏi ông, sao chú út đi làm trễ vậy? Ông cũng buồn bực. Trước giờ quý Minh Hải chưa từng để xảy ra tình huống như vậy, đã 9 giờ rồi vẫn còn chưa tới công ty. Quý Minh Hải lật tài liệu, quý Phong đâu? Thư ký Trần, đi công tác rồi bây giờ chắc cũng đã trên đường tới sân bay, đi tiếp tục dự án với hãng hàng không. Quý Minh Hải khẽ vuốt cầm, tiếp tục xem tài liệu. Thư ký Trần nhắc tới dự án kia, tiếp tục cạnh tranh với thời vũ sao? Ông sợ đến lúc đó thời quan bị kẹp ở giữa sẽ khó xử, không nên chấp nhặt quá, lỡ như thời quan vì dự án này mà cãi nhau với Quý Minh Hải nữa, vậy thì sẽ khó mà lạnh lại như lần này. Sói đến lần đầu, sẽ tin. Lần thứ hai, sẽ miễn cưỡng tin. Nếu lại có thêm lần ba, vậy nhất định sẽ mất đi hoàn toàn độ tín nhiệm. Quý Minh Hải cũng từng suy nghĩ qua, thế nhưng vẫn quyết định, tiếp tục đi, dừng một chút, đây là cạnh tranh giữa thời vũ và tập đoàn gờ cờ, không phải giữa tôi và thời cảnh nham, tôi vì cổ đông của gờ cờ, thời cảnh nham cũng vậy. Nói gì thì nói, dù sao cũng sẽ có những lúc thắng thua, kiểu gì cũng sẽ tổn thương hòa khí của nhau. Quý Minh Hải còn suy nghĩ về lâu dài, giữa Quý Phong và thời cảnh nham cần tìm một điểm trung hòa, hiểu nhau mới ngăn chặn được nhau, nhất định phải đánh một trận. Thư ký Trần không hiểu lắm, ông muốn bọn họ chặn cái gì? Quý Minh Hải để văn kiện sang một bên, bật máy tính lên, chuyện yêu đương giữa đào đào và thời cảnh nham. Thư ký Trần, chuyện này không hẳn là sấm sét giữa trời quang, nhưng cũng coi là mưa xuống đột ngột, đỉnh đầu như bị sấm chất một cái. Ông chậm rãi, miễn cưỡng chấp nhận. Quý Minh Hải, bây giờ thời cảnh nham đối xử với đào đào rất tốt, có thể là cả một cuộc đời, thế nhưng ai có thể chắc chắn được sau này? Ông nhất định phải vì con gái mà suy nghĩ về lâu về dài, tối hôm qua suy nghĩ đến nửa đêm, ông quyết định đơn giản, sau này sẽ giảm lượng công việc xuống một nửa, chuyện gì nên buông sẽ buông, dành nhiều thời gian cho con gái một chút, nhưng ông không muốn đưa vị trí này cho thời cảnh nham, vậy bây giờ chỉ có Úy Phong mới có thể đảm đương được, đưa quyền hạn quản lý giao cho Úy Phong, như vậy sẽ có người khống chế được thời cảnh nham, chỉ có Úy Phong mới cản được thôi. Thư ký Trần như hiểu ra gật đầu, vậy sau này chia cổ phần như thế nào? Quý Minh Hải, tôi sẽ nắm giữ chủ chốt, 30% cho Quý Phong, còn lại 70% tôi giữ, sau này cho Đào Đào, nhưng quyền sở hữu cổ phần tạm thời ủy quyền cho Quý Phong, để thằng nhóc ấy quyết định chuyện công ty. Thư ký Trần không ngờ ông sẽ cho Quý Phong nhiều như vậy, nhưng cũng hợp tình hợp lý, Quý Phong đã vì gờ cờ mà hy sinh nhiều năm như vậy, thế nhưng chỉ cho Quý Phong, những người còn lại trong Quý Gia không nói gì sao? Mấy đứa cháu còn lại trong Quý Gia ông không định tặng cổ phần sao? Quý Minh Hải, không hề, lúc chưa biết Đào Đào là con gái mình, ông cũng chưa từng nghĩ tới, bọn họ không ai có năng lực quản lý công ty, đến lúc đó chia cổ phần, còn không hiểu chuyện sẽ vung tay múa chân, như vậy Quý Phong sẽ khó mà làm việc, cuối cùng lại khiến công ty chướng khí mù mịt, gờ cờ là công sức của ông dẫn theo Quý Phong cùng nhau làm ra, đương nhiên, Quý Lam cũng bỏ nhiều công sức. Trước đây, ông định để lại đa số cổ phần cho Quý Phong, cũng cho Quý Lam một chút, về phần mấy đứa nhỏ trong nhà, nhà cửa, xe, cái gì cho được cũng đã cho rồi, gia đình quý lai cũng vậy, hai căn hộ tốt, nhiều hơn so với nhà người khác. Hiện tại thay đổi nhiều nhất chính là quý lam, cổ phần không cho được, nếu không lại khiến cho đào đào không thoải mái, thế nhưng vẫn đưa Aio cho quý lam, hai căn hộ, không bạc đãi con bé chút nào. Thư ký Trần, ông không định bồi dưỡng đào đào sao? Quý Minh Hải, không, quản lý công ty quá mệt mỏi. Quý Phong có năng lực như thế thì cứ để cho thằng bé làm, về phần đào đào, muốn thành lập công ty, thì cứ để con bé lăn lộn đi, sau này tôi sẽ bồi dưỡng con trai con bé. Thư ký Trần cười, vậy cũng được, những người ở độ tuổi ông, rất nhiều người đều đang chăm lo cho con cái, ông lại có thể sức lực chăm sóc con cái của đào đào. Quý Minh Hải Mấy phút sau Quý Minh Hải nhận được một tin nhắn thông báo thu chi từ ngân hàng, số tiền không lớn, khoảng 2 ngàn, ở một tiệm vàng nào đó, ông đoán bừa, chắc là đào đào mua kiểu vòng tay nào đó. Để điện thoại di động xuống, ông bắt đầu xử lý công việc, vốn dĩ thời quan định đi thêm một nơi nữa, thời cảnh nham không cho, nói mua đắt quá sẽ không mang nữa, thời quan đành phải chọn một cửa hàng bán nhẫn khá ổn. Thời cảnh nham quá gây chú ý, thời quan không cho anh xuống xe, bắt phải ngồi trong xe chờ cô. Thời quan vội vàng mua chiếc nhẫn xong liền chạy tới bãi đổ xe, thời cảnh nham nhanh chóng đi xuống đón cô, anh vẫn chưa đi mà, em chạy nhanh như vậy làm gì? Thời quan mệt thở hồng hộc, Thời cảnh nham vuốt nhẹ sau lưng để cô nhuận khí, thời quan, sắp 10 giờ rồi, không thể chậm trễ. Sau khi cô ổn định lại rồi, không thể làm chậm trễ công việc của anh nha, cô xoa xoa vị trí trái tim, lại hít sâu một hơi, ra hiệu cho anh, đưa tay cho em. Cô mở hộp nhẫn ra, thời cảnh nham đưa ngón áp út cho cô, mắt nhìn cô thật cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên, thời quan sờ chiếc nhẫn kia, có đẹp hay không? Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã thích rồi, nói thật. Đối với mấy đồ vật này thời cảnh nham cũng không có yêu cầu gì quá nhiều, anh không nhìn ra được chiếc nhẫn này có đẹp hay không, dù sao cũng chỉ là một cái nhẫn, đeo lên để người khác biết anh là người đã có gia đình là được, nhưng vẫn cần phải trả lời cô, đẹp lắm. Sợ cô nói lấy lệ, anh lại nói thêm một câu, rất hợp với tay anh, thời quan, cô bật cười, sao lại giống với khen màu son môi rồi, rõ ràng là cùng một kịch bản với những câu kia. Anh chỉ khen lấy lệ thôi, thời cảnh nham lời thật lòng mà, đùa dẫn được một lúc, cô không muốn làm khó anh nữa, lại nhìn chiếc nhẫn, trói buộc anh lại, sau này anh sẽ là chồng của em. Chữ chồng vừa thốt ra, trong lòng cô cũng sao động, không biết có phải vừa rồi nghĩ tới nguyên nhân này không mà cô cảm giác tim mình đập rất nhanh, thời cảnh nham vòng một tay lên vai cô, kéo vào trong ngực, nhỏ giọng nói, mới vừa nói gì vậy, thời quan, không có gì. Cắn môi một chút, cười, sau đó cô quay đầu nhìn về phía đường lớn ý cười càng đậm, thời tiết hôm nay thật đẹp, đúng là rất đẹp. Trời ấm gió mát, chân trời điểm suyết từng tầng mây mỏng nhẹ, mặt trời chiếu sáng toàn bộ Bắc Kinh. Thời cảnh nham cúi đầu, hôn một cái trên môi cô, tối nay liền về ở chung cư. Lần này không hề thương lượng, là thông báo trực tiếp cho cô, anh đã quyết định. Một bên tai thời quan ửng đỏ, nghĩ tới liền xuất hiện những hình ảnh không thể nào miêu tả được. Cô ra vẻ bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì nói, tối nay anh không đi xã giao sao? không có bầu không khí vô cùng mập mờ thời cảnh nham nhìn ra sự lúng cuống của cô đi dạo tiếp đi tài xế sẽ ở trong xe chờ em thời quan vậy sao anh về công ty được thời cảnh nham thư ký đang tới đón anh rồi thời quan quay lại trung tâm thương mại một lần nữa cô biết bình thường thời cảnh nham sẽ mặc thương hiệu gì đi thẳng đến những cửa hàng đó bắt đầu liều mạng mua chỉ cần những cái cô thấy thích đều sẽ mua bên phía úy minh hải không ngừng nhận được tin nhắn thu chi tất cả đều là hàng xa xỉ còn có một cái bút hơn 15 vạn, là ở trong một cửa hàng bán đồ xa xỉ phẩm cho phái nam. Ông rất ít dùng những thương hiệu này, chắc là mua cho thời cảnh nham. Đương nhiên, nói không chừng cũng sẽ mua cho ông một chút quà, ví dụ như, mua nhiều như vậy, trong cửa hàng sẽ có quà tặng, những món quà này, áo bông nhỏ bé nham hiểm của ông sẽ đưa cho ông. Thư ký Trần cũng ở trong văn phòng, đang thảo luận về bản kế hoạch cho dự án của Tam với Uyến Minh Hải, có thể thấy thỉnh thoảng Úy Minh Hải sẽ nhìn điện thoại, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ nhưng lại cười thỏa mãn thư ký trần không cần đoán cũng biết đào đào sao quý minh hải ừ đang đi dạo phố mua đồ cho thời cảnh nham thư ký trần hiểu ra dùng thẻ của ông sao quý minh hải ừ lần đầu ông bị người khác xài tiền mà cảm thấy thoải mái như vậy đột nhiên lại có động lực kiếm tiền ông để điện thoại qua một bên bắt đầu thảo luận phương án cho dự án điện thoại lại vang lên vẫn là tin nhắn thu chi liên tục nửa tiếng thời quan đã đi dạo hai cửa hàng thu hoạch tràn đầy, dưới trung tâm thương mại, thời cảnh nham đang đợi xe của thư ký, trên đường có kẹt xe, trễ 20 phút, tranh thủ thời gian đi trên đường, thư ký đưa tài liệu phải ký tên cho anh, "Thời tổng, anh xem trước những tài liệu này đi, sau khi trở về còn phải tiếp đón một đoàn đại biểu của phía đối tác, thời gian rất gấp." Theo thói quen, thời cảnh nham sẽ dùng tay phải nhận lấy, hôm nay anh đổi tay trái để nhận, chiếc nhẫn trên ngón áp út kia quá dễ thấy, không muốn nhìn cũng quá khó. Thư ký liền giật mình bỗng nhiên hiểu ý, cô cười cười, chúc mừng thời tổng, thời cảnh nham, cảm ơn. Thư ký còn báo cáo một ít công việc của bên AIO, bình thường nếu không phải việc khẩn cấp, quý lam đều để trợ lý gửi mail cho cô. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, cô phát hiện cái người gọi là nam địch kia, năng lực cũng không tồi, khó trách lại được quý lam trọng dụng. Thời tổng, quý lam đã quyết định mời minh tinh quốc tế Sarah đảm nhận làm đại sứ mở rộng thương hiệu AIO. Bên phía Úy Lam đã làm việc với quản lý của Sarah, Hợp đồng cũng đã ký, thời cảnh nham không quan tâm những chuyện này, xa ra là ai anh cũng không biết. Đến công ty, Nam Địch đang ngồi chờ chỗ tiếp khách trong phòng thư ký. Cô không phải chờ thời cảnh nham, là đang chờ thư lý của thời cảnh nham, với cấp bậc của cô chỉ có thể làm việc với thư ký của anh mà thôi, không có cách nào vượt qua thư ký báo cáo trực tiếp với thời cảnh nham. Sáng nay cô tới không đúng lúc, thư ký vừa mới rời đi, cô liền đi vào, biết thư ký đi đón thời tổng, cô cũng không vội vã rời đi tài liệu cũng không đưa người khác chuyển dùng. Một mực ngồi chờ ở đây, đợi hơn một tiếng, rốt cuộc thời cảnh nham cũng đã tới. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, tay trang màu đen, nút áo sơ mi thắt đến gần nút trên cùng, phối hợp với vẻ mặt của anh, góc cạnh rõ ràng, vừa cấm dục lại vừa gợi cảm. Nghe nói, những người theo đuổi anh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đều như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nam địch đứng lên, vẫn như trước không kiêu ngạo không tự ti, chào hỏi thời cảnh nham một tiếng, thời tổng, thời cảnh nham khẽ vuốt cầm, không dừng lại, đi vào phòng làm việc của mình, chỉ cần có liên quan đến thời cảnh nham, dù chỉ là một chút biến hóa nho nhỏ, cô cũng đều có thể nhận ra. Nam địch xác định mình không nhìn lầm, trên ngón vô danh của thời cảnh nham có một cái nhẫn, đàn ông và phụ nữ không giống nhau, phụ nữ có thể vì phối quần áo, sẽ tùy tiện đeo một chiếc nhẫn, còn đàn ông một khi đã đeo, đó chính là một cách thông báo thân phận. Đấy lòng cô giống như bị ai đó dùng châm, đâm xuống khá sau. Sau khi bàn giao công việc với thư ký của thời cảnh nham xong, Nam Địch rời đi. Rất nhiều lần, cô muốn hỏi thăm thư ký của anh một chút, thời cảnh nham có vị hôn thê sao? Cuối cùng, mọi lời nói đều phải nuốt vào. Đứng chờ dưới thời vũ hơn 10 phút, vẫn không có xe nào tới đón. Nam Địch tiếp tục gọi xe, sau khi xác định bị khóa tài khoản cô dùng sức nhấn xuống. Rõ ràng hôm nay trời rất đẹp, có chút hương vị đầu mùa xuân tình cảm mới chớm nở của cô lại bị đóng băng không còn gì. Hôm nay cô tự mình tới, công ty cũng không cung cấp xe cho cô, quý lam ra ngoài có việc, tài xế cũng đi chung với cô ấy. Công ty cũng có rất nhiều xe trống, nhưng những người khác thường dùng, cô cũng không có ý định nhờ vả. Mấy hôm nay trở lại ký túc xá, không chỉ riêng mình cô, bạn cùng phòng cũng tràn đầy năng lượng. Các cô có tổng cộng 6 người, trong đó có 3 người đang làm việc ở AIO. Lúc còn trong trường mỗi người bọn họ đều cảm thấy bản thân rất tốt đẹp, dù là thành tích hay ngoại hình, đều là người nổi bật. Thế nhưng đến Aio rồi, mới phát hiện ra người đẹp lại tài giỏi có quá nhiều, kẻ có tiền cũng nhiều, bọn họ trong Aio là những người nghèo nhất. Trang phục không thể nào so sánh được với đồng nghiệp, nói đến sống phóng túng cùng đồ xa xỉ, có khi bọn họ nghe không hiểu. Bạn cùng phòng nói, thật chán, đều ảnh hưởng đến cảm hứng thiết kế. Bạn bè còn hâm mộ cô, nếu tụi mình giống cậu thì tốt rồi nam địch thật ra bọn họ không biết cô còn chán chường hơn từ khi úy lam dẫn cô đi giao lưu với những người quen của cô ấy cô mới cảm nhận được câu nói kia cách vui vẻ của người giàu bạn không thể nào mơ tới không nói chi đâu xa nhìn tới hiện tại cô đứng ở đây cả nửa ngày cũng không thấy chiếc xe nào tới đón còn úy lam thì sao người ta thay đổi xe sang mỗi ngày mấy hôm trước có gọi điện cho ba cô ông ấy còn nói đời cô sống ở bắc kinh ổn định rồi sẽ mua cho cô một căn chung cư nhỏ, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Về phần xe, mua được, nhưng không có biển số xe, vậy thì làm được gì? Nhà cô cũng gọi là giàu có, trong gia tộc, điều kiện khá ổn, từ tiểu học đến cấp 3, vẫn luôn được bạn bè hâm mộ, cô muốn gì cũng sẽ có. Đến đại học, vẫn tốt, nhưng những ưu thế ban đầu không còn như trước nữa. Ở Bắc Kinh, có căn hộ hai phòng ngủ trong thành phố mới là những kẻ có tiền chân chính. Nhà cô chỉ là gọi là khá giả, muốn đặt cọc tiền mua căn hộ hai phòng ngủ hoặc ba phòng ngủ đều phải dốc hết khả năng nói không chừng còn khá là căng thẳng hôm đó úy lam dẫn cô đi một nơi mở rộng tầm mắt cũng tiện thể trải nghiệm một lần cái gì gọi là cảm giác tự ti chi phí cho phòng rượu một buổi tối là mười mấy vạn cô đều không dám gọi tên những hãng rượu nổi tiếng đây cũng là lần đầu nghe đến lúc tính tiền bọn họ không thèm chớp mắt sau này khi nói đến đồng hồ đeo tay chuẩn bị có việc tiếp gần đây có chút bận muốn tự thưởng cho bản thân một chút những hãng đồng hồ này cô cũng chưa từng nghe qua có tra thử một chút đều hơn một nghìn vạn chỉ trong chớp mắt tâm trạng cô hoàn toàn mất cân bằng cô biết như thế này là không nên thế nhưng không thể nào không để ý tới được bọn họ tùy tiện mua một cái túi một đôi bông tai một cái dây chuyền đều là mấy chục vạn tiền lương hiện tại của cô trước thuế còn chưa có nhiều như vậy phải để dành bao lâu mới mua được một đôi bông tai cho đến khi taxi dừng lại kiểm tra thông tin với cô nam địch mới hoàn hồn, hóa ra vừa rồi đã có người nhận chuyến. Trở lại công ty, Quý Lam mới từ văn phòng luật trở về, cô tới báo cáo công việc. Quý Lam hờ hững hỏi một câu, thời tổng nói gì? Nam địch thầm nghĩ, cô làm gì có tư cách báo cáo với thời tổng, thời tổng bận rộn, em làm việc với thư ký của anh ấy. Quý Lam, ừ, cô nhìn màn hình máy tính một chút, tự như vô tình hỏi một câu, thời tổng đang ở công ty sao? Nam địch, vâng. Sau đó Quý Lam cũng không nói gì, luôn nhìn về phía máy tính. Nam địch không quen biết với bạn bè của thời cảnh nham, nên không thể tìm hiểu những chuyện liên quan đến anh được, đành phải hỏi Quý Lam, cô hỏi rất uyển chuyển. Lúc tôi tới, thư ký của thời tổng cũng đang nói chuyện với anh ấy về vị hôn thê. Nói đến đây thì dừng lại, cô nhìn chằm chằm mặt Quý Lam, sợ bỏ lỡ một biểu cảm nào. Lúc này Quý Lam mới thu hồi ánh mắt đang nhìn màn hình vi tính, đối diện với cô, giống như cười mà lại không phải, cô đoán xem bạn gái của thời tổng là ai trong lòng nam địch hơi hồi hộp một chút không thể tin nhìn úy lam úy lam cười là em gái tôi tốt số cả bạn trai hay là ba con bé đều có thế lực cả sau đó dùng ngữ khí giữa bạn bè với nhau mà nói chuyện chú út tôi có cho em ấy nguyên một tầng làm phòng giữ quần áo phân thành bốn mùa váy nào cũng đáng giá không cái nào dưới mấy chục vạn tôi nhìn còn hâm mộ cô không nói gì về khoảng thời gian trước năm mười tám tuổi của thời quan sau đó úy lam uyển chuyển nói đến thời cảnh nham người bạn trai này của con bé chú tôi cũng không hài lòng lắm chủ yếu là do tuổi tác quá lớn mà người đàn ông như thời cảnh nham phụ nữ bình thường khó mà kiểm soát được nói xong cô cố ý tạm dừng chú út tôi còn lo lắng người như thời cảnh nham đã trải qua quá nhiều chuyện lại thành thục còn em họ tôi tùy hứng lại kiêu ngạo bây giờ hai người yêu nhau không xảy ra vấn đề thế nhưng sau này ai biết được nói không chừng có một ngày thời cảnh nham không chịu được tính cách công chúa này của con bé liền thay lòng đổi giả thích những người phụ nữ khác cũng nên. Nam địch yên lặng lắng nghe, không có phát biểu ý kiến nào, quý lâm nhấp một ngụm cà phê, tôi cũng lo lắng thay cho em ấy, dù sao thì giữa thời cảnh nham và chú Úc không hề hòa hợp, đối mặt với một người cha vợ như vậy tự nhiên sẽ cảm thấy áp lực, nói không chừng chút tình cảm này sẽ nhanh chóng chấm dứt mà thôi, nhà thời cảnh nham có quyền thế cũng không cần dựa vào gia đình thông gia để củng cố công ty của mình. Điện thoại bàn vang lên, Quý Lam để cốc cà phê xuống, khẽ nhếch cầm, cô làm việc đi, tôi nghe điện thoại. Nam địch từ văn phòng Quý Lam bước ra, đi tới phòng rửa tay, đứng trước gương nhìn bản thân trong đó, sự tự tin ưu việt của cô đã sớm ảm đạm phai mờ. Đứng ngốc một lát, cô lại tiếp tục trở về làm việc. Buổi chiều, trên trang web chính thức của IEO có thông báo chính thức, Sarah sẽ đảm nhiệm làm đại sứ mở rộng thương hiệu kỳ này, chờ mong hợp tác vui vẻ. Lúc thời quan nhìn thấy tin tức này, cô đang đi dạo trong chợ hoa. Lúc cô chọn hoa, thời yến lãng lại như đại gia, ngồi chỗ bàn tròn lướt điện thoại, bỗng nhiên hắn nói một câu, đây là siêu mẫu em thích mà, đã người đại diện của AIO rồi. Thời quan sững sờ, không chọn bồn hoa nữa, bước nhanh tới, thời yến lãng đưa hot sức mở ra cho cô xem. Cô thích Sarah, không có quá nhiều người biết cô ấy, chỉ là trong trường có nghe nhắc tới, có lần ngồi ăn với mấy chị trong căng tin, vừa lúc thời yến lãng và phó hàng cũng tới liền ngồi chung một chỗ trong lúc đó có nhắc tới tuần lễ thời trang nhắc đến siêu mẫu cô nói muốn đợi sau này thiết kế được quần áo rồi sẽ muốn sa ra mặt đi trình diễn ánh mắt và khí chất của Sara, không mấy ai có thể so sánh được mà những người chị hôm đó nói chuyện với cô đều đang làm ở aio bây giờ úy lam không cần làm gì nhiều cũng đã khiến cô bị đả kích hoàn toàn thời quan suy nghĩ mấy giây cô muốn nhờ úy minh hải đến aio cướp đường mật quay về cô đưa điện thoại lại cho thời yến lãng mua xong chậu hoa này anh đưa em tới gờ cờ đi em muốn tìm ba em thời yến lãng em cãi nhau với ông ấy rồi còn tìm ông ấy làm gì lại cái tiếp à thời quan quên nói cho hắn biết em với ông ấy hòa giải rồi hôm qua lúc nhắn tin cho anh là em đang ở với ông ấy ai thương tôi không hả trời thời yến lãng sắp bị làm cho tức chết cái dự án kia a a a a a a nội tâm của hắn muốn phát điện hắn hận không thể bỏ nhóc mít ướt này vào trong tủ lạnh thời quang cười chút chuyện nhỏ em đem về cho anh yên tâm ba em không dám trái lời em thời yến lãng liếc xéo cô cô nhóc này không hề đáng tin cậy chút nào đầu óc lúc nào cũng xấu xa đen tối từ chợ hoa đi ra thời yến lãng liền chở thời quang tới gờ cờ thời quang vội vàng đẩy cửa bước xuống ai chờ một chút thời yến lãng gọi cô sao vậy thời quang quay đầu thời yến lãng cũng xuống xe từ trong cốc xe lấy ra một chậu cây xương rồng nhỏ, mang theo cái này, tặng cho ông ấy, ông ấy hẳn sẽ rất sung sướng, em cho ông ấy đề phòng phóng xa, thời quan. Cười, anh còn xấu xa hơn thời cảnh nham. Thế nhưng cô vẫn nhận lấy cái chậu cây kia, mang nó đi tìm Quý Minh Hải, có lẽ là do oan gia ngõ hẹp, thời quan vừa mới bước vào sảnh lớn của gờ cờ, liền gặp được Quý Lam ở phía trước, lúc Quý Lam nhìn thấy cô, rõ ràng cũng giật mình, có không cam lòng. Quý Lam liền cười nhạt, mấy hôm trước chị còn lo lắng, sợ em sẽ không về nữa, cứng rắn với chú Út đến cùng chứ. Thời quan cũng cười lại, chị họ sợ em không trở về, sợ em không cứng rắn với ba em thật sao. Khóe miệng Quý Lam cứng đờ, xem ra dự cảm của cô tối qua không hề sai, chú Út rất quan tâm với con nhóc này, hai cha con bọn họ lại làm lành với nhau rồi. Cô đã sớm nhìn thấy thái độ của thời quan đối với những người có ác cảm với cô ấy, lần thứ nhất chính là hôm sinh nhật bà nội cô ấy không hề cố kỵ mà nói lại quý lai, đừng nói chi là bây giờ không có ai xung quanh đây. Mặc kệ thời quan có nói gì, giọng nói cô vẫn bình tĩnh như trước, thật đúng là một đứa bé nóng nảy, chú út nói không sai, em lúc nào cũng tùy hứng, không quan tâm đến gì cả. Cô đổi đề tài, đúng rồi, ngày 20 tháng 4, công ty AIO của chị có buổi trình diễn thời trang ở Thượng Hải, chị cho em một ghế VIP trong khu khách mời, đến lúc đó em phải đến tham dự đấy. Có không ít người nổi tiếng và người mẫu đều tới, nói không chừng lại có người nổi tiếng mà em yêu thích. Thời quan mỉm cười, cảm ơn chị họ đã quan tâm, vậy em đành cung kính không bằng tuân mệnh, hơn nữa, đúng thật là có người nổi tiếng mà em yêu thích, em thật sự thích ra đến lúc đó sẽ chụp với cô ấy vài tấm hình. Quý Lam nhìn thời quan mấy giây, cô nhận ra thời quan di truyền khí chất của chú Úc, không thể nào phân biệt được thật giả trong ánh mắt của cô ấy, rõ ràng, thời quan rất để tâm đến ra nhưng lại như thể không có chuyện gì mà nói như thể mọi chuyện không liên quan đến cô ấy cô cũng tỏ vẻ không biết em thích sa ra hai chị em chúng ta đúng là tâm linh tương thông chị cũng thích cô ấy trước đây cảm thấy thương hiệu chưa đủ nổi tiếng sợ mời thì người ta lại không nhìn trúng mình cho nên vẫn còn e ngại bây giờ may mà có thời cảnh nham có thời vũ làm hậu thuẫn thì phát ngôn cũng công ty cũng khiến bọn họ tin tưởng hơn thời quan vẫn mỉm cười như cũ vậy hôm nào chị phải mời anh ấy ăn cơm rồi, phải cảm ơn nồng nhiệt vào, em cũng phải có một phần đấy, đến lúc đó em sẽ ăn thật nhiệt tình. Trong thoáng chốc, hai người nói chuyện giống như chị em tình thâm đang tâm sự với nhau vậy, quý lam, vậy được, khi nào rảnh thì gọi điện cho chị, dù có mưa gió chị cũng chờ em. Chủ đề này cứ như vậy mà ngừng lại, cô lại nhắc đến buổi trình diễn kia, vậy chị sẽ để một chỗ lại cho em, à mà, đến lúc đó em ngồi cạnh chú út hay ngồi chung với thời cảnh nham? vị trí của hai người họ không gần nhau đâu. Thời quan, vậy em ngồi chung với ba em. Quý Lam làm tư thế ok, cô nhìn đồng hồ đeo tay, giờ lên tập hồ sơ, chỉ còn phải chạy về văn phòng luật, hôm nào hẹn em đi trà chiều sau. Thời quan gật đầu, chị họ đi mau đi, còn vô cùng tự nhiên mà vẫy tay chào cô. Hai người đi thoáng qua nhau trong nháy mắt, biểu cảm mỗi người đều thay đổi nhanh chóng. Ra khỏi cao ốc gờ cờ, Quý Lam gọi điện thoại cho Nam Địch, hỏi cô ấy, phát âm tiếng Anh của cô thế nào? Cô nhớ rõ bên trong CV của Nam Địch có nhắc tới trình độ tiếng Anh không tệ. Nam Địch, không thể so sánh với phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng phiên dịch thông thường thì vẫn có thể. Quý Lam ừ một tiếng, lại hỏi, trình độ tiếng Anh của tôi thế nào? Tôi không biết hỏi thế nào để không làm mất lòng em ấy. Nam Địch nhớ rất rõ, thời quan không nói tiếng Anh được. Lúc ấy có một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài tới trường giao lưu, bên phía nhà trường đều ưu tiên cho những sinh viên giỏi tiếng Anh ngồi ở hàng đầu nói như vậy có thể giao lưu một số vấn đề với nhau. Trong ký túc có bạn cùng phòng hỏi thời quan có muốn đi hay không, có thể giúp cô sắp xếp chỗ một chút, ngồi cạnh với nhà thiết kế tài giỏi này, thời quan từ chối, tiếng Anh của mình dở lắm, buổi giao lưu hôm thứ bảy ấy, cũng không thấy mặt thời quan, quý lam nắm chắc, vậy được, tới ngày 20 tháng 4 cô phụ trách đón tiếp Sarah, em họ tôi cũng thích cô ấy, nói muốn chụp ảnh với Sarah, đến lúc đó cô làm phiên dịch viên tạm thời cho em ấy đi, ngừng một chút, Cô nói thêm một câu, đến lúc đó sẽ có mặt chú út tôi và thời cảnh nham nữa. Nam địch không hiểu tại sao mình lại hỏi nhiều, tiếng Anh của thời tổng hẳn là rất giỏi phải không, cảm thấy không ổn, lại nói thêm, tiếng Anh của quý tổng cũng không tệ chút nào, quý lam, cũng không tồi, bọn họ đều ở New York đã nhiều năm, chỉ có em họ tôi tiếng Anh không được tốt lắm, đến lúc đó cô phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đấy. Nam địch đồng ý, được tạ. À. Trên tầng, thời quan đã tới văn phòng của quý Minh Hải, hai phút trước ông mới nhận được điện thoại của thời quan, nói muốn tới văn phòng của ông chơi một chút, ông liền có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ông tưởng áo bông nhỏ tới để tặng quà cho ông, nào ngờ cô lại cầm một chậu hoa xương rồng nhỏ, cây xương rồng cũng không sao, có còn hơn không? Quý Minh Hải, muốn qua đây sao không gọi điện sớm cho ba? Ba chuẩn bị một chút đồ ăn vặt và trái cây cho con, thời quan, con không đói bụng, buổi trưa ăn hơi nhiều cô ông chậu xương rồng nhỏ trong tay, nhìn trái phải, Quý Minh Hải biết cây xương rồng có thể chống phóng xạ, liền nói với cô, để đằng sau máy tính là được rồi, thời quan không nghe ông, mà để chậu xương rồng trên tài liệu trước mặt ông, uy hiếp, bà không được nhúc nhích, rơi một cái gai thì bà không yên với con đâu, Quý Minh Hải nhìn cô suy nghĩ, cô không tới đây chỉ để tặng cây xương rồng cho ông, sao lại không vui rồi, thời quan, ngũ tạng lục phủ đều không vui. Cô dùng chân lấy một cái ghế gần đó, ngồi xuống, con tới là để uy hiếp ba làm việc giúp con. Quý Minh Hải cười, chỉ vào cây xương rồng, đây là vũ khí của con. Thời quan gật đầu, dựa vào trên mặt bạn, ba sợ không? Quý Minh Hải thuận theo cô, nói đùa rằng ông sợ, sau đó để cây xương rồng trên bàn máy tính, nói đi, sao vậy? Thời quan đi thẳng vào vấn đề, Quý làm ký hợp đồng với bạn thân nhất của con rồi, bây giờ cô ấy đang đi thực tập ở AIO, chi tiết hợp đồng như thế nào con không rõ, bây giờ con muốn ba giúp con đem người về đây. Quý Minh Hải không hiểu rõ, rót một ly nước cho cô, để cô nói thật rõ mọi chuyện. Thời quan kể chi tiết Aio làm sao để có thể ký hợp đồng được với đường mật, một năm một mười nói tường tận mọi chuyện cho Quý Minh Hải, kể cả đợt tập trung huấn luyện lần này. Im lặng vài giây, Quý Minh Hải mới lên tiếng, bà nói câu này có khả năng sẽ khiến con không vui. Ông vừa nói câu này, thời quan liền cảm thấy, có lẽ cô không nên tới đây. Lúc đầu cô nằm sấp, vô ý thức ngồi thẳng dậy nhìn chầm chầm Quý Minh Hải cô không muốn nghe những câu đạo lý lớn lao kia, một câu cũng không muốn nghe. Ba đừng nói nữa, con hiểu rồi, con biết ba cũng khó xử. Cô đưa tay ra, trả chậu hoa lại cho con, không cho ông ấy nữa. Quý Minh Hải nhận ra con gái mình quá nhạy cảm, vì ông mà cô mẫn cảm như vậy. Ông không nói ra được cảm giác trong lòng mình như thế nào, cầm tay cô, nghe bà nói hết đã, không có liên quan gì đến đường mật, là nói chuyện con mở công ty thôi. Thời quan cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, vẫn nghi ngờ Úy Minh Hải, ba muốn nói chuyện gì? Úy Minh Hải suy nghĩ một chút, cho dù cô không muốn nghe, ông cũng phải nói cho cô hiểu. Khi thành lập công ty, con nên học tập Úy Lam, con bé có thể điều hành AIO tốt như thế đương nhiên phải là người có năng lực và khả năng quyết đoán, không riêng gì Úy Lam, sau này con còn gặp phải rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đã nói là đối thủ của con, đương nhiên bản thân họ cũng là những người tài giỏi, đừng vì những bài xích cá nhân của mình như vậy con sẽ mất đi một cơ hội học tập tốt, con phải tìm hiểu thật cặn kẽ những khuyết điểm của đối thủ, biết mình biết ta, con tự nhiên sẽ thắng con bé." Thời quan lắng nghe rất nghiêm túc, cô ra hiệu Úy Minh Hải nói tiếp. Úy Minh Hải nhắc tới Úy Lam, khuyết điểm của Úy Lam là ở chỗ con bé chưa suy nghĩ về lâu về dài được, chưa tính toán kỹ càng, lúc con bé đồng ý điều kiện của thời cảnh nham, đó chính là sai lầm lớn nhất của con bé, triệt để phá hỏng đường lui của bản thân, bây giờ liền trở nên bị động rồi đây chính là thiếu sót của con bé, cũng là tấm gương để con học tập mà tránh né. Thời quan gật đầu, cũng ghi tạc trong lòng, bây giờ cô quan tâm nhất là, bà có giúp con đem đường mật về không? Quý Minh Hải chỉ chậu hoa nhỏ kia, không thấy ba đã nhận món quà của con rồi sao? Thời quan yêu cầu ông, vậy ngày mai ba đi liền đi. Quý Minh Hải đều đáp ứng mọi yêu cầu của cô, được. Thời quan thở dài một chút, chị ấy vẫn luôn tìm cách làm khó dễ con. Cô không có chút kinh nghiệm nào, cũng không biết làm sao có thể phản ứng lại. Quý Minh Hải, vậy con học hỏi con bé đi. Ông lấy một ví dụ, tự như lần này, con bé ký kết với đường mật, vậy sau này con liền cướp mẫn lộ về, giữa đường mật và mẫn lộ, có thể thấy rõ được sự chênh lệch. Sau đó, ông lại cho thêm một ví dụ, còn về Nam Địch, năng lực làm việc khá tốt, năng lực lĩnh ngộ cũng không tồi, chờ sau khi úy Lam bồi dưỡng xong rồi rồi, con liền tìm một thời điểm thích hợp, cướp Nam Dịch về, bất kể trước đây có hiểm khích như thế nào, nhưng nếu dùng cô ấy để đối phó với Úy Lam, thì không ai có thể làm tốt hơn cô ấy. Đây chính là một cách đáp trả vô cùng lợi hại, chờ sau khi mọi chuyện thúc, con liền cho Nam Địch ra nước ngoài, tỏ vẻ là cho thăng chức, nhưng thật chất là để cô ấy rời xa nội bộ công ty, hạn chế tiếp xúc với chuyện cơ mật, không cho cô ấy chút quyền lợi nào, để cô ấy biết khó mà lui, đây chẳng phải là đều giải quyết được hết đối thủ cho con rồi sao? Thời quan nghe xong sửng sốt một chút, khó trách mọi người đều đánh giá ông, tâm ngoan thủ lạc, lãnh huyết vô tình, không thèm làm thân với ai, chỉ cần đạt được lợi ích bản thân là được. Giờ phút này, cô cảm thấy thật may mắn, may mà con là con gái ba. Cô lại hỏi, sau này ba và thời cảnh nham cũng sẽ cạnh tranh như thế sao? Quý Minh Hải gật đầu, thời cảnh nham cũng không phải dạng người tốt gì, cậu ta cũng sẽ không thèm lấy lòng ta. Trên thương trường, kẻ mạnh chính là người chiến thắng, sao có thể để chuyện tình cảm dính vào? gia đình mới chính là nơi để nói chuyện tình cảm. Nếu không phân biệt rõ ràng giữa chuyện công và tư, người mệt nhất chính là bản thân mình. Hôm nay đúng dịp, ông nói thêm vài câu, đối với ba, mặc kệ lúc nào, đối với bà nội con, mẹ con và con, ba sẽ không bao giờ dùng tiền để giải quyết. Trước khi gặp được con, chỉ cần là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, ba đều không dùng đến tình cảm để nói chuyện, mất thời gian. Quý Minh Hải nói xong cổ họng đều khát khô, đưa ly nước cho cô, rót cho ba ly nước lần này thời quan rất nghe lời, rót cho Úy Minh Hải một ly nước ấm. Úy Minh Hải nói chuyện với cô thêm một lúc, sợ cô không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc một cách nhanh chóng, nên ông cũng không nói sâu thêm nữa. Hôm nay thời quan được lợi ích không nhỏ, cũng có thể nói là được lời quá to. Cô vòng qua bàn làm việc, dựa vào Úy Minh Hải, con cảm thấy ba không phải là ba con. Sự lạnh lùng trên thương trường đã phủ mờ tình cảm người cha ấm ấp, ôn nhu của ông, Quý Minh Hải, bà đã từng nói, Ba không phải là một người tốt, nhưng sẽ cố gắng là một người ba tốt. Ông xoa xoa mái tóc dài của cô, phát hiện bím tóc kia vẫn còn, chưa có tháo ra. Buổi sáng lúc đút trứng hấp cho cô ông cũng không chú ý lắm, sao vẫn chưa tháo ra? Có chút rối rồi, thời quan, con quên. Thật ra, cô không nỡ tháo. Quý Minh Hải kéo một cái ghế tới cho cô ngồi xuống, ba thắt tóc lại cho con, lần này sẽ thắt nhiều bím hơn. Thời quan, con không mang theo dây cột tóc. Quý Minh Hải Trưa hôm nay ba ra siêu thị mua cho con mấy túi rồi. Ông lấy một túi từ trong ngăn kéo ra, là loại dây màu đen đơn giản. Lần này Quý Minh Hải thắt cho Thời Quan ba bím tóc lỏng lẻo, hình dạng khác nhau, cách thắt tóc vô cùng chuyên nghiệp, tự như được làm ra từ bàn tay nhà tạo mẫu tóc. Thắt tóc xong, Quý Minh Hải chụp một tấm hình, đưa di động cho cô xem. Sao nào? Thời Quan kinh ngạc, sao tay ba có thể khéo léo như vậy? Quý Minh Hải cất lược và dây cột tóc lại trong ngăn bàn di truyền từ bà nội con đó. Trước đây ông có hỏi thư ký Trần, ngoại trừ biết kiếm ra thì ông còn biết làm gì nữa, thật ra không phải ông không thể làm, chỉ là không có thời gian, lại không có mong muốn tìm hiểu. Thời quan nhìn đi nhìn lại tấm hình, sau đó gửi qua bên mình, quý minh hải nhìn thời gian, hỏi cô lát nữa đi đâu, thời quan còn đang nhìn ảnh chụp, ba bận sao, từ, ra ngoài một chuyến, có hẹn với một người. Quý minh hải tắt máy tính, bỏ đồ quan trọng trong két sắt, cầm áo khoác lên chuẩn bị ra ngoài, thời quan cũng có công chuyện, cô muốn về nhà thu dọn đồ đạc, trưa nay thời cảnh nham có gọi điện cho cô, nói cô đem một vài vật dụng cần thiết của anh bỏ vào vali của cô luôn, bây giờ cô không thể chờ đợi được mà dọn dẹp hành lý, đem đến chung cư, cô đưa di động cho Úy Minh Hải, con về nhà ông nội đây. Úy Minh Hải hỏi cô đi gì tới đây, thời quan, thời yến lãng đưa con tới. Úy Minh Hải gọi điện cho thư ký, nói thư ký chuẩn bị một chiếc xe dưới lầu. Sau đó nói với thời quan, bà không thể đưa con qua đó được. Thời quan lắc đầu, không cần đâu, bà cứ bận việc của mình đi. Nói đến thời yến lãng, xém chút nữa thì cô quên mất chuyện quan trọng ấy, ba, cái dự án kia còn chưa nói xong, Quý Minh Hải liền nói, ngày mai sẽ có người liên hệ với cậu ta. Thời quan cười yếu ớt, cảm ơn ba. Sau đó ông cánh tay ông cùng nhau rời đi, bước vào thang máy, Quý Minh Hải mới lên án cô, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi nói cô ác độc, cả quà tặng kèm cũng không cho ông. Thời quan, không phải con tặng quà cho ba rồi sao, chậu hoa nhỏ đấy, con tự mình mua nha. Quý Minh Hải, đó là dùng để nhờ vả ba. Thời quan bật cười, thật ra không phải cô không mua quà cho ông, lúc đầu định nhờ chuyển phát nhanh mấy ngày nữa đưa cho ông, tạo một bất ngờ nhỏ, nhưng không ngờ ông để ý như vậy, cô liền không làm những hành động thừa thải kia nữa. Lấy ba lô xuống mở ra, cô cầm ra một hộp quà tinh xảo, sao con có thể độc ác như vậy, dù gì cũng là con gái ba, không thể nào quên được. Quý Minh Hải, cài áo sao? Thời quan gật đầu, ba nhìn thử có thích hay không? Cô nói, khi con nhìn thấy thứ này liền nghĩ rằng mẹ cũng sẽ thích, nên thay mẹ mua cho ba. Nói xong, cô đưa hộp cho ông, đảm bảo với ba, đây là cùng một bộ với cài áo của mẹ, đồ cặp đó nha. Quý Minh Hải nhìn cái cài áo kia, rất lâu cũng không nói gì, thang máy đã đi đến bãi đổ xe dưới tầng hầm, ra khỏi thang máy, ông đưa cài áo cho thời quan, giúp ba đeo đi. Thời quan, ba muốn mang bây giờ sao? Từ, ông gỡ cài áo trên áo xuống. Thời quan lựa một cái cài áo phù hợp với phong cách những cái áo sơ mi bình thường ông hay mặc. Sau khi đeo xong, Quý Minh Hải cất cài áo cũ kia vào trong túi áo khoác của nơi, nơi mà không ai có thể thấy được. Hai người tách ra từ bãi đổ xe, Quý Minh Hải gọi điện cho Quý Lam, hỏi cô đang ở đâu. Quý Lam mới từ văn phòng luật đi ra, chuẩn bị qua bên Aio, cô hỏi Quý Minh Hải, chú có chuyện gì vậy? Quý Minh Hải, bây giờ chú qua A -O. Trong khoảng thời gian nhất thời Quý Lam không thể hiểu được hành động này của chú Út, cô đã hỏi nhưng chú ấy lại không muốn nói, vậy chỉ có thể là không muốn nói qua điện thoại. Được ạ, à, nửa tiếng nữa con tới. Úy Lam cũng không ngờ được, Quý Minh Hải tới là để đòi người, trực tiếp đòi Đường Mật về. Con mới ký kết với một thực tập sinh, tên là Đường Mật, hủy hợp đồng với con bé đi, đó là bạn thân của Đào Đào. Quý Minh Hải nói như vậy, không hề uyển chuyển, cũng không hề ngại ngùng không cho kịp trở tay, khóe miệng đang tươi cười cũng cứng đờ. Lúc trước cô ký với đường mật, chỉ nghĩ cho dù là thời cảnh nham hay là chú Út cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà tự hành hạ bản thân đến đòi người với cô. Hành vi nuông chiều con cái này, cho dù là của người khác, cũng vô cùng không có khả năng, chí ít chú Út cũng sẽ không làm như thế, đây là những hiểu biết trước đây của cô. Hết lần này đến lần khác chú Út đều khiến cô bất ngờ, còn thể hiện như đó là điều đương nhiên. Chú ấy luôn công tư rõ ràng, Đối xử với người nhà rất tốt, không thể chê trách, nhưng cũng chỉ giới hạn trong nhà. Trước đây chú Út đưa Aio cho cô, mọi người trong nhà không phải là không có ý kiến, không biết ám chỉ biết bao nhiêu lần, nói gì mà đi lập nghiệp, mở công ty gì chứ. Chú Út cũng không nói gì, chỉ ủng hộ tài chính cho cô. Sau này khi Aio muốn tiến quân vào thị trường quốc tế, cả một quá trình với nguồn vốn đều không ổn định, cô có đi tìm chú Út xin bỏ thêm vốn vào, nhưng lại bị từ chối đây là lần đầu tiên cô mở miệng xin trợ giúp từ chú ấy trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy nếu như trước đây chú ấy đồng ý góp vốn cho cô như vậy cô sẽ không tìm thời cảnh nham cũng sẽ không ở trong tình trạng bị động như bây giờ cô vẫn nghĩ chú út sẽ công tư phân minh đến cùng cho nên cô mới không e dè mà chèn ép công ty của thời quan một cách triệt để dù gì cũng là kế sinh nhai đều là chuyện hệ trọng trước giờ chú út làm kinh doanh là như vậy không bao giờ quan tâm tới tình cảm có thể bây giờ chú Út chỉ đang thử cô mà thôi. Nấu trà xong, Quý Lam trót một ly đưa qua cho Quý Minh Hải, chú nếm thử trà này xem, bạn con mang từ dưới quê lên, đồ nhà làm, cũng không tệ. Cô ngồi xuống đối diện Quý Minh Hải, nhắc đến đường mật, con đồng ý, nếu em ấy muốn đồng nghiệp, vậy thì đưa thôi, không có gì cả. Cô đáp ứng rất thoải mái, nhưng trong lòng lại như bị người khác chặn lại. Ngay lập tức, cô lại cười, uyển chuyển nói, có phải em ấy coi trọng đội thiết kế của con không? ý là có phải thời quan muốn đổi thiết kế của con có phải chú cũng sẽ thay em ấy lấy về không nếu con bé cố tình gây sự chú cũng sẽ không để yên vậy đâu quý minh hải uống một hớp trà thấm vào tim gan quý lam cười cười không nói gì ý ngầm của chú ấy là thời quan lấy đường mật từ trong tay cô về hoàn toàn không phải là cố ý gây sự nội tâm cảm thấy vô cùng mất mát cô nhấp một ngụm trà rõ ràng có thể ngửi thấy mùi thơm dịu dàng nhưng khi vào trong miệng lại chỉ cảm thấy chát chúa. Từ Aio ra, Quý Minh Hải liền nhắn tin cho thời quan, đã đem người về cho con. Thời quan quên cả phản ứng, cô không nghĩ rằng ông sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy. Cô nhắn hai cái ai con, dâu, dâu, để điện thoại xuống, cô tiếp tục thu dọn quần áo. Thời quan đang ở trong phòng của thời cảnh nham, xếp áo ngủ và một số quần áo thường ngày, cô lấy thêm mấy cái áo sơ mi, sau đó lại sắp xếp đồ của cô vào, chuẩn bị vừa đủ một vali đồ cô quyết định tối nay liền dọn qua chung cư, cô ở trước một đêm, ngày mai thời cảnh nham sẽ qua, nếu hai người dọn đi cùng lúc, nói không chừng ông bà nội sẽ nghi ngờ, thu dọn mọi thứ xong xuôi, thời quan kéo vali lên, để ở một bên, thông báo trước với thời cảnh nham, tối nay anh về đưa em qua chung cư đi, thời cảnh nham gọi điện thoại tới, không phải nói ngày mai sao, thời quan không nói gì, xoa xoa lỗ tai gấu bông lớn, trong điện thoại một mảnh yên tĩnh, thời cảnh nham, xong việc anh sẽ về vậy anh về sớm một chút được rồi thời quang không vội vã ngắt điện thoại cũng không có gì muốn nói chỉ muốn cảm nhận được sự tồn tại của anh thời cảnh nham hiểu được cô muốn gì anh liền mở loa ngoài để ở một bên bắt đầu bận rộn một lát sau trong điện thoại vang lên thời cảnh nham em nhớ anh anh biết khi còn bé mỗi ngày đều nhớ đến anh là bởi vì không thể nhìn thấy anh lúc ấy chỉ có ngồi ở trên xích đu chờ anh quay về nhưng không phải ngày nào cũng đợi được có hôm anh đã sớm quay trở về nhưng cô lại không thể nhìn thấy cũng có hôm anh về thẳng nhà của mình sau này đến nam kinh mấy năm đều không thể nhìn thấy anh dù chỉ một lần có rất nhiều lần anh gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình học tập lúc cô tắt điện thoại đều muốn nói với anh một câu anh em nhớ anh đã nhiều năm như vậy câu nói kia cô vẫn chưa thể nào nói ra được nhưng bây giờ ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh loại cảm giác nhớ thương này càng ngày càng nặng nề hơn một khi người phụ nữ đã yêu rồi, rất dễ dàng đánh mất đi bản thân. Cô kiềm chế suy nghĩ, đúng rồi, bà em qua chỗ úy làm kéo đường mật về rồi. Thời cảnh nham, hiệu suất làm việc không tồi, thưởng cho úy tổng chưa? Thời Quang, tối nay lúc gọi điện cho ông ấy, em sẽ nói thêm 5 phút. Thời cảnh nham, lát nữa anh gửi tiền cho em, em gửi lại cho ông ấy, ông ấy lái xe tới A.I.O. đây là phí thanh lý của ông ấy. Thời quan bật cười, không nói chuyện nữa, anh mau lên, em sốt ruột rồi. Quần áo của thời quan đa phần là đồ thu đông, còn hai bộ nữa là đủ rồi, nhanh chóng dọn gọn lại, sau đó qua bên bà nội tìm một chút vải vóc, thời quan để gấu bông qua một bên, ngồi vào trước bàn học, bắt đầu bận biểu với bản thiết kế. Nào ngờ thời cảnh nham thật sự chuyển tiền cho cô, 200 đồng, cô không gửi hết cho úy Minh Hải, cố tình giữ lại 100, đang bận rộn, đường mật lại nhắn tin cho cô, kích động không thôi, nói đã nhận được thông báo của bên nhân sự Aio ngày mai không cần đi huấn luyện nữa, bên phía phụ huynh cô ấy, cũng chưa thông báo, nên không biết, Quý Lam đều đã đáp ứng với Quý Minh Hải sẽ trả người lại cho thời quan, một số chuyện sau đó, cũng xử lý rất ổn thỏa. Quý Minh Hải nhận được tiền mà thời quan gửi qua, nhắn thêm vài câu, điểm này con phải học tập Quý Lam, thoải mái chấp nhận mọi chuyện, liền khiến người khác đánh giá con tốt hơn. Mặc kệ trong lòng con có thoải mái hay không, đều phải đáp ứng, để lại ấn tượng tốt cho đối phương lần sau bên phía công ty luật của úy lam có chuyện gì ba cũng sẽ giúp con bé tới khi nó vừa lòng mới thôi đây là nợ ân tình cho dù đó là đối thủ cạnh tranh của con thời quan con hiểu rồi cô nói Quý Lam mời con đi xem buổi trình diễn thời trang của Aio tại Thượng Hải vào ngày 20 tháng 4, con cũng cho chị ấy mặt mũi rồi. Quý Minh Hải, con bé là muốn con cảm thấy tự ti, đến lúc con nhìn thấy buổi diễn ấy rồi, nhất định sẽ cảm thấy sa sút một khoảng thời gian thế nhưng như vậy cũng sẽ hiểu rõ đối thủ cạnh tranh hơn một chút, không thiệt thòi. Đường mật lại nhắn tin chen vào, ngày mai mình sẽ tới công ty mới xem xét, làm vệ sinh, nghe nói thời Yến Lãng là hàng xóm của chúng ta, phải không, thời quan, ừ, đường mật, sắp tới cậu cứ tập trung làm thiết kế của cậu đi, mọi chuyện còn lại để mình lo, thời quan, vậy đành phải khiến phó giám đốc đường vất vả rồi, đường mật phải đảm nhận nhiều chức vụ một lúc, phó tổng giám đốc, trợ lý của giám đốc, kim bộ phận quản lý hành chính kim tiếp tân còn kim cả là nhân viên quét dọn thời quan bận rộn hơn một tiếng đi xuống dưới lầu tìm ông bà nội thông báo với bọn họ một tiếng tối nay cô muốn về trường học ở lý do là muốn thành lập công ty bạn cùng phòng cũng tới rồi tập trung lại thương lượng một chút ông bà nội ủng hộ cô còn nói không đủ tiền thì cứ nói anh con thời quan cười lúc con làm xong bản kế hoạch sẽ tìm đến anh ấy đang nói chuyện thời cảnh nham trở về anh không lấy áo khoác trong xe ra, đi thẳng vào trong nhà, bộ dáng trông rất vội vàng. Bà nội hỏi, sao hôm nay con về sớm vậy? Trực giác của thời quan nói cho cô biết, chắc chắn anh sẽ nói đi công tác, nếu không sẽ không trở về sớm như vậy, lúc nãy còn nói xong việc sẽ đưa về chung cư. Quả nhiên thời cảnh Nham nói, tối nay có chuyến bay qua Mỹ, con trở về lấy hành lý. Bà nội, bây giờ đang cuối tuần, bên kia không nghỉ ngơi sao? Thời cảnh nham, ở bên kia vẫn là thứ sáu, con đi ký một cái hợp đồng, không ảnh hưởng lắm. Bà nội gật đầu, đi khoảng bao lâu, thời cảnh nham, tầm một tuần, bà nội cũng không hỏi nhiều, sau đó nói chuyện với thời quan, tối nay đào đào muốn về trường học, vốn định nói con đưa con bé qua đó, giờ đành nói tài xế sau khi ăn cơm xong chở qua vậy, thời cảnh nham, con còn kịp, nhìn về phía thời quan, bây giờ anh đưa em qua trường, ra hiệu cho cô, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, cứ vội vội vàng vàng như vậy, thời cảnh nham và thời quan cùng nhau rời khỏi biệt thự thời quan hỏi anh anh phải đi công tác ở new york à thời cảnh nham nhìn cô không phải đi công tác ở chung cư thời quan bỗng nhiên cô hiểu ra nằm sắp cười trong ngực anh kỹ thuật diễn của anh xuất sắc thật đấy em cũng bị anh lừa thời cảnh nham không nói gì ông cô trong ngực lúc chiều cô nói nhớ anh điều duy nhất anh có thể làm chính là khiến cho cơ thể và tâm lý của cô có cảm giác an toàn nhiều nhất có thể để cô biết rằng đối với anh cô là duy nhất, tới chung cư, sắc trời tối xuống, đèn đường sáng lên, căn hộ vô cùng ấm áp, không khác trong trí tưởng tượng của cô là mấy, đồ dùng trong nhà cũng là phong cách cô thích, đôi dép lê tình nhân, cô có nhà, là nhà của cô và thời cảnh nham, thời quan giúp thời cảnh nham đưa đồ lên trên lầu, bây giờ cũng không cần phải lén lút nữa, có thể quan minh chính đại ở chung một phòng ngủ với anh, gối chung một cái gối, muốn hôn liền hôn. Có thể hôn đến khi trời tối luôn cũng được. Để anh dọn đồ cho, em đi ngắm cảnh đi." Thời Cảnh Nham cầm lấy túi hành lý nhỏ trong tay cô. Đây là lần đầu tiên cô ở một nơi cao như vậy, kéo màn cửa sổ ra, trăng sáng sao thưa, cả thành phố Bắc Kinh ngập trong ánh đèn thu hết vào tầm mắt cô. Ánh đèn làm nổi bật nội thất bên trong căn nhà thêm phần xa hoa lộng lẫy hơn, khiến cho mắt người nhìn long lanh. Nhìn một lát, cô quay người xem thử Thời Cảnh Nham đang làm gì. Khung cảnh bên ngoài nhẹ nhàng, bên trong phòng lại ấm cúng, ánh đèn điện nhu hòa bóng lưng mạnh mẽ tiêu sái của anh, đang lấy từng con búp bê trong vali đồ của cô để trên tủ đầu giường. Cảnh đêm dù có đẹp đến mấy cũng không thể sánh được với người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này. Kéo màn cửa lên, thời quan đi dạo trong nhà một vòng, phòng nào cũng nhìn một chút. Thời cảnh nham cố ý để lại một phòng làm việc cho cô, đồ đạc bên trong đều đã có đủ cả. Đồ dùng trong phòng bếp dưới lầu đều có đủ cả. Trong phòng khách, các loại cây xanh trong chậu đều đúng với ý cô. Hai người vô cùng ăn ý, ai cũng bận rộn việc của mình, không ai nhắc tới việc ăn cơm cả, sau đó thời quan nói có chút mệt mỏi, cầm quần áo đi tắm rửa. Lúc cô đi ra khỏi phòng tắm, thì lại không nhìn thấy thời cảnh nham trong phòng ngủ, cô cũng không đi tìm anh, tắt đèn phòng ngủ, lại mở rèm cửa sổ ra, nhà nhà thắp đèn, bây giờ cô cũng là một trong bọn họ. Cô nhớ thời cảnh nham từng nói một câu với cô, sau này anh đi đâu, em liền đi tới đó, anh sẽ không bao giờ để em không có nhà mà đi. Trong lúc thất thần, cô lại bị ông trong lòng ngực, thời quan quay đầu nhìn thời cảnh nham, anh đã tắm rửa xong, qua ánh đèn lờ mờ bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh càng gợi cảm mê người, anh xong việc chưa? Thanh âm của cô chút khàn khàn, chính cô cũng cảm thấy sự quyến rũ trong đó, ngày mai là thứ bảy, không phải tới công ty, bây giờ thời quan vui sướng hiểu được ý nghĩa trong lời anh, chưa xong việc, nhưng ngày mai sẽ nghỉ ngơi, chút công việc còn lại có thể mai làm tiếp. Thời cảnh nham ông chặt cô từ phía sau, Hôn lấy lỗ tai cô, thời quan dựa trong ngực anh, bị anh ông như vậy, cô cảm giác như được cả thế giới ông lấy mình. Thời cảnh nham ghé sát vào một bên mặt của cô, bắt đầu hôn khóe môi, cô không nói chuyện, hưởng thụ không gian yên tĩnh này, cảm thụ được sự kìm nén của anh, ẩn nhẫn, lại nập tràn yêu thương. Hô hấp của thời cảnh nham bắt đầu gấp rút xoay người cô lại, hơi thở hai người dây dưa, cô ngửa đầu, nụ hôn của anh vừa vặn rơi xuống, hai người thay nhau mút lấy đôi môi đối phương một chút ôn nhu ban đầu đều biến thành kịch liệt mạnh mẽ. Lúc đang hôn hai người cũng không quên di chuyển về phía giường, thời cảnh nham thuận thế hôn xuống cổ cô, thời quan vẫn còn lưu lại một chút lý trí, chưa kéo rèm cửa lại, thời cảnh nham dời môi, không cần, rèm cửa chỉ để cản ánh sáng, bên ngoài không thể thấy được bên trong, lại tiếp tục hôn, hai tay thời quan để bên hông anh, vuốt ve bụng dưới, lúc trước khi sợ anh còn cách một lớp vải sơ mi, bây giờ thì không còn nữa rồi. Cô bị hôn đến choáng váng đầu óc, cuối cùng cô cũng không biết sao mình lại nằm trên giường rồi, cảm giác bây giờ giống như phiêu du trên đại dương bao la, sóng nước dập dìu, cô không thể nắm bắt được bất kỳ thứ gì. Mấy lần thân mật trước đây, chỉ cần nằm dưới anh cô liền không tránh khỏi động tình, nói gì tới hiện tại, anh kiên nhẫn như vậy, ngón tay thon dài hơi lạnh, đôi môi mềm mại dịu dàng mang tới một cảm giác sung sướng cực hạn cho cô, lúc động tình thanh âm cô từ khóe miệng tràn ra mỗi một âm thanh đều như khắc sâu vào tim anh. Thời cảnh nham xém chút nữa không thể khống chế tốt bản thân, anh bắt đầu từ cơ thể cô, ôm cô trong khuỷu tay, chặn môi cô lại, nuốt hết mọi âm thanh nũng nịu của cô. Thời quan vọng lấy cổ anh, cảm giác mình đã bắt được một thanh gỗ đang trôi lên bền. Lúc cô cảm giác như sắp lên tận tầng mây, tay thời cảnh nham lại đột nhiên rời đi. Thời quan cảm thấy cả người trống rỗng, không khỏi chui vào lòng ngực anh. Ngay lúc cô vội vàng không kịp chuẩn bị, trong cơ thể cô nhanh chóng liền bị anh lấp đầy, thời quan dùng sức cắn môi anh, trong ngực anh, lại còn trong thân thể anh, cô không còn cảm nhận thấy đau đớn nữa. Sau khi lần đầu tiên kết thúc, thời quan thở dài một hơi, cô cảm thấy có chút đau đớn và không thoải mái, không thấy chút cảm giác tốt đẹp nào cả, nhưng cô nhận ra được, thời cảnh nham đã đồng tình rồi. Lúc kết thúc, còn ông cô vào lòng, cho dù là hôn hay chỉ là da thịt chạm nhau, cô đều cảm nhận được từng ly từng tí. Trong lúc vô tình anh lại hôn vào điểm mẫn cảm của cô, loại cảm giác ấy lại khiến cô tê dại thêm lần nữa. Vừa rồi thời cảnh nham cũng không cố gắng hết sức lực bản thân, nguyên nhân là do anh lo sợ thời quan khó chịu. Toàn thân thời quan rung động, anh trầm giọng nói bên tai cô, em muốn nữa hay không? Ừm, thời quan không biết âm thanh này có ý nghĩa gì, cô cũng không muốn nghĩ tới, thời cảnh nham kéo cô vào lòng, ông toàn bộ cơ thể cơ vào trong ngực mình. Lúc anh lấp đầy cô một lần nữa, cô mới cảm giác được anh là của cô cô cũng là của anh. Hai chân thời quan tự nhiên trèo lên eo anh, cánh tay cuốn lấy cổ anh, hai người chặt chẽ dán nhau vào cùng một chỗ, lúc anh ra vào trong cơ thể cô, cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng toàn bộ sức lực của anh, thân thể và linh hồn nhanh chóng hợp lại làm một, thời quan đem mặt chôn ở hõm vai anh, tận lực ức chế giọng nói của chính mình, chính cô cũng cảm thấy ngại ngùng khi nghe âm thanh thẹn thùng của bản thân, nhưng cường độ của anh càng lúc càng lớn, cô vẫn không thể kìm nén lại được âm thanh ưng lúc cô động tình cứ quanh quẩn bên tai thời cảnh nham, lặp đi lặp lại liên tục. Giờ phút này đây thời quan không còn lo lắng về chiều cao của bản thân nữa, như thế này cũng tốt, nhỏ nhắn xinh xắn một chút lại có thể giống như dây leo cuốn trên người anh, theo anh chập trùng, cũng không biết qua bao lâu, chân thời quan cũng mỏi như, thời quan, anh rất ít khi gọi hẳn tên họ của cô, sao ạ? À? Thời quan quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, trong căn phòng tối đen, Hai người lại có thể cảm nhận được ánh mắt tình cảm của đối phương, khao khát được yêu của nhau. Thời Cảnh nham ngậm lấy môi cô, tiếng quân thần tốc, hai người cứ để mọi thứ theo tự nhiên, cùng đưa nhau lên đỉnh. Mọi hành động trước đây đều không thể sánh bằng tình yêu như lúc này, khắc sâu tận xương tủy, hận không thể khiến đối phương cảm thấy sung sướng, dùng bao nhiêu sức cũng không đủ. Sau khi vận động cơ thể kết thúc, Thời Cảnh nham vẫn hôn cô không ngừng, hai người đều ra mồ hôi, Thời Cảnh nham kéo chăn lên đắp, nghiêng người sang kéo cô vào lòng mình thời quang cảm nghĩ mình mới chạy năm ngàn mét về ướt sũng cả người kiệt sức không nói được cô gối lên cánh tay anh sau khi thở dốc bình phục lại có được anh rồi nhưng sao em vẫn muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi vậy giọng cô khàn khàn ánh mắt thời cảnh nham nhìn cô tâm địa em đen tối mới như vậy đó thời quang cô cười ra tiếng sao em lại đen tối chứ ngủ với anh chính là nguyện vọng của cô nha sau khi bình tĩnh lại thời cảnh nham rời giường Rót cho cô một ly nước ấm, lại dùng khăn lông ấm lau người cho cô. Chân và lưng của Thời Quang đều cảm thấy đau xót, một chút khí lực cũng không có. Chờ anh lau xong, cô xoay người, đắp chăn đi ngủ. Tinh thần của Thời Cảnh Nham vô cùng khỏe khoắn, không mệt mỏi chút nào, nhưng lại khó chịu vì đói. Anh vào phòng bếp tìm một vòng, cũng không có gì ăn được, chỉ có một chút đồ ăn vặt của Thời Quang, anh đành uống một ly sữa bò. Chờ anh quay lại phòng ngủ, Thời Quang đã sớm ngủ thiếp đi rồi. Bây giờ mới 11 giờ, mọi hoạt động ban đêm giờ mới bắt đầu. Hàng bái gọi điện tới, nói muốn anh đến một chỗ, giới thiệu cho anh mua một dự án, không lớn lắm. Thời cảnh Nham nhìn người nằm trên giường, lát nữa nếu cô tỉnh dậy mà không thấy anh sẽ cảm thấy lạc lõng lắm. Anh từ chối hàng bái, thôi đi. Hàng bái, là xưởng thiết kế quần áo, tại Chiết Giang, quy mô cũng được, một xí nghiệp gia đình, bởi vì không quản lý được nội bộ bên trong, hai năm nay luôn liên tục đi xuống khiến đức gãy mắt xích tài chính sắp không chịu đựng nổi rồi muốn tìm người để đầu tư lại nếu đây không phải là một xưởng thiết kế quần áo anh cũng sẽ không nói nhiều đến như vậy dù sao sau này thời quan mở công ty thời trang cũng sẽ dùng tới bây giờ chỉ là quy mô nhỏ chỉ cần tìm một xưởng thay mặt gia công là được nhưng sau này mở rộng hơn chắc chắn phải có xưởng riêng thời cảnh nham nghe là xưởng thiết kế quần áo được giờ mình qua để lại một mảnh giấy trên đầu giường cho thời quan anh cầm chìa khóa xe rời đi hội sở cách chung cư không quá xa, lái xe hơn 20 phút đã tới rồi. Bên phía xưởng quần áo ủy thác lại cho ngân hàng đầu tư tìm người đầu tư, tối nay mấy người hàng bái lại ngồi chung với bên ngân hàng, nói đến dự án này, hàng bái liền để ý, thời cảnh nham chỉ có một yêu cầu, muốn toàn bộ cổ phần, hàng bái, vậy phía quản lý công ty thì sao? Muốn giữ hay không? Thời cảnh nham, không giữ lại, nội bộ đã xảy ra vấn đề thì giữ lại làm gì? Hàng bái gật đầu, nhưng giám đốc của xưởng không đồng ý bọn họ vốn muốn tiền nhà đầu tư chỉ muốn bỏ ra một số cổ phần không định nhượng lại toàn bộ thời cảnh nham vậy cứ tiếp tục kiên trì tới khi bọn họ đồng ý mới thôi phía ngân hàng đề nghị nếu không vậy đi tôi trở về nói bên phía bộ phận quản lý liên hệ với anh hôm nào hẹn gặp ông chủ bên kia cùng với cố vấn tài chính và cố vấn pháp luật để mấy người gặp nhau một lần thời cảnh nham gật đầu thuận miệng hỏi một câu xưởng thiết kế tên gọi là gì hàng bái xưởng thiết kế tư ngữ anh cười sau này cậu có thể gọi là xưởng quần áo của thời cảnh nham thời cảnh nham nhìn anh không nói gì ngồi được một lúc thời cảnh nham đứng dậy ra về hàng bái còn đang muốn nói chuyện với một người nữa nên ở lại thêm một lát vừa ra khỏi phòng thời cảnh nham liền nghe điện thoại của thời quan thời quan là bị khác mà tỉnh khi mở mắt ra cô gọi thời cảnh nham lấy nước giùm cô kết quả gọi cả nửa ngày cũng không ai trả lời sau đó mới phát hiện trên giường không có ai cả trên tủ đầu giường có tờ giấy anh đi đàm phán một dự án sẽ về nhanh thôi cô phải tự lấy nước cho mình uống xong cũng không thấy bối rối nữa anh không ở trong nhà bầu không khí xung quanh cũng trầm lắng trở lại anh xong việc chưa cô hỏi thời cảnh nham vừa xong khoảng nửa tiếng nữa anh về em ngủ trước đi thời quang em không buồn ngủ em chờ anh về thời cảnh nham nhanh chóng ra khỏi hội sở chạy đến bãi đỗ xe bên kia vô cùng yên tĩnh, sao lại tỉnh vậy? Ngủ không quen sao, thời quan, không phải, em khác, cổ họng không thoải mái lắm. Đây là lần thứ hai cô thấy khác không chịu được, thời cảnh nham, trên tủ đầu giường có ly nước đấy, thấy không, thời Quang khẽ giật mình, lúc này mới nhìn về phía tủ đầu giường bên mình, đúng là có một ly nước, để sát bên cạnh con búp bê, cô cũng không chú ý tới, thời cảnh nham đã đến bên cạnh ô tô, nếu em không muốn ngủ nữa, thì xem điện thoại đi, anh về ngay. Nam địch đứng cách đó không xa, cô vẫn luôn nhìn về phía thời cảnh nham, vừa rồi anh đi ngang qua cô, nhưng không hề chú ý tới cô, chỉ lo gọi điện thoại. Lúc anh chạy từ hội sở ra, chậm rãi chạy qua đây, tim cô đều nhảy lên tới cổ rồi, khẩn trương, lúng cuốn, trong đầu chẳng có gì. Tối nay cô tăng ca ở công ty, gần 11 giờ, quý Lam nói mang cô đi chơi, ngày mai lại được nghỉ, có thể chơi suốt đêm, cô không muốn đi, nhưng không biết làm sao để từ chối vừa rồi cô quay lại để lấy điện thoại không nghĩ tới sẽ thấy thời cảnh nham từ đằng xa những người như bọn họ thường xuyên sẽ tới hội sở này như nhà vậy đây là nơi vui chơi của họ nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy trước đó cô cũng không tưởng tượng ra được một người đàn ông tinh tế như vậy khi ôn nhu sẽ như thế nào tối nay cô đã được chứng kiến anh nói nếu em không muốn ngủ nữa thì cứ xem điện thoại đi anh về ngay chỉ một câu nói đó có thể khiến bao nhiêu người con gái hạnh phúc chứ người phụ nữ bên kia điện thoại không cần nghĩ cũng biết là thời quan cô ấy chờ đợi trong một căn nhà ấm áp được một người đàn ông khiến nhiều khao khát chiều chuộng như vậy điện thoại di động vang lên cô thu hồi suy nghĩ là úy lam gọi tới chắc sẽ hỏi sao cô vẫn chưa trở lại cô yên lặng chạy nhanh vào hội sở lúc thời cảnh nham về đến nhà thời quan đang ở trong phòng khách đợi anh bây giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ có thể thoải mái ông hôn rồi thời quan để điện thoại qua một bên bổ nhào vào ngực anh thời cảnh nham xoa xoa eo cô sau đó buông xuống không đau sao lúc nãy em nói đau mà thời quang lắc đầu ổn rồi thời cảnh nham ôm cô lên lầu cửa phòng ngủ đóng lại thời quang thuận tay tắt đèn phòng ngủ đi thân thể cô bây giờ vẫn còn mẫn cảm vừa rồi ở dưới lầu lúc thời cảnh nham chạm vào cô cô không khỏi giật mình một cái dục vọng lại bị thức tỉnh khi yêu rồi đương nhiên ai cũng sẽ nghiện đặc biệt là thời cảnh nham còn đặt cô dưới thân hết sức chăm chú nhìn cô trong ánh mắt anh chỉ duy nhất hình bóng cô trong đó, còn muốn sao? Môi anh nóng hổi hôn lấy vành tai cô, thời quan không nói gì, chủ động hôn môi anh. Nụ hôn này, một khi bắt đầu không thể dừng lại được, cô cắn bờ vai anh, anh lại cho cô lần nữa. Lúc tỉnh lại, đã hừng đông, cô vẫn nằm trong ngực anh, thời quan nhìn chầm chầm vào một bên mặt anh, hít mắt lại tiếp tục hưởng thụ. Thời cảnh nham cảm nhận được đồng tỉnh của cô, cũng tỉnh, em dậy lúc nào vậy? Mới sáng sớm giọng nói anh có chút khàn khàn gợi cảm, thời quan, em mới dậy thôi, ngủ thêm một lát nữa đi, ừm, cô nằm trong ngực anh ngọ ngoại. Mãi đến 8 giờ sáng hai người mới rời giường, trong nhà không thuê người giúp việc, hai người phải tự dọn dẹp đồ đạc, thời quan tắm rửa nhanh chóng, lúc bước ra khỏi phòng tắm, thời cảnh nham đã dọn dẹp giường xong xuôi, cô ôm eo anh từ phía sau, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ như vậy, thời cảnh nham hỏi cô, có đói bụng hay không? anh đi mua đồ ăn sáng cho em thời quang không cần trong nhà có gì ăn đó được rồi không biết sau này khi chán nhau sẽ như thế nào dù sao hôm nay cô không cần ăn cũng thấy no bụng cả ngày không ăn không uống cũng không sao thời cảnh nham tủ lạnh không có gì trước đây không biết khi nào sẽ chuyển tới nên không có chuẩn bị trước trong nhà chỉ có mỗi sữa bò còn có một số đồ ăn vặt em ăn trước một chút đi anh nấu cơm trưa cho em thời quang cười Vậy không phải anh phải đi mua đồ ăn sao? Quên đi, quá phiền phức, gọi thức ăn ngoài đi. Thời cảnh nham không đồng ý, bữa ăn đầu tiên trong nhà anh sẽ nấu cho em ăn. Cách đây không xa có một chợ bán đồ ăn, bên đó cái gì cũng bán. Anh mua một ít thức ăn, thuận tiện mua một chút trái cây tươi về. Thời quan còn nhớ rõ, không phải anh chỉ biết nấu bò biết tết thôi sao? Thời cảnh nham, ừ, mua thêm một số đồ ăn thêm vào. Canh rau luộc thế nào? Thời quan, được cái này vô cùng đơn giản, trụng rau, bỏ thêm muối vào là được rồi. Cô lo lắng, ông bà nội cũng đi chợ mua đồ ăn, lỡ gặp nhau thì sao? Thời cảnh nham, anh không đi chợ gần đại viện, thời quan, vậy thì được rồi. Thời cảnh nham hâm nóng sữa bò cho thời quan, liền đi chợ mua đồ ăn, thời quan ở nhà tiếp tục bản thiết kế của mình. Hôm nay là thứ bảy, trong chợ vô cùng náo nhiệt, người người nhốn nháo, thời cảnh nham đeo khẩu trang lên, đây là thời quan chuẩn bị cho anh, nói làm như vậy người khác sẽ không nhận ra được từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh tới chợ rực rỡ muôn màu có một số món ăn anh còn không biết tên chủ quán nhiệt tình hỏi anh muốn mua món gì anh cũng cảm thấy khó khăn bởi vì anh không muốn mua chỉ muốn xem thôi sau này anh sẽ không đi mua đồ ăn nữa những việc này cứ để cho úy minh hải làm là được rồi ai ông nhìn thử xem không phải là thời cảnh nham sao bà nội đột nhiên như phát hiện được đại lục mới dùng sức nắm lấy cánh tay ông nội hôm nay sắc trời khá tốt hai người liền đi bộ ra xa một chút vừa vặn tiện đường ra chợ mua một ít đồ ăn nào ngờ sẽ bắt gặp được thời cảnh nham đâu ông nội nhìn theo phương hướng của bà nội chỉ thấy một bên mặt bà nội buồn bực không phải thằng nhóc nói đi công tác sao sao mới sáng lại ra chợ mua thức ăn rồi ông nội chắc mới hủy đột ngọt qua hỏi thử không phải sẽ biết sao bà nội ngăn không cho ông nội qua đó sao đơn giản vậy được Ông chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho nó. Bà kéo ông nội đi, đến một chỗ không ai nhìn thấy, lấy điện thoại di động ra gọi cho thời cảnh nham. Thời cảnh nham không nhận ngay, đi đến một cửa hàng gia vị bên cạnh, bên này tương đối yên tĩnh một chút. Alo, bà nội, bà nội, cảnh nham, đến New York chưa con? Thời cảnh nham, con đến rồi, vừa xuống máy bay. Anh nghe được âm thanh bên phía bà nội có chút ồn ào, bà nội đang đi dạo công viên với ông sao? Bà nội, thời tiết hôm nay khá đẹp, hai người chúng ta liền tranh thủ một chút, vậy con bận đi, nhớ chú ý sức khỏe, đừng thức khuya, cúp điện thoại, bà nội lôi kéo ông nội, đi thôi, không mua nữa, về chợ gần nhà rồi mua sau, ông nội, cảnh nhâm là sao, bà nội, xem ra là có bạn gái rồi, đi công tác chỉ là kiếm cớ thôi, ông nội vô cùng vui vẻ, yêu đương là chuyện tốt nha, cũng tới tuổi rồi, khó có thể biết điều như vậy, còn có thể tự nấu cơm ăn. Bà nội suy nghĩ một chút, Lát nữa tôi gọi điện cho Đào Đào, con bé với anh cũng khá thân thiết, hẳn phải biết ai là bạn gái anh mình. Hết chương 80, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.